Bất bại chiến thần, vạn thế chiến thần, Dương Thanh. Tập 2. Vui quá hóa buồn. Mãi cho đến lúc này, cụ Tần mới hiểu tại sao Lạc Bân vừa mới đưa hợp đồng đến mà sau đó đã lập tức nói là bọn họ đã vi phạm hợp đồng. Ai mà ngờ được trong nội dung hợp đồng có điều khoản chỉ định Tần Thanh Tâm làm người phụ trách cơ chứ? Trưởng phòng Vương, ông cho tôi gặp sếp Lạc với, tôi đã biết sai rồi. Chỉ cần sếp Lạc chịu tha cho nhà họ Tần chúng tôi một lần thì tôi sẽ đồng ý với tất cả mọi yêu cầu của sếp Lạc. Chẳng phải sếp Lạc thích Tần Thanh Tâm sao? Tôi có thể làm chủ để Tần Thanh Tâm làm người phụ nữ của sếp Lạc. Sau một thoáng ngỡ ngàng, cụ Tần chợt bước lên cầm lấy cánh tay trưởng phòng Vương, vô cùng kích động. Im miệng! Lời nói của cụ Tần khiến trưởng phòng Vương sợ suýt vãi ra quần, vội quát ông muốn chết cũng đừng có liên lụy đến tôi. Dù sếp Lạc đến đây cũng sẽ mắng ông như vậy đấy. Ông ta biết rõ vì sao Lạc Bân lại đối xử với nhà họ Tần như thế này. Là vì chàng trai đó. Cụ Tần hiểu được ý sâu xa trong lời nói của trưởng phòng Vương thì ánh mắt càng kinh hãi hơn. Hồn bay phách lạc nói, lẽ nào Tần Thanh Tâm đã lọt vào mắt xanh của người trong gia tộc Vũ Văn? Được rồi, những gì nên nói tôi cũng đã nói hết rồi, sau đây chúng ta bàn chuyện chính. Trưởng phòng Vương không dám tiết lộ nhiều thêm, hắng giọng nói, vì các ông đã vi phạm hợp đồng, gây ra tổn thất rất lớn cho tập đoàn Nhạn Thanh nên bây giờ các ông đang phải đối mặt với một khoản bồi thường khổng lồ. Bây giờ tôi nói một cách thức bồi thường, ông có thể xem xét thử mình có đồng ý chấp nhận hay không. Mời nói. Nhắc đến bồi thường, tất cả người nhà họ Tần đều nơm nớp lo sợ. Có người đã nhìn chúng tập đoàn Tam Hòa, nhờ sếp Lạc của chúng tôi mua lại. Các ông cũng biết, nếu tập đoàn Nhạn Thanh thật sự muốn chèn ép thì nhà họ Tần đã phá sản từ lâu, bây giờ chỉ đòi tập đoàn Tam Hòa làm tiền bồi thường, không tính toán gì thêm nữa, trưởng phòng Vương bình tĩnh nói. Thật sự có thể xóa hết bồi thường à, cụ Tần chợt mừng rỡ. Nếu theo điều kiện trong hợp đồng thì bọn họ phải bồi thường cho tập đoàn Nhạn Thanh 1 tỷ. Có bán cả cái nhà họ Tần đi cũng không đủ 1 tỷ nữa. Còn giá trị thị trường của tập đoàn Tam Hòa cùng lắm cũng chỉ đến 100 triệu thôi. Đương nhiên là thật. Trưởng phòng Vương hừ một tiếng, nếu không phải vị đứng sau sếp Lạc chịu tha cho nhà họ Tần các người thì nào có đơn giản thế này chứ? Đồng ý, chúng tôi đồng ý, cụ Tần cười phớ lớn nói. Vừa nãy lão ta còn tưởng phải bồi thường theo hợp đồng, tuy bây giờ phải mất tập đoàn Tam Hòa nhưng chí ít còn thể bảo vệ nhà họ Tần. Thêm nữa. Vốn dĩ bọn họ cướp tập đoàn Tam Hòa từ tay Tần Thanh Tâm nên cho dù có mất cũng chẳng thấy tiếc. Cụ Tần chỉ sợ tập đoàn Nhạn Thanh đổi ý nên vội vã gọi luật sư tới làm thủ tục chuyển nhượng tập đoàn Tam Hòa ngay và luôn. Một bên khác, Dương Thanh đã đưa Tần Thanh Tâm về nhà, chỉ là không biết cô đã ngủ trong vòng tay anh từ lúc nào. Chị tôi sao đấy? Tần Y thấy Dương Thanh bế Tần Thanh Tâm thì tỏ ra lo lắng. Lúc nãy... Cô ta vừa mới tới nhà họ Tần thì vừa hay nhìn thấy Dương Thanh đưa Tần Thanh Tâm đi. Cô ấy mệt quá nên ngủ rồi. Dương Thanh trả lời một câu rồi đặt Tần Thanh Tâm lên giường trong phòng ngủ. Anh nhìn Tần Y, dặn dò cô ta, chăm sóc tốt cho cô ấy. Dứt lời, Dương Thanh quay người rời đi. Lúc này, Tần Y có một ảo giác rằng bất chợt Dương Thanh như biến thành một con người khác. Cô ta cứ nhìn theo bóng Dương Thanh cho đến lúc anh sắp đi khuất thì bất thình lình buột miệng gọi anh rể. Nghe Tần Y gọi mình như vậy, Dương Thanh bỗng run lên, dừng bước lại. Sau đó, anh nghe cô ta nói, hứa với em đừng để chị em chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Em tin là anh có thể làm được. Được. Dương Thanh đáp lại một tiếng rồi sải bước rời đi. Nhìn bóng lưng dần khuất trong màn mưa, lòng Tần Y nặng trĩu. Cô ta không biết Dương Thanh đã đi đâu, nhưng lờ mờ có cảm giác, lúc gặp lại anh sẽ khiến người ta phải kinh hãi. Tại tầng thượng tập đoàn Nhạn Thanh, Chủ tịch, vừa nhận được tin, đã lấy được tập đoàn Tam Hòa rồi, Lạc Bân dè dặt báo cáo. Dương Thanh không thấy bất ngờ, anh chợt hỏi, ở Giang Hải, mua nhẫn kim cương ở đâu tốt nhất? Vừa 28 giờ tối nay, Club Dạ Thành có tổ chức một buổi bán đấu giá trang sức quý hiếm. Vật đấu giá chủ chốt là một chiếc nhẫn kim cương tên là Sao Hồng. Rất nhiều quý bà đều tới vì chiếc nhẫn này, Lạc Bân lập tức đưa ra đề xuất. Được, tối đi với tôi, Dương Thanh nói. Lạc Bân vui vẻ đồng ý, Dương Thanh muốn dẫn ông ta tới buổi đấu giá có nghĩa là anh đã xem ông ta là người của mình. Gần 8 giờ,
một chiếc Maybach màu đen dừng lại trước cổng Club Dạ Thành, đây là club giải trí cao cấp nhất cả Giang Hải. Bãi đỗ xe đầy rẫy những chiếc xế xịn có giá từ hàng triệu đến mấy chục triệu. Mấy chiếc Mercedes hay BMW Series 7 nhập khẩu có giá mấy trăm nghìn chẳng được tính là xịn trong đống xe này. Chào buổi tối, cậu Dương. Không biết là cậu sẽ đến nên không đón tiếp từ trước được, mong cậu bỏ qua. Dương Thanh vừa xuống xe, một người đàn ông trung niên đã vội vã đi tới. Ông là ai? Dương Thanh nhíu mày. Người đàn ông trung niên đáp, cậu Dương, tôi là Tô Thành Vũ của nhà họ Tô ở Giang Hải, trước đó đã gặp cậu ở sân bay cùng với ông Hàn. Người này chính là người giàu nhất Giang Hải. Ngày đầu tiên Dương Thanh trở về Giang Hải không hề liếc nhìn ông ta lấy một cái nào nên đương nhiên anh sẽ không nhớ. Lạc Bân vội giải vây, chủ tịch, Club Dạ Thành là sản nghiệp của nhà họ Tô, có ông ấy ở đây thì chúng ta đỡ rắc rối hơn nhiều. Tô Thành Vũ cảm kích nhìn Lạc Bân một cái rồi nói, cậu Dương, tôi dẫn các cậu vào bằng lối ngầm, như vậy có thể che giấu thân phận giúp cậu. Tô Thành Vũ dẫn Dương Thanh vào thẳng một phòng riêng trong hội trường đấu giá. Từ bên trong có thể nhìn thấy hết mọi việc bên ngoài, còn có một màn hình lớn, có cả ảnh chất lượng cao của vật phẩm được đấu giá. Cậu Dương, cậu xem thử có gì thích thì cậu cứ nói với tôi để lại hết cho cậu, Tô Thành Vũ niềm nở nịnh nọt. Dương Thanh cười khẩy, ông cảm thấy tôi thiếu tiền à? Nào có, tôi tuyệt đối không nghĩ vậy, Tô Thành Vũ giật mình thon thót, vội vã lau mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Lạc Bân bên cạnh cũng thấp thỏm không yên, khí thế của Dương Thanh quá mạnh mẽ, đứng bên cạnh anh áp lực quá. Hết chuyện của ông rồi, lui ra đi, Dương Thanh lệnh cho Tô Thành Vũ lui ra. Không phải do Tô Thành Vũ đã đắc tội gì với anh mà chỉ vì Tô Thành Vũ có qua lại với gia tộc Vũ Văn, chỉ riêng điều này đã đủ để khiến anh không nể mặt ông ta. Có căn phòng bí mật này, Dương Thanh đấu giá rất thuận lợi. Mỗi lần anh thích vật nào mà có người tham gia cạnh tranh, anh đều tăng giá gấp đôi. Đây cũng là lý do khiến những lần đấu giá sau đó, chỉ cần Dương Thanh tham gia đấu giá thì không ai dám giành với anh. Chỉ trong vòng một đêm, chuyện ở buổi đấu giá đã lan truyền khắp Giang Hải. Rất nhiều người đoán giả đoán non thử xem rốt cuộc thần thánh phương nào đã đấu giá mua nhiều vật quý hiếm như vậy chỉ trong một lần. 3 ngày sau, tôi muốn tổ chức một buổi tiệc, tất cả mọi thứ đều phải tốt nhất. Ông thay tôi làm một lô thiệp mời thiếp tơ vàng, mời tất cả các gia tộc trong giới thượng lưu Giang Hải đến, đừng dùng danh nghĩa của tập đoàn Nhãn Thanh, cũng đừng để lộ thân phận của tôi. Dương Thanh dặn dò Lạc Bân xong, ánh mắt bất chợt lóe lên tia sắc bén, tuyệt đối không được quên nhà họ Tần. Vâng thưa chủ tịch, Lạc Bân lập tức đáp. Trong phòng họp nhà họ Tần, cụ Tần ngồi ở đầu nhìn đám con cháu dòng chính nhà họ Tần, nghiêm giọng nói, từ sau khi xảy ra chuyện với tập đoàn Nhãn Thanh, không một ai ở Giang Hải dám hợp tác với chúng ta nữa. Thời thịnh thế của nhà họ Tần đã qua, bây giờ muốn tìm đường sống trong cõi chết thì phải nghĩ ra một con đường tắt. Mấy đứa nói thử xem. Có cách gì có thể nhanh chóng vực dậy gia tộc không? Ông nội, chắc ông đã biết chuyện xảy ra ở buổi đấu giá trong Club Dạ Thành tối qua rồi nhỉ? Tần Phi đột nhiên cười hỏi. Cụ Tần gật đầu, chỉ trong một buổi bán đấu giá mà một người đã vung tiền mua hơn nửa vật phẩm quý hiếm, hơn nữa mỗi lần ra giá đều nhân đôi. Chuyện này khiến dư luận cực kỳ xôn xao, đương nhiên ông biết rồi. Ông nội, chắc chắn người có khí phách như thế này sẽ có lai lịch không tầm thường. Cháu nghe nói đến cả Tô Thành Vũ cũng phải kính cẩn nép mình trước vị này. Nếu chúng ta có thể tiếp cận được với người này thì chắc chắn có thể giải quyết được nguy cơ trước mắt, Tần Phi nghiêm túc nói. Mắt cụ Tần ánh lên một tia sắc bén, liền hỏi, được, cứ làm theo cháu nói. Nghĩ cách điều tra cho bằng được thân phận của người này, phải thiết lập quan hệ với người này bằng mọi giá. Ông nội yên tâm, cháu đang điều tra, đã có chút manh mối rồi ạ. Nghe bảo vệ Club Dạ Thành miêu tả thì tối qua Tô Thành Vũ đã đích thân ra tiếp đón một chàng trai trẻ rất khiêm tốn. Đợi điều tra được thân phận của người đó, con sẽ lập tức đi liên hệ, Tần Phi cười nói. Được, chỉ cần có thể qua lại thân thiết với cậu ấy thì nhà họ Tần được cứu rồi, cụ Tần hài lòng nói. Đúng lúc này, nhà họ Tần nhận được một tấm thiệp mời thiếp tơ vàng. Ông nội, tơ vàng được thêu trên thiệp mời lại là vàng thật đấy ạ. Sau khi kiểm tra, Tần Phi kinh ngạc nói. Cái gì, tơ vàng thật à, những người khác cũng sửng sốt. Cụ Tần vội nhận tấm thiệp rồi tỉ mỉ xem,
sau đó cười khanh khách, chắc chắn người dùng tấm thiệp mời tốt như thế này có lai lịch không hề nhỏ. Người ta còn mời chúng ta tới tham gia tiệc, chắc chắn không hề sợ tập đoàn Nhạn Thanh, ha ha, đúng là ông trời phù hộ cho nhà họ Tần của chúng ta mà. Chỉ riêng tơ vàng trên tấm thiệp mời này đã có giá lên đến mấy nghìn, nhà họ Tô cũng không giàu đến mức này đâu nhỉ. Xem ra chủ nhân của tấm thiệp mời này chính là người thần bí tối qua. Ông nội, nhà họ Tần được cứu rồi, Tần Phi háo hức nói. Nhà họ Tần được cứu rồi. Người nhà họ Tần ai nấy đều mặt mày hớn hở. Từ sau khi hợp tác giữa tập đoàn Nhạn Thanh và nhà họ Tần bị hủy bỏ, tình hình nhà họ Tần càng ngày càng sa sút, ai cũng sợ hãi tránh né. Nhưng nay, cuối cùng họ đã nhìn thấy được cơ hội trở mình của gia tộc rồi. Cùng lúc đó, hằng hà sa số những nhà quyền quý ở khắp Giang Hải đều nhận được thiếp mời, họ đều là những gia tộc thượng lưu tiếng tăm ở Giang Hải. Nhưng điều khiến người ta bất ngờ là nhà họ Tần nay đã lụn bại cũng nhận được thiệp mời. Những gia tộc trước đây đã đơn phương hủy hợp tác với nhà họ Tần bây giờ lại chủ động gửi hợp đồng đến tận cửa. Chuyện này khiến mỗi ngày cụ Tần đều cười không khép được miệng. 3 ngày trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Vô số chủ của các gia tộc quyền quý đích thân dẫn con cháu dòng chính của mình đến khách sạn Vườn Sao, là khách sạn cao cấp nhất ở cả Giang Hải. Ông nội, cháu tin rằng sau ngày hôm nay, cả Giang Hải sẽ không có một ai dám khinh thường nhà họ Tần chúng ta nữa đâu, Tần Phi kích động nói. Cụ Tần cười lớn, rõ ràng là ưng ý lắm. Lão ta bước lên trước chỉnh lại cà vạt cho Tần Phi rồi nói, chúng ta đi thôi. Cả đoàn người nhà họ Tần đi theo cụ Tần vào trong khách sạn. 3 chuyện lớn. Ở biệt thự nhà họ Tần. Một chiếc xe Rolls Royce màu đen chậm rãi đỗ lại trước cổng. Xin hỏi cậu tìm ai? Châu Ngọc Thúy mở cửa thấy đối phương là một cậu thanh niên mặc vest chỉnh tề đi giày da, nên giọng điệu khách sáo hơn rất nhiều. Cậu thanh niên kia mỉm cười nói, xin chào bà, chủ tịch Tô bảo tôi tới đón cô Tần tới khách sạn Vườn Sao tham gia tiệc. Khách sạn Vườn Sao, chủ tịch Tô, là nhà họ Tô giàu nhất Giang Hải sao? Châu Ngọc Thúy kinh ngạc hỏi, thấy đối phương gật đầu thì vô cùng vui mừng. Mấy ngày nay, chuyện khách sạn Vườn Sao sắp tổ chức tiệc đã truyền khắp toàn bộ Giang Hải. Những người được mời đến đầu là những nhân vật có máu mặt ở Giang Hải. Bà ta không ngờ nhà họ Tô lại tự mình tới đón con gái đi tham dự. Châu Ngọc Thúy nhiệt tình mời cậu thanh niên kia vào nhà để Tần Đại Dũng tiếp đón, bản thân thì cuống quýt chạy tới phòng con gái. Nhà họ Tô phái người tới đón chúng ta tới tham dự tiệc ở khách sạn Vườn Sao. Nhất định là để tổ chức tiệc đính hôn của con và cậu cả nhà họ Tô rồi, Châu Ngọc Thúy kích động nói. Tần Y đang làm ổ trong chăn nghe vậy liền kinh hãi kêu, nhanh vậy sao? Người ta đang đợi ở dưới tầng rồi, con còn dề già gì nữa, Châu Ngọc Thúy thúc giục. Hả? Tần Y hưng phấn hét lên một tiếng, lập tức chui ra khỏi chăn, vội vàng trang điểm. Mẹ ơi, bao giờ bố mới về? Con nhớ bố rồi. Ở trong một căn phòng khác, Tiêu Tiêu chăm chú vuốt ve mặt dây chuyền trên cổ mình rồi chợt mếu máo hỏi. Từ 3 ngày trước, sau khi Dương Thanh đưa Tần Thanh Tâm trở về, anh không trở lại nữa. Mấy ngày nay, tâm trạng của cô vô cùng hỗn loạn. Mãi đến khi Tiêu Tiêu hỏi về bố, cô mới giật mình phát hiện mình phiền muộn vì người đàn ông kia. Tần Thanh Tâm rất sợ kết cục sẽ lại như 5 năm trước. Anh lẳng lặng rời đi không lời từ biệt, biến mất suốt 5 năm trời. Bố con đang bận, đợi bố hết bận sẽ về nhà, Tần Thanh Tâm ôm Tiêu Tiêu thật chặt. Trong đầu cô chợt hiện ra một bóng dáng người đàn ông bế cô rời khỏi nhà họ Tần dưới trời mưa. Có lẽ cô sẽ mãi không thể quên được lồng ngực ấm áp ấy. Thanh Tâm, nhà họ Tô cho người tới đón chúng ta tham gia tiệc đính hôn của Tần Y với cậu cả nhà họ Tô đấy. Con mau chóng chuẩn bị chút đi. Chúng ta là nhà gái không thể vắng mặt được. Lúc hai mẹ con cô đang nhớ nhung Dương Thanh, Châu Ngọc Thúy bỗng nhiên chạy vào. Một tiếng sau, 3 mẹ con bọn họ và một cô công chúa nhỏ đã chuẩn bị xong xuôi. Trông thấy mấy người bọn họ trang điểm cầu kỳ ăn mặc sang trọng, người lái xe trẻ tuổi được phái tới sững sờ trong giây lát. Nhưng chỉ một giây sau, cậu ta đã vội vàng rời mắt sang chỗ khác. Đây là khách quý chủ tịch Tô cực kỳ coi trọng. Cậu ta không dám nhìn lung tung. Hôm nay, khách sạn Vườn Sao vô cùng náo nhiệt, toàn bộ những người có máu mặt trong giới thượng lưu của Giang Hải đều được mời tới. Bãi đỗ xe đỗ đủ loại xe sang có giá trị lên tới mấy chục triệu.
cụ Tần bước ra khỏi một chiếc xe Audi hơn 1 triệu. Hai bên chiếc Audi có một chiếc Rolls Royce và một chiếc Bentley lần lượt đỗ lại. Chúng ta mau đi thôi. Cụ Tần gấp gáp thúc giục, sợ bị người khác nhìn thấy chiếc xe mà ông ta vừa ngồi. Ông nội, xe của Tô Thành Vũ tới rồi. Người nhà họ Tần vừa rời khỏi bãi đỗ xe đã nhìn thấy một chiếc xe Rolls Royce mang biển số Giang A88888 dừng lại trước cổng khách sạn. Cụ Tần vội vàng nói, Tần Phi, mau đi cùng ông tới chào hỏi chủ tịch Tô. Lúc đi tới trước xe, hai người bọn họ cứ như hai con chó sù, hơi khom lưng chờ Tô Thành Vũ bước xuống xe. Một giây sau, nụ cười trên mặt cụ Tần và Tần Phi đều lập tức cứng đờ. Cả nhà Tần Thanh Tâm bước ra khỏi xe cũng trông thấy hai người kia. Bởi vì bị đuổi ra khỏi gia tộc, Châu Ngọc Thúy vốn đã ôm một bụng tức, nên khi nhìn thấy dạng vẻ này của hai ông cháu nhà kia, bà ta cảm thấy rất sảng khoái. Cụ Tần, cảm ơn ông đã đuổi chúng tôi ra khỏi nhà họ Tần. Nếu không sau này chúng tôi lại phải lo cho một đống họ hàng vô dụng. Ông cũng biết đấy, điều đáng sợ nhất sau khi được gả vào nhà giàu chính là bị họ hàng nghèo khổ làm phiền. Châu Ngọc Thúy cố ý nói lớn tiếng, giọng điệu tràn ngập khiêu khích. Cô có ý gì? Cụ Tần lạnh giọng hỏi. Thì ra ông vẫn chưa biết gì à? Châu Ngọc Thúy đắc ý khoe khoang, nửa tháng trước, nhà họ Tô đã đích thân tới thăm nhà chúng tôi, còn tặng rất nhiều sính lễ quý giá. À phải rồi, trong số đó còn có một tòa biệt thự sao trời, gần đây chúng tôi đang chuẩn bị chuyển vào trong đó sống đấy. Còn cái nhà chính cũ nát của nhà họ Tần kia sao có thể xứng với thân phận mợ chủ nhà họ Tô giàu nhất Giang Hải được. Cô, khụ khụ, ông nội, Châu Ngọc Thúy nói chuyện rất độc miệng, mấy câu vừa rồi của bà ta đã chọc cụ Tần tức đến suýt ngất xỉu. Đám người nhà họ Tần vội vàng xúm lại. Châu Ngọc Thúy cảm thấy đã xả được cơn tức, toàn thân nhẹ nhõm hơn hẳn. Cả nhà bà ta được nhân viên lễ tân của khách sạn dẫn tới ngồi ở vị trí trên cùng. Cảnh tượng này khiến người của các gia tộc quyền quý ở Giang Hải đều cực kỳ kinh ngạc, vội vàng hỏi thăm thân phận của bọn họ. Ở bữa dạ tiệc đẳng cấp như thế này, người được ngồi ở trên cùng không giàu thì sang. Xin hỏi, chỗ ngồi của chúng tôi ở đâu? Thấy nhà mình không có ai tiếp đón, Tần Phi kéo một nhân viên lễ tân lại hỏi thăm. Cô nhân viên lễ tân xinh đẹp kia cầm thư mời xem thử, lập tức lạnh lùng nói, trên thư mời đã viết số bàn rồi. Các anh không biết đọc số à? Khách sạn Vườn Sao là sản nghiệp của nhà họ Tô, cho dù chỉ là một nhân viên lễ tân nho nhỏ, nhà họ Tần cũng không dám đắc tội, chỉ có thể nhẫn nhịn. Chẳng mấy chốc, người nhà họ Tần đã tìm thấy chỗ ngồi của mình. Bởi vì ở ngay gần cửa sảnh lớn có một chiếc bàn nhỏ hơn những bàn khác rất nhiều, ghế ngồi cũng là loại ghế gỗ rẻ tiền nhất. Thế nhưng người nhà họ Tần lại không hề cảm thấy khó chịu. Lại còn thấy tự hào vì được vào khách sạn Vườn Sao dự tiệc. Rất nhiều người đều nhìn bọn họ với ánh mắt khinh thường như đang nhìn những kẻ ngu ngốc. 8 giờ, dạ tiệc chính thức bắt đầu. Trong tiếng nhạc du dương, MC đi lên sân khấu. Sau khi đọc một đoạn lời hoan nghênh, MC vừa cười vừa nói, hôm nay mời mọi người tới đây là vì có 3 chuyện lớn cần phải tuyên bố. Bởi vì thư mời được gửi theo hình thức nặc danh. Nên cho tới tận lúc này vẫn không ai biết chủ nhân của bữa tiệc là ai. Nghe thấy MC nói vậy, tất cả mọi người đều dựng thẳng lỗ tai chú ý lắng nghe. Chuyện đầu tiên chính là, chi nhánh tập đoàn Nhãn Thanh ở Giang Hải chính thức hoạt động từ hôm nay, đồng thời quyết định hợp tác với tập đoàn Tam Hòa. Hy vọng mọi người quan tâm nhiều hơn. Sau khi nghe thấy tin tức này, cả hội trường xôn xao. Không ai trong bữa tiệc không biết tới tập đoàn Tam Hòa. Bởi vì người đẹp nổi tiếng nhất của Giang Hải đã từng là chủ tịch của tập đoàn này. Thế nhưng hiện giờ tập đoàn này thuộc về nhà họ Tần. Chỉ một nhà họ Tần nho nhỏ lại có tư cách hợp tác với tập đoàn Nhãn Thanh sao? Nếu như là vì tập đoàn Nhãn Thanh và nhà họ Tần có quan hệ thân thiết thì tại sao bọn họ lại bị xếp ở vị trí cuối cùng trong bữa tiệc? Trong khi mọi người đều đang nghi hoặc, sắc mặt đám người nhà họ Tần lập tức trở nên khó coi. Tới tận lúc này, bọn họ mới hiểu được, hôm nay bọn họ được mời tới không phải là vì được thế lực to lớn nào đó coi trọng, mà là cố ý sỉ nhục bọn họ. Ông nội, bọn họ khinh người quá đáng, Tần Phi đỏ mắt căm phẫn nói. Câm miệng! Cụ Tần sa sầm mặt lại, cho dù là sỉ nhục nhà họ Tần chúng ta thì sao? Nếu đã tới thì chúng ta bắt buộc phải nhận, chỉ cần cháu làm loạn ở trước mặt mọi người,
ngay sau đêm nay Giang Hải sẽ không còn nhà họ Tần nữa. Nhà họ Tô chúng tôi cũng muốn được hợp tác với tập đoàn Tam Hòa. Trong khi mọi người xung quanh còn chưa kịp phản ứng lại, Tô Thành Vũ chợt lên tiếng. Nhà họ Vương chúng tôi mong được hợp tác với tập đoàn Tam Hòa. Nhà họ Trương chúng tôi mong được hợp tác với tập đoàn Tam Hòa. Nhà họ Lý chúng tôi mong được hợp tác với tập đoàn Tam Hòa. Ngay sau khi Tô Thành Vũ vừa dứt lời, có mấy người lập tức đứng dậy thể hiện thành ý, ai nấy đều là người đứng đầu của các gia tộc hàng đầu. Vẻ mặt của đám người nhà họ Tần vô cùng khó coi. Chỉ mới 3 ngày trước, tập đoàn Tam Hòa bị bọn họ coi như vật bồi thường thì giờ đây lại được nhiều chủ gia tộc đưa ra lời mời hợp tác như vậy. E rằng sau đêm nay, giá trị của tập đoàn Tam Hòa sẽ tăng lên gấp bội. Nào các vị, về chuyện hợp tác xin hãy đợi sau khi buổi tiệc kết thúc hắn tìm tập đoàn Tam Hoàn bàn bạc tiếp. Bây giờ tôi sẽ công bố chuyện thứ hai, người đẹp MC bỗng lên tiếng khuyên nhủ, các chủ gia tộc đang thi nhau xin hợp tác mới chịu dừng lại. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của một cặp vợ chồng đã kết hôn. Năm đó bởi vì một vài nguyên nhân mà họ không thể không kết duyên vợ chồng. Thế nhưng người chồng tự cảm thấy bản thân không xứng với vợ mình, quyết định bỏ đi không lời từ biệt, lần xa cách này dài tận 5 năm. 3 ngày trước, ở trong buổi đấu giá tổ chức tại Club Dạ Thành, có một người đàn ông thần bí đã ra tay rất hào phóng, liên tiếp đấu giá hơn một nửa số trang sức quý hiếm ở đó. Trong số đó có chiếc nhẫn kim cương sao hồng trị giá 500 triệu. Người đàn ông đó chính là người chồng kia. Xoẹt! Giờ phút này, rèm che ở sau lưng MC tự động kéo sang hai bên. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, hơn 10 tủ trưng bày làm bằng thủy tinh lộ ra. Bên trong mỗi chiếc tủ đều có một món đồ trang sức vô cùng tinh xảo. Là mấy món trang sức được bán đấu giá vào 3 ngày trước, có người kinh hãi hét lên. Dây chuyền giọt lệ trời sao, nhẫn kim cương sao hồng. Toàn bộ trang sức được mua từ buổi bán đấu giá trong Club Dạ Thành vào tối hôm đó đều được bày ở đây. Mỗi một món đồ đều có giá trị ngất ngưởng. Giang Hải không thiếu những đại gia nắm giữ gia tài mấy trăm triệu, thế nhưng không có ai chịu bỏ ra cả tỷ để mua những thứ này. Vô số các quý bà ở Giang Hải đều ghen tị nhìn ngắm những món đồ trang sức tinh xảo kia. Đừng nói là nhiều như vậy, chỉ cần có được một thứ trong số đó đã đủ để bọn họ khoe khoang cả đời. Tần Thanh Tâm ngồi ở hàng đầu tiên cũng cảm thấy hâm mộ, khẽ lẩm bẩm, người vợ ấy thật hạnh phúc. Hình như hôm nay cũng là kỷ niệm ngày cưới của chị và anh ta phải không? Tần Y đột nhiên hỏi rồi bật cười, chị, liệu người chồng mà MC vừa nói có phải là Dương Thanh không nhỉ? Có khi nào tất cả những thứ này đều được chuẩn bị cho chị không? Tần Thanh Tâm cảm thấy cổ họng đắng chát, lắc đầu không đáp. Con bé chết tiệt này, nói vớ cần gì đấy? Nếu Dương Thanh có thể mua được những món đồ trang sức này thì mẹ sẽ tự bẻ đầu xuống cho cậu ta làm ghế ngồi. Châu Ngọc Thúy tức giận trừng mắt nhìn Tần Y. Mẹ, đây là mẹ tự nói đó nhé. Đến lúc đó đừng có đổi ý đấy, Tần Y nói. Con hăng hái quá nhỉ, Châu Ngọc Thúy cười mắng. Chợt giọng nói dõng dạc của MC lại vang lên một lần nữa. 5 năm trước bởi vì nghèo khó nên người chồng này không tặng được một món sính lễ nào. Để đền bù tiếc nuối khi ấy, toàn bộ những món đồ trang sức này đều được tặng cho vợ của người ấy. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chứng kiến giây phút hạnh phúc này. Tách, tách, tách. Mấy chiếc đèn đột nhiên đồng loạt chiếu xuống. Nơi ánh đèn hội tụ chính là trên người phụ nữ xinh đẹp tuyệt sắc đang ngồi ở hàng trên cùng. Cả thành phố chứng kiến. Lúc này, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Tần Thanh Tâm. Chị, là anh ấy đấy. Thật sự là anh ấy. Tần Y trợn tròn mắt nhìn người phụ nữ đang được ánh đèn chiếu rọi. Sung sướng hô lên. Ngay sau đó, cô ta đứng bật dậy tìm kiếm bóng dáng của Dương Thanh. Đám người nhà họ Tần cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không thể nào, không thể có chuyện như vậy được, Tần Phi không dám tin vào mắt mình. Cụ Tần cũng trợn trừng hai mắt, chẳng lẽ tất cả đều do thằng vô dụng kia làm hết? Sao có thể như vậy? Hiện giờ không chỉ có người nhà họ Tần mà tất cả mọi người đang có mặt đều kinh hãi. Tần Thanh Tâm là người đẹp nổi danh ở Giang Hải, ai cũng nghe tới. 5 năm trước, chuyện kết hôn của cô và Dương Thanh từng là trò cười truyền khắp Giang Hải. Ban đầu nghe câu chuyện MC vừa kể, mọi người chỉ cảm thấy nội dung rất quen thuộc. Nhưng giờ đây,
tất cả đều đã biết được sự thật. Thế nhưng đúng lúc mọi người đều đang kinh hãi, ánh sáng chợt di chuyển tới một người phụ nữ khác. Rất nhanh sau đó, ánh đèn lại chiếu sang một người phụ nữ khác nữa. Cứ liên tục thay đổi 5-6 người như vậy mới dừng lại. Vừa rồi chỉ là một trò đùa mà thôi, bởi vì người chồng này không muốn để lộ thân phận nên mong các vị hãy thứ lỗi. Tiệc tối hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn các vị đã tới tham dự, MC đột nhiên đổi sang giọng điệu hài hước. Tôi nói rồi mà, sao có thể là thằng vô dụng kia được? Đám người nhà họ Tần đều thở phào một hơi. Nhưng người khác lại không nghĩ vậy. Rất nhiều người đều cảm thấy chuyện này chưa chắc đã là trò đùa. Bởi vì những lời MC vừa nói hoàn toàn giống với chuyện đã xảy ra vào 5 năm trước. Vừa rồi khi ánh đèn chiếu xuống người mình, Tần Thanh Tâm thực sự có ảo giác rằng, tất cả mọi chuyện đêm nay đều do Dương Thanh chuẩn bị. Bây giờ tiệc đã kết thúc nhưng cô vẫn không hề nhìn thấy bóng dáng Dương Thanh, trong lòng bỗng thấy hơi thất vọng. Con đi trước đây, cô nói với người nhà một tiếng rồi lập tức đứng dậy rời đi. Thế nhưng vừa mới bước ra khỏi khách sạn, một người phụ nữ chợt tới gần, xin hỏi cô có phải là Tần Thanh Tâm không? Đúng vậy, xin hỏi cô là ai, Tần Thanh Tâm không quen người này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Người phụ nữ kia mỉm cười lịch sự, ông chủ của chúng tôi muốn bàn bạc về tương lai của tập đoàn Tam Hòa với cô. Không biết cô Tần có hứng thú không? Tần Thanh Tâm lập tức vui mừng khôn xiết. Mặc dù công ty đã bị nhà họ Tần gán nợ nhưng dù sao đây cũng là công sức của cô. Kể cả không còn cơ hội đoạt lại cũng không sao, chỉ cần tập đoàn Tam Hòa còn tồn tại là cô cũng mãn nguyện lắm rồi. Tối hôm nay có nhiều gia tộc hàng đầu muốn hợp tác với tập đoàn Tam Hòa như vậy, Tần Thanh Tâm cũng không hề cảm thấy khó chịu. Thà như vậy còn hơn là bị nhà họ Tần cướp đoạt. Tần Thanh Tâm đi theo đối phương vào thang máy, lên tới tầng cao nhất mới dừng lại. Cùng lúc đó, bên trong hội trường tổ chức tiệc tối chợt có người lên tiếng hỏi, MC vừa nói ra hai chuyện. Không phải vẫn còn một chuyện lớn nữa hay sao? MC vẫn chưa rời khỏi sân khấu, mỉm cười thần bí, chuyện thứ ba chính là, người chồng kia sẽ chân thành cầu hôn vợ mình trên tầng cao nhất của khách sạn vườn sao, để bù đắp sự tiếc nuối năm xưa. Tiếp theo đây xin mời mọi người cùng đi ra ngoài chứng kiến giây phút hạnh phúc nhất này. Khách sạn Vườn Sao là tòa nhà cao nhất Giang Hải. Nơi đây được đặt tên là Vườn Sao bởi vì hai nguyên nhân. Thứ nhất là toàn bộ tầng cao nhất của khách sạn được làm bằng thủy tinh. Mỗi khi màn đêm buông xuống, nơi đó như một ngôi sao trời sáng lấp lánh. Nguyên nhân thứ hai chính là phần mái của tầng trên cùng cũng được làm bằng hai lớp thủy tinh theo thiết kế của kính viễn vọng. Ở trên đó giống như được đứng trước một chiếc kính viễn vọng khổng lồ, có thể thấy rõ bầu trời sao lấp lánh. MC dẫn tất cả mọi người đi ra khỏi khách sạn, ngẩng đầu nhìn lên tầng cao nhất. Thế nhưng tòa nhà quá cao, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy tầng cao nhất như một ngôi sao trời tỏa sáng chói lóa chứ không thể thấy rõ cảnh tượng bên trong. Dì ơi, bố cháu nói hôm nay sẽ đi chơi với mẹ. Bọn họ không chịu đưa cháu đi cùng, Tiêu Tiêu chu môi rúc vào ngực Tần Y. Tủi thân nói. Con bé bất hiếu này, dám liên lạc với thằng vô dụng kia nữa hả? Châu Ngọc Thúy nghe thấy liền nổi giận. Mẹ à, có khi người ở trên đó chính là chị và anh rể đó, Tần Y chỉ lên tầng cao nhất của tòa nhà. Chợt có một giọng nói tràn đầy khiêu khích từ bên cạnh truyền tới, thằng vô dụng kia sao? Chỉ sợ đến cả một bông hoa cũng không mua nổi đâu. Sau đó lại có người giễu cợt nói, thấy kỷ niệm ngày cưới của người ta hoành tráng như vậy. Có lẽ chị cô đang trốn trong góc nào đó khóc lóc ghen tị cũng nên. Đám người nhà họ Tần lũ lượt kéo tới. Dẫu sao chúng tôi cũng là khách quý được xếp ở hàng đầu, cao quý hơn mấy con chó canh cửa bị xếp ở cuối hàng nhiều, Tần Y không nhịn được mỉa lại. Cô nói ai là chó canh cửa, Tần Phi lập tức điên tiết đi tới giơ tay định đánh Tần Y. Châu Ngọc Thúy kéo Tần Y ra phía sau bảo vệ, cậu dám động vào con gái tôi thử xem. Con bé sắp gả vào nhà họ Tô giàu nhất Giang Hải rồi đấy. Đừng khoác lác nữa, không có nhà họ Tần các người chẳng là cái thá gì, Tần Phi xem thường nói. Đúng lúc ấy, người lái xe trẻ tuổi đón đám người Tần Y tới đây bỗng nhiên xuất hiện, cung kính nói, thưa cô Tần, nghi thức vẫn chưa kết thúc, chủ tịch Tô sợ mọi người mệt nên đã thuê chọn quán cà phê đối diện. Mọi người ngồi đó vẫn có thể quan sát được tình hình ở đây. Tần Y đang định lên tiếng từ chối,
Châu Ngọc Thúy đã vội cướp lời, ông Thông gia suy nghĩ thật chu đáo, vậy thì chúng tôi đành phải nghe theo sự sắp xếp của ông ấy vậy. Dứt lời, bà ta còn khiêu khích nhìn cụ Tần một cái rồi nghênh ngang rời đi trong ánh mắt hâm mộ của mọi người. Lúc này đây, Tần Thanh Tâm vừa mới lên được tầng cao nhất. Cửa thang máy mở ra, cô lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Một không gian rộng lớn được làm bằng thủy tinh, chỉ trừ bốn phía và phần mái vòm, chỉ cần nhìn ra ngoài là có thể thấy được cảnh đêm của cả Giang Hải. Nhưng điều khiến cô thích nhất chính là vừa ngẩng đầu lên đã có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao, tựa như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới những vì sao lấp lánh. Lúc này, sàn nhà rải một lớp cánh hoa hồng dày đặc, trước mặt cô có một người mặc quân phục chỉnh tề đang quay lưng nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn cảnh đêm Giang Hải. Bóng lưng này khiến Tần Thanh Tâm cảm thấy cực kỳ quen thuộc. Chiều cao, dáng người, tư thế đứng đều giống hệt người ấy. Thứ khác biệt duy nhất chính là quần áo đang mặc trên người. Hôm nay vốn là kỷ niệm ngày cưới của cô và Dương Thanh. Câu chuyện thứ hai MC vừa kể rất giống với chuyện của bọn họ. Chẳng lẽ, hơi thở của Tần Thanh Tâm chợt trở nên dồn dập. Đúng lúc ấy, người đàn ông trước mặt vốn đang chắp tay sau lưng chợt quay người lại. Khi trông thấy gương mặt quen thuộc của anh, Tần Thanh Tâm ngơ ngác. Không ngờ lại đúng là anh. Hiện giờ, Dương Thanh đang khoác trên mình một bộ quân phục màu xanh trang nghiêm, đầu đội mũ đính quốc huy, chân đi giày lính màu đen, trước ngực đeo rất nhiều huân chương sáng chói. Anh bước từng bước về phía cô. Thực sự là anh, Tần Thanh Tâm đỏ bừng hai mắt, giọng run run. Dương Thanh gật đầu, nghiêm túc nói, 5 năm qua. Bởi vì anh mà em đã phải chịu nhiều tủi nhục, phải nghe nhiều lời gièm pha châm chọc. Giờ đây, anh xin thề với bộ quân phục này, từ nay về sau sẽ không để em phải chịu tổn thương thêm một lần nào nữa. Bịch! Dương Thanh quỳ một gối xuống đất, trong tay xuất hiện một chiếc nhẫn kim cương màu hồng lấp lánh. Đây chính là chiếc nhẫn kim cương trị giá 500 triệu Tần Thanh Tâm vừa mới nhìn thấy ở hội trường bữa tiệc. Thanh Tâm, anh yêu em có đồng ý gả cho anh không? Dương Thanh chân thành hỏi. Đúng lúc này, tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng vang lên. Vô số trực thăng bay ở trên nóc khách sạn Vườn Sao thả cánh hoa hồng tung bay đầy trời. Từ xa nhìn lại trông như một thác nước hoa hồng chảy từ mái vòm xuống. Cánh hoa tung bay giữa trời bao trùm cả khách sạn. Tiếng pháo nổ vang, một giây sau, pháo hoa 5 màu nở rộ trên bầu trời liên tục không ngừng. Tần Thanh Tâm ngơ ngác nhìn người đàn ông đang quỳ một chân trước mặt mình. Khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt. Bà hiểu lầm rồi. Gương mặt Dương Thanh đầy chân thành và yêu thương. Màn cầu hôn lãng mạn như vậy, một cô gái bình thường nhất định sẽ đồng ý. Thế nhưng cô gái trước mắt lại không phải một cô gái bình thường. Một lát sau, Tần Thanh Tâm mới bình tĩnh lại, bối rối nhìn anh, xin lỗi anh. Nghe được 3 chữ này, đáy mắt Dương Thanh thoáng hiện lên sự thất vọng rồi biến mất. Anh hiểu rồi, Dương Thanh cười cay đắng. Lúc này đây, anh thấy lòng mình như đang rỉ máu, dù cho là bị đạn găm vào ngực ở trên chiến trường cũng không đau như bây giờ. Thấy dáng vẻ thất vọng của Dương Thanh, trong lòng Tần Thanh Tâm cũng cực kỳ khó chịu. Cô bước tới, hơi cúi người đỡ Dương Thanh đang quỳ một chân đứng lên. Dương Thanh, tôi mong anh hiểu rằng tôi bằng lòng ở bên anh không phải vì tình yêu, mà là vì con gái, Tần Thanh Tâm dịu dàng nhìn Dương Thanh nói. Tạm thời tôi không thể đồng ý, nhưng không có nghĩa sau này cũng sẽ như vậy. Tôi mong anh có thể cho tôi thêm chút thời gian, được không? Nửa câu đầu của Tần Thanh Tâm còn khiến cho Dương Thanh đau khổ tột cùng, nhưng nửa câu sau lại khiến anh bỗng vui mừng khôn xiết. Được. Dương Thanh xúc động nói, anh có thể chờ tới ngày em bằng lòng đón nhận anh. Tần Thanh Tâm thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng cô cũng rất mâu thuẫn, lúc thấy Dương Thanh quỳ một chân cầu hôn. Trái tim cô đã tan chảy rồi. Nhưng lý trí nói cho cô biết, đây chỉ là cảm động. Giữa hai người họ, ngoài một đêm 5 năm trước thì hoàn toàn không có chút tình cảm nào. Cùng lúc ấy, ở quán cà phê đối diện khách sạn Vườn Sao. Đứng trước cửa sổ thủy tinh cỡ lớn, Tô Thành Vũ nhìn cảnh náo nhiệt ở cổng khách sạn Vườn Sao, ông ta vô cùng xúc động. Chủ tịch Tô, tôi dẫn người tới rồi, tài xế nói xong liền lặng lẽ rời đi. Tô Thành Vũ vừa quay đầu đã thấy một người phụ nữ đứng tuổi kia đi tới chỗ ông ta, chủ động vươn tay nói, chào ông Thông gia. Chào bà. Tô Thành Vũ lịch sự cười gật đầu,
sau đó lại hỏi, bà chính là mẹ của cô Tần, bà Châu phải không? Châu Ngọc Thúy vội vàng kéo Tần Y tới bên cạnh, vui mừng nói, tôi là mẹ của Y Y Châu Ngọc Thúy. Đây là lần đầu tiên Châu Ngọc Thúy thấy Tô Thành Vũ ngoài đời thật, thấy ông ta khách sáo như vậy, bà ta kích động đến mức cười mãi không thôi. Ông thông gia, sau này chúng ta là người một nhà rồi nên không cần phải khách sáo như thế, Châu Ngọc Thúy cười nói. Vừa nãy bị gọi là thông gia, Tô Thành Vũ còn tưởng mình nghe nhầm, khi bị gọi một lần nữa ông ta mới nhận ra mình không nghe nhầm, liền nghi ngờ hỏi, bà Châu, sao bà lại gọi tôi là thông gia vậy? Châu Ngọc Thúy còn tưởng Tô Thành Vũ thấy còn quá sớm để gọi là thông gia, nên kéo tay Tần Y, nói, sau này Y Y gả cho con trai ông rồi thì không phải chúng ta sẽ là thông gia hay sao? Nếu ông cho rằng bây giờ vẫn còn sớm để gọi thông gia thì tôi gọi ông là chủ tịch Tô, chờ tới khi lo việc cưới xin cho hai đứa thì... Khoan đã! Châu Ngọc Thúy còn chưa dứt lời, Tô Thành Vũ đã vội vàng ngắt lời, vẻ mặt khó hiểu hỏi, bà Châu, có phải bà hiểu lầm gì rồi hay không? Làm gì có, không phải ông đã cho người đưa sính lễ tới rồi hay sao? Tôi cũng đã bàn bạc với ông Tần rồi, chúng tôi rất hài lòng với đám cưới này, Châu Ngọc Thúy cười nói. Tô Thành Vũ mới chợt hiểu ra, ông ta vội vàng giải thích, bà Châu, bà hiểu lầm rồi. Mấy món sính lễ kia là đưa cho con gái lớn của bà Tần Thanh Tâm. Cái gì, Châu Ngọc Thúy kinh ngạc. Nét mặt Tần Y cũng lập tức sượng lại, lúc trước. Khi nhà họ Tô đưa sính lễ tới, cô ta đã mơ về cuộc sống sau khi được gả vào nhà giàu sang quyền thế. Đến tận hôm nay mới nhận ra mấy món đồ kia vốn không phải cho cô ta. Cô ta chợt cảm thấy vô cùng mất mát. Châu Ngọc Thúy cũng chỉ hơi ngạc nhiên, cười xấu hổ, không sao, đều như nhau cả. Dù sao cũng đều là con gái của tôi, nên ông không cần lo lắng chuyện kết hôn của Tần Thanh Tâm. Ngày mai tôi sẽ ép hai đứa làm thủ tục ly hôn. Tô Thành Vũ hoảng sợ đến tái mặt, vội vàng nói, bà Châu, xin đừng. Tôi cảm thấy cậu Dương và cô Tần rất xứng đôi, bà nhất định không được chia rẽ bọn họ. Chủ tịch Tô, ý ông là sao? Chẳng phải vừa rồi ông mới nói là sính lễ tặng cho con gái lớn của tôi đấy sao? Sao giờ lại không cho con bé ly hôn? Con bé không ly hôn thì sao gả và nhà họ Tô được, Châu Ngọc Thúy tỏ vẻ nghi ngờ. Tô Thành Vũ không rõ địa vị của Dương Thanh ở trong nhà. Trước đó, ở buổi đấu giá, ông ta đã muốn lấy lòng Dương Thanh nhưng anh không hề để ý đến. Vì thế ông ta đã đổi chiến thuật mới, nịnh nọt vợ và người nhà của anh trước. Nghĩ đến vừa rồi suýt chút nữa tiết lộ thân phận của Dương Thanh, Tô Thành Vũ không khỏi toát mồ hôi lạnh. Ông ta lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng giải thích, bà Châu, bà hiểu lầm rồi. Tôi chỉ có hai đứa con gái. Không có con trai. Sao cơ? Châu Ngọc Thúy bỗng đứng bật dậy, bà ta vẫn tưởng rằng con trai Tô Thành Vũ vừa ý Tần Y. Sau một hồi vui mừng bà ta mới biết mình hiểu lầm, Tô Thành Vũ vốn không có con trai. Bà ta mất hồn mất vía hỏi, thế nhà họ Tô đưa sính lễ tới để làm gì? Châu Ngọc Thúy cảm thấy hơi tức giận, cứ như mình bị đùa giỡn. Tô Thành Vũ đảo mắt, vội vàng nói, bà Châu, bà thật sự hiểu lầm rồi. Mấy thứ đó không phải là sính lễ mà là nhà họ Tô tặng quà cảm ơn con rể bà. Cảm ơn con rể tôi. Ông đang nói Dương Thanh ấy hả? Ánh mắt Châu Ngọc Thúy đầy vẻ khó tin. Tô Thành Vũ gật đầu, chính là cậu Dương. Cậu ấy từng giúp nhà họ Tô, cho nên tôi mới chuẩn bị món quà này để thể hiện lòng biết ơn. Tôi vô cùng xin lỗi vì đã gây hiểu lầm cho bà. Tô Thành Vũ thầm nghĩ trong lòng, nếu không có sự giúp đỡ của gia tộc Vũ Văn, thì đã chẳng có nhà họ Tô của ngày hôm nay. Cậu ấy là người thừa kế của gia tộc Vũ Văn, mình nói như vậy chắc là không có vấn đề gì chứ. Tần Y thấy vô cùng mất mát, cô ta cười chua xót, thì ra là do con nghĩ nhiều rồi. Nói xong, cô ta xoay người đi đến trước cửa sổ thủy tinh, ngẩng đầu dùng ánh mắt đầy hâm mộ nhìn những cánh hoa hồng tung bay đầy trời, và pháo hoa rực rỡ đầy màu sắc trên không trung ở khách sạn đối diện. Buổi tối, Tần Thanh Tâm vừa về tới nhà. Châu Ngọc Thúy đã kéo cô đến bên cạnh, Tần Thanh Tâm, tối nay là ngày kỷ niệm kết hôn của con và Dương Thanh, cậu ta không tặng quà cho con à? Trong đầu Tần Thanh Tâm hiện ra những chuyện đã xảy ra ở khách sạn Vườn Sao, khóe miệng bỗng cong lên cười dịu dàng. Con cười gì thế? Châu Ngọc Thúy thấy Tần Thanh Tâm không nói lời nào nên hơi sốt ruột. Tần Thanh Tâm đành nói, mẹ,
không phải mẹ luôn muốn con ly hôn với Dương Thanh sao? Sao giờ lại muốn anh ấy tặng quà kỷ niệm cho con? Châu Ngọc Thúy không vui liếc nhìn Tần Thanh Tâm, nói con còn nhớ mấy món sính lễ mà nhà họ Tô đưa tới nửa tháng trước chứ? Tần Thanh Tâm không hiểu hỏi, không phải mẹ nói đó là sính lễ nhà họ Tô đưa cho Y Y sao? Không phải, là do mẹ hiểu lầm, không ngờ mấy thứ đó lại là quà cảm ơn gửi cho thằng vô dụng Dương Thanh kia. Họ bảo Dương Thanh từng giúp nhà họ Tô, thật không thể tin được, Châu Ngọc Thúy không tin. Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn nói gì, Tần Thanh Tâm hỏi. Nếu như Dương Thanh thật sự từng giúp nhà họ Tô, vậy cậu ta nhất định còn có rất nhiều tiền mà nhà họ Tô cho. Những thứ này đều là tài sản trong hôn nhân của hai đứa, một nửa trong số đó là của con. Giờ con liên lạc với cậu ta, nói rõ ràng về việc chia tài sản, nếu không thì gặp nhau ở tòa án, hai mắt Châu Ngọc Thúy tỏa sáng như đã nhìn thấy rất nhiều tiền. Quyết không từ bỏ. Nghe Châu Ngọc Thúy nói vậy, Tần Thanh Tâm tức giận, mẹ, con nói sẽ ly hôn với anh ấy lúc nào. Cho dù anh ấy thật sự có rất nhiều tiền đi chăng nữa cũng không liên quan gì tới con. Dứt lời, Tần Thanh Tâm xoay người rời đi. Châu Ngọc Thúy đơ ra một lúc, lại chợt nhìn sang Tần Đại Dũng đang đọc báo, bực mình quát lên, suốt ngày chỉ biết đọc báo, ông xem thái độ của con gái ông kìa. Ông không dạy dỗ nó hay sao? Bộp! Tần Đại Dũng đập mạnh tờ báo xuống bàn trà, nổi cơn thịnh nộ, đến lúc này rồi bà còn chưa rõ nữa sao? Dương Thanh không còn là tên ăn hại năm đó nữa rồi. Bà nghĩ vì sao Tô Thành Vũ lại khách sáo với bà? Nếu không phải nhờ tên vô dụng trong miệng bà thì Tô Thành Vũ sẽ biết bà là ai chắc? Châu Ngọc Thúy trợn trừng mắt, lúc nãy Tần Thanh Tâm thét lên với mình, giờ thì ngay cả ông chồng luôn răm rắp nghe lời cũng dám lớn tiếng với mình. Rốt cuộc kiếp trước tôi đã làm nên tội tình gì mà lại gặp phải đứa con gái và người chồng như mấy người? Tôi không sống nổi nữa, Châu Ngọc Thúy bỗng gào khóc nức nở. Tần Đại Dũng thấy phiền nên xoay người về phòng, cả phòng khách chỉ còn lại Châu Ngọc Thúy. Tôi mặc kệ cậu ta có quan hệ gì với Tô Thành Vũ, tôi chỉ biết cậu ta là một thằng ăn hại. Tôi nhất định phải khiến cậu ta trắng tay ra đi. Phòng khách không còn ai, Châu Ngọc Thúy cũng không diễn nữa, ác độc nói. Dinh thự Vân Phong, dinh thự lớn nhất cả Giang Hải nằm trên đỉnh núi Cửu Thành, chỉ có một con đường quanh co từ chân núi lên đỉnh núi dẫn tới tòa dinh thự đó. Lúc này, một bóng dáng chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ sát đất cực lớn, đang ngắm trọn cảnh đêm Giang Hải. Đến lúc thêm việc cho nhà họ Tần rồi, Dương Thanh bỗng cất giọng nói. Sau đó, anh gọi một cuộc điện thoại, gây thêm chút phiền phức cho nhà họ Tần đi. Vâng, chủ tịch, đầu bên kia điện thoại vội vàng trả lời. Sáng sớm ngày hôm sau, cụ Tần vừa rời giường thì một bóng người không gõ cửa đã xông vào. Ông nội! Không hay rồi, sắc mặt Tần Phi tái mét. La hét cái gì, còn ra thể thống gì nữa? Cụ Tần không hài lòng trách mắng, rồi nói, từ nhỏ ông đã dạy cháu, cho dù gặp chuyện gì cũng không được hoảng loạn. Nếu cháu không sửa cái tính hấp ta hấp tấp này, sao ông có thể an tâm giao vị trí chủ gia tộc vào tay cháu chứ? Ông nội, thật sự đã xảy ra chuyện lớn rồi. Nhà máy bị niêm phong và bị buộc phải dừng sản xuất rồi, Tần Phi bối rối nói. Lão ta vừa rồi còn dạy Tần Phi phải giữ bình tĩnh, giờ cũng đứng ngồi không yên. Sững sờ một lát rồi đứng lên, lão ta tức giận nói, nhà máy dừng hoạt động. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tần Phi lắc đầu, cháu vừa biết tin đã lập tức nói cho ông biết. Không chỉ nhà máy bị niêm phong, ngân hàng cũng gọi điện tới bảo công ty chúng ta đang đứng trước nguy cơ phá sản nên buộc phải trả hết tiền vay trước giờ tan làm của ngày hôm nay, nếu không sẽ khởi tố chúng ta. Nghe tin này, cụ Tần chỉ cảm thấy đầu óc đông cứng lại, hít thở cũng trở nên khó khăn. Ông nội, Tần Phi kinh hãi, vội vàng đỡ cơ thể run rẩy của ông cụ. Chắc chắn có người giở trò ở sau lưng chúng ta, nếu không thì sao nhà máy lại bị đóng cửa, ngân hàng lại đột ngột đòi nợ cơ chứ. Một lúc sau, cụ Tần mới hoàn hồn, đã lấy lại chút tỉnh táo. Tần Phi cắn răng nói, chúng ta vốn không chữ hàng và đa phần tiền vốn đều dồn vào nguyên liệu thô. Nếu giờ nhà máy ngừng hoạt động sẽ khiến chúng ta tổn thất nặng nề. Ngoài ra, các đối tác cũng sẽ tìm chúng ta đòi hàng hóa. Một khi không cung ứng được hàng hóa thì không những hủy hợp tác, thậm chí bọn họ sẽ yêu cầu chúng ta bồi thường khoản tiền vi phạm hợp đồng khổng lồ. Ông nội, nhà họ Tần sắp xong rồi.
Bốp! Cụ Tần tát Tần Phi một cái, giận dữ quát, vẫn chưa tới cuối cùng mà đã nói những lời nản chí này rồi. Nếu như ông giao nhà họ Tần cho cháu thì có phải giờ cháu đã từ bỏ nó rồi hay không? Ông nội, cháu sai rồi. Cháu sẽ không từ bỏ, sau khi bị tát một cái, Tần Phi cũng bình tĩnh hơn nhiều. Như này mới giống cháu trai của ông, mọi việc đều cần phải dùng não, bất kể chuyện gì, còn chưa đi tới cuối cùng thì tuyệt đối không được từ bỏ, thấy Tần Phi tỉnh ngộ, cụ Tần mới hài lòng. Tần Phi trầm ngâm suy nghĩ, rồi lên tiếng nói, ông nội, bây giờ chúng ta có hai chuyện cần làm. Đầu tiên là nghĩ cách giải thích với đối tác, để họ gia hạn cho chúng ta thêm thời gian. Chuyện thứ hai là phải nghĩ cách giải quyết vấn đề tài chính, vay tiền bù vào lỗ hổng. Đúng, đây là hai vấn đề mà bây giờ chúng ta gặp đối mặt. Chuyện thứ nhất thật ra dễ giải quyết, nhưng chuyện thứ hai, rất khó. Đến cả ngân hàng cũng không đồng ý cho chúng ta tiếp tục vay tiền, huống chi mấy tổ chức cho vay khác cho chứ, cụ Tần nhíu mày nói. Ông nội, cháu bỗng nhớ ra một chuyện, không phải nhà họ Tô vừa ý Tần Y hay sao? Nghe nói còn nhận được một khoản xính lễ cách xù. Nếu chúng ta lấy được những thứ đó, chắc chắn có thể giải quyết được chuyện của công ty, Tần Phi đột nhiên nói, ánh mắt còn có chút mừng thầm. Cụ Tần cũng như thấy được chút ánh sáng, vội vàng thúc giục, giờ cháu đi tìm Tần Đại Dũng, bảo bọn họ lập tức giao xính lễ ra bổ sung cho công ty. Đợi cơn khủng hoảng này qua đi sẽ để bọn họ quay về gia tộc. Tần Phi trần trừ nói, ông nội, dù Tần Đại Dũng bằng lòng đi chăng nữa thì Tần Thanh Tâm có đồng ý không? Cụ Tần hừ lạnh nói, nó buộc phải đồng ý. Tần Đại Dũng chẳng qua chỉ là con riêng của bà nội cháu mà thôi. Nếu không nể mặt bà nội cháu, ông đã đuổi cả nhà họ ra khỏi nhà họ Tần từ lâu rồi, còn chờ tới bây giờ làm gì? Giờ nhà họ Tần đang gặp khó khăn, đây cũng là trách nhiệm của bọn họ. Nhưng nếu như bọn họ không đồng ý thì sao, Tần Phi bối rối. Lão ta hơi nheo mắt lại, nếu không đồng ý, vậy thì bắt bọn họ trả lại ơn dưỡng dục mà gia tộc đã dành cho bọn họ trong bao nhiêu năm qua. Ông nội, cháu hiểu rồi, Tần Phi quay người rời đi. Trong biệt thự nhà họ Tần, Tần Thanh Tâm vừa ăn sáng xong, còn chưa kịp đưa Tiêu Tiêu tới trường mầm non thì cửa đã bị người ta hung hăng đẩy ra. Cả nhà sợ tái mặt. Tần Đại Dũng vừa định ra xem thử thì thấy một bóng dáng quen thuộc, còn có vài tên bảo vệ đi theo sau. Sao cậu lại tới đây, thấy Tần Phi, cả nhà họ đều hết sức tức giận. Tần Phi tươi cười nhìn Tần Đại Dũng nói, chú hai, nhà họ Tần hiện đang gặp chút khó khăn, ông nội bảo cháu tới mượn nhà chú ít tiền. Hừ, Tần Đại Dũng lạnh lùng nhìn Tần Phi nói, nhà họ Tần đã đuổi chúng tôi đi rồi, giờ gặp khó khăn thì liên quan gì tới chúng tôi. Chú hai, chú nói vậy là không phải rồi, máu chảy ruột mềm mà. Dù sao chúng ta cũng là máu mủ ruột thịt, chú cũng không thể nhìn nhà họ Tần tan nát chỉ vì gặp chút khó khăn chứ, Tần Phi cười phớ lớn nói. Nhà của tôi có tiền hay không, không phải mấy người đều biết rõ hay sao, Châu Ngọc Thúy nóng nảy, vội vàng đứng ra nói. Tần Phi nói đầy hàm ý sâu xa, thím hai, thím cứ đùa. Cháu nhớ tối hôm qua thím vừa mới nói là mấy ngày trước. Nhà họ Tô đích thân tới tặng mấy món xính lễ đều có giá hơn chục triệu cơ mà. Nghe anh ta nói vậy, sắc mặt Châu Ngọc Thúy liền thay đổi. Mấy thứ này không liên quan gì tới chúng tôi. Đó chỉ là quà nhà họ Tô gửi cho Dương Thanh để cảm ơn anh ấy. Chúng tôi cũng không có quyền đụng tới những thứ đó. Đúng lúc này, Tần Y đi ra, lạnh lùng nói. Tuyệt vọng đến chết. Nghe thấy lời nói của Tần Y, Tần Phi cười nhạt, Tần Y. Cô có thể tìm cái cớ nào bớt ngớ ngẩn hơn không? Nhà họ Tô có địa vị thế nào? Sao phải tặng quà cho một kẻ vô dụng như Dương Thanh? Tin hay không thì tùy anh, Tần Y lạnh lùng nói. Đôi mắt Tần Thanh Tâm đỏ hoe, gia tộc mới đuổi gia đình họ đi chưa đầy một tuần đã muốn vơ vét tài sản của họ. Ông nội nói chỉ cần đưa xính lễ của nhà họ Tô ra đây thì sẽ đồng ý cho các người trở về gia tộc, Tần Phi vừa cười cợt vừa nói. Ông cụ thật sự đã nói như vậy sao, Châu Ngọc Thúy nghe thấy vậy thì bỗng chốc vui mừng khôn xiết. Nếu là mấy ngày trước, chắc chắn bà ta sẽ nhân cơ hội này làm nhục Tần Phi. Nhưng tối qua, bà ta đã biết sự thật, tuy rằng món quà lớn của nhà họ Tô đưa tới đều nằm trong tay bà tay, nhưng nếu Dương Thanh bảo nhà họ Tô ra mặt thì những thứ này chắc chắn sẽ bị lấy đi mất. Đến lúc đó, bà ta sẽ không còn thứ gì. Tần Phi cười khinh, chính miệng ông nội đã nói thì lẽ nào lại là giả.
Đương nhiên, điều kiện trước tiên là các người phải đồng ý giao mấy chục triệu tiền xính lễ ra đã. Nhớ đâu ông nội vui còn có thể giao vị trí chủ gia tộc cho chú hai ấy chứ. Thế chẳng phải là thả con săn sắt bắt con cá rô à? Tần Phi nói dối không chớp mắt, cứ mở miệng ra lại nói đến vị trí chủ gia tộc, khiến Châu Ngọc Thúy càng nóng ruột. Nếu chúng tôi từ chối thì sao? Ánh mắt Tần Y đầy vẻ kiên định. Con câm miệng, Châu Ngọc Thúy hét lên. Tần Y tỏ ra đầy thất vọng, mẹ, lẽ nào mẹ đã quên họ đuổi chúng ta ra khỏi gia tộc như thế nào sao? Lẽ nào mẹ quên chị đã phải cầu xin bọn họ như thế nào sao? Bây giờ gia tộc gặp khó khăn mới nghĩ đến chúng ta. Mẹ thật sự cho rằng họ có lòng tốt cho chúng ta trở về gia tộc à? Tần Thanh Tâm cũng quá thất vọng với Châu Ngọc Thúy, đỏ mắt nói, mẹ, những thứ đó là của Dương Thanh. Mẹ có quyền gì động vào? Thím hai à, tôi biết cái nhà này do thím làm chủ. Nếu hai em gái đã đưa ra ý kiến phản đối thì thím nên đứng ra quyết định, chỉ có một cơ hội để trở về gia tộc mà thôi. Nếu gia tộc vượt qua được đợt khó khăn này thì nhà thím đừng mơ được quay về gia tộc. Tần Phi giống như một thằng bán hàng đa cấp xấu xa, từng bước lừa bịp khiến Châu Ngọc Thúy dao động. Tôi tôn trọng ý kiến của hai con gái. Tôi không thể quay lại nhà họ Tần nữa. Tần Đại Dũng đã không còn hy vọng gì với gia tộc nữa. Giữa ông ta và cụ Tần không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào. Từ khi ông ta còn rất nhỏ đã theo mẹ đến nhà họ Tần. Từ nhỏ đến lớn, cụ Tần chưa từng coi ông ta là người trong nhà, thậm chí còn không cho ông ta bước chân vào công ty của gia tộc. Đại Dũng, ông nói linh tinh cái gì thế? Đây là cơ hội duy nhất để trở về gia tộc của chúng ta. Châu Ngọc Thúy còn chưa nói xong, Tần Đại Dũng đã tức giận nói, rốt cuộc là bà muốn gì? Con gái bị họ bắt nạt như vậy mà bà còn muốn quay lại. Thế thì một mình bà tự cút về chỗ đó đi. Tần Đại Dũng thực sự tức giận. Bình thường, ông ta không tranh cãi không ồn ào, không phải vì ông ta ngốc mà vì muốn giữ gia đình êm ấm nên ông ta mới không hơn thua với vợ. Nhưng không ngờ, vợ mình càng ngày càng quá đáng, vì lợi ích của bản thân mà không biết đâu là điểm dừng. Châu Ngọc Thúy cũng sững sờ, không ngờ Tần Đại Dũng trước nay luôn hiền lành, không bao giờ đôi co với bà ta, bây giờ lại dám to tiếng với bà ta. Một lát sau, bà ta mới hoàn hồn rồi khóc ầm lên, vừa khóc vừa nói, tôi không ở được cái nhà này nữa rồi. Tôi muốn ly hôn với ông. Ly hôn thì ly hôn, ai sợ ai, Tần Đại Dũng vô cùng quyết liệt. Tôi nói này, các người đừng diễn kịch trước mặt tôi nữa. Có muốn đưa xính lễ ra không thì nói một câu. Chúng tôi không dỗi hơi đứng đây nhìn mấy người biểu diễn đâu, Tần Phi cười lạnh một tiếng rồi nói. Theo anh ta thấy thì chắc chắn Châu Ngọc Thúy và Tần Đại Dũng đang diễn kịch. Cút! Tần Đại Dũng quát thẳng vào mặt anh ta, cút ngay cho tao. Nhà họ Tần chó chết gì chứ, bọn tao không cần. Ông ta vừa nói, vừa túm lấy cây chổi dựng bên tường quật về phía Tần Phi. Tần Phi cau mày, hai vệ sĩ đứng sau anh ta đã xông lên phía trước, một trái một phải lập tức đè Tần Đại Dũng xuống đất. Bố Tần Thanh Tâm và Tần Y bỗng chốc hoảng sợ. Mặt mũi biến sắc, vội vàng xông đến. Hôm nay, các người đồng ý thì tốt mà không đồng ý thì cũng phải đồng ý. Tần Phi lạnh lùng nói, sau đó ra lệnh, xông vào, chuyển hết đồ đi cho tao. Nhận lệnh của Tần Phi, mấy tên vệ sĩ hầm hầm xông vào nhà. Ngay sau đó, hai tên vệ sĩ khiêng một cái hòm ra, đó chính là cái hòm mà lần trước nhà họ Tô đưa tới. Bên trong hòm đều là trang sức vàng bạc, còn có hơn 1 triệu tiền mặt. Ngoài ra còn có sổ đỏ nhà đất và giấy chứng nhận cổ phần. Tần Phi vốn cho rằng xính lễ chỉ khoảng mấy chục triệu. Nhưng sau khi nhìn thấy những thứ ở trong dương, anh ta mới biết, tổng giá trị của những thứ này cũng phải hơn 100 triệu. Ha ha, nhà họ Tần thoát nạn rồi, chỉ cần bán hết những thứ này thì đủ cho nhà họ Tần vượt qua tất cả khủng hoảng hiện tại, Tần Phi cười lớn nói. Từ sau khi cả nhà Tần Thanh Tâm bị đuổi khỏi gia tộc thì trong nhà họ Tần, không còn ai đủ tư cách tranh giành quyền lực với anh ta nữa. Bây giờ, cụ Tần đã ngày càng già, là người gần đất xa trời rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể truyền nhà họ Tần lại cho anh ta. Tần Phi, anh đứng lại, thấy chiếc hòm bị khiêng đi, Tần Thanh Tâm và Tần Y vô cùng tức giận đuổi theo. Nhưng Tần Phi mang rất nhiều người tới, chỉ hai cô gái yếu đuối sao ngăn được họ. Tất cả mọi thứ đều bị cướp đi, thậm chí đến cả chiếc Maserati cũng bị Tần Phi lấy mất.
đều tại cái thứ tùy tiện như bà khua môi múa mép trước mặt người nhà họ Tần. Bây giờ thì hay rồi, mất hết tất cả rồi đấy, Tần Đại Dũng tát một phát vào mặt Châu Ngọc Thúy, tức giận giống lên. Tần Đại Dũng, ông dám đánh tôi, Châu Ngọc Thúy ôm mặt, tỏ vẻ không thể tin nổi. Lẽ nào không nên đánh bà sao? Bây giờ tất cả bị Tần Phi cướp đi rồi. Nếu Dương Thanh đến tìm đồ thì lấy cái gì để giao cho nó, Tần Đại Dũng vô cùng tức giận. Chỉ là thằng ăn hại mà thôi, có tư cách gì bắt tôi giao cho nó? Châu Ngọc Thúy hét lên, chợt nhớ tới điều gì, vội vàng kéo tay Tần Thanh Tâm nói, Thanh Tâm, chẳng phải vừa rồi Tần Phi đã nói chỉ cần chúng ta đưa những thứ đó cho gia tộc thì có thể quay lại nhà họ Tần sao? Bây giờ còn đi tìm ông nội con đi. Tần Thanh Tâm tỏ vẻ phiền chán, giằng tay ra, lạnh lùng nói, ai muốn quay về nhà họ Tần thì tự đi mà xin. Từ ngày cô quỳ trong cơn mưa tầm tã để cầu xin cụ Tần nhưng chỉ đổi lại một tin cả nhà bị đuổi khỏi gia tộc thì cô đã hoàn toàn không còn tình cảm gì với gia tộc đó. Tần Thanh Tâm xoay người rời khỏi nhà. Châu Ngọc Thúy lại vội vàng kéo tay Tần Y, bà ta chưa kịp nói gì, Tần Y cũng hất tay bà ta ra, hai mắt đỏ hoe, tức giận nói, lẽ nào mẹ vẫn không hiểu sao? Bây giờ chỉ có mẹ mới muốn trở về nhà họ Tần. Nếu đã như thế thì một mình mẹ trở về đó đi. Nói xong, Tần Y bỏ đi không thèm nhìn lại. Tần Đại Dũng nặng nề hừ một tiếng rồi cũng ra khỏi nhà. Cả căn nhà chỉ còn lại mỗi Châu Ngọc Thúy. Bà ta ngồi sụp xuống đất, lẩm bẩm nói, lẽ nào, mình sai thật rồi. Tại tầng cao nhất của tập đoàn Nhãn Thanh, Dương Thanh nhận một cuộc điện thoại, anh đã biết hết những chuyện vừa xảy ra ở nhà họ Tần. Những món đồ mà nhà họ Tô đưa tới, anh không quan tâm. Nhưng hành động của nhà họ Tần đã mài mòn hết lòng kiên nhẫn anh dành cho họ. Nếu các người đã muốn chết thì tôi sẽ khiến các người tuyệt vọng đến chết, Dương Thanh nói. Cầu xin Tần Y. Sau khi Tần Phi cướp được nhiều tài sản như vậy, vẻ mặt của cụ Tần tràn đầy ý cười. Phi, cháu làm rất tốt. Chỉ cần giải quyết được lần khủng hoảng này của nhà họ Tần, ông sẽ giao chức chủ gia tộc lại cho cháu, cụ Tần nói. Người nhà họ Tần đều kinh ngạc khi nghe cụ Tần nói câu này. Tần Phi vui mừng khôn xiết, vội vàng nói cảm ơn ông nội. Ông yên tâm, đến khi cháu thừa kế vị trí chủ gia tộc, chắc chắn cháu sẽ đưa gia tộc đi đến một tương lai sáng lạn hơn. Ha ha, tốt, tốt lắm, cụ Tần cười lớn nói. Phi, lần này cháu đã lập được công lớn, cuối cùng nguy cơ của nhà họ Tần sắp được giải quyết rồi. Tôi đã nói mà. Thằng bé Phi mới là người thừa kế duy nhất của nhà họ Tần, cũng chỉ có Phi mới thích hợp nhất. Tôi đồng ý cả hai tay việc thằng bé Phi kế thừa vị trí chủ gia tộc. Mọi người đều bắt đầu xun xoe nịnh nọt. Tần Phi rất đắc ý nhưng chỉ cười khiêm tốn và nói, những công lao này đều thuộc về tất cả thành viên của nhà họ Tần. Sau này, nhà họ Tần chắc chắn sẽ bước chân vào danh sách những gia tộc giàu có hạng nhất rồi. Nói rất hay, trong ánh mắt cụ Tần tràn đầy sự tin tưởng. Đúng lúc nhà họ Tần đang mơ ước về một tương lai tươi đẹp thì thư ký hoảng hốt chạy đến, thưa chủ tịch Lưu của tập đoàn Hồng Vận đến rồi. Chủ tịch Lưu đích thân đến á, cụ Tần kinh ngạc hỏi. Tập đoàn Hồng Vận là đối tác lớn nhất của nhà họ Tần, có thể nói đến bây giờ nhà họ Tần vẫn có thể gắng gượng được, phần lớn là nhờ vào mối làm ăn với tập đoàn Hồng Vận. Thư ký còn chưa kịp trả lời đã thấy vài người đi tới, người dẫn đầu chính là chủ tịch Lưu của tập đoàn Hồng Vận. Cụ Tần nở nụ cười lấy lòng, chủ động lên trước nghênh đón. Lão ta giơ hai tay ra, chủ tịch Lưu đích thân tới đây chính là vinh hạnh của nhà họ Tần chúng tôi, hoan nghênh, hoan nghênh. Chủ tịch Lưu làm như không nhìn thấy cánh tay đang duỗi ra của cụ Tần, giễu cợt, nếu chủ tịch Tần biết mục đích tôi tới đây, e là sẽ không nhiệt tình như thế đâu. Cụ Tần thoáng cau mày rồi vội vàng cười nói, chủ tịch Lưu nói đùa rồi, ông là đối tác quan trọng của nhà họ Tần, sao tôi có thể không hoan nghênh chứ? Bụp! Chủ tịch Lưu ngồi xuống vị trí cao nhất, tiện tay ném một túi tài liệu xuống mặt bàn, đây là thỏa thuận hủy bỏ quan hệ hợp tác giữa tập đoàn Hồng Vận và nhà họ Tần. Chủ tịch Tần xem cho kỹ, nếu như không có vấn đề gì thì nhanh chóng ký tên vào. Cái gì? Nghe thấy vậy? Đám người nhà họ Tần hoảng sợ đến mức mặt tái mét. Tập đoàn Hồng Vận là đối tác lớn nhất của nhà họ Tần, bây giờ mà hủy bỏ hợp tác thì chính là giáng thêm một đòn nặng nề nữa cho nhà họ Tần. Cụ Tần kinh hãi, chủ tịch Lưu,
Không phải hai nhà chúng ta vẫn luôn hợp tác vui vẻ hay sao? Sao đột nhiên lại muốn hủy hợp đồng? Nếu như Chủ tịch Lưu có gì không hài lòng với nội dung hợp đồng thì chúng ta có thể thương lượng. Tôi đã đích thân tới thì ông cảm thấy có còn chỗ nào cần suy nghĩ thêm không? Chủ tịch Lưu cười lạnh hỏi. Tần Phi hiểu ý của Chủ tịch Lưu, hôm nay ông ta đến là vì muốn hủy bỏ hợp đồng, không cho nhà họ Tần bất kỳ cơ hội nào cả. Anh ta bỗng chốc tức giận, Chủ tịch Lưu, cứ coi như là muốn hủy hợp đồng, vậy cũng phải cho chúng tôi một lý do hợp lý chứ. Thằng nhóc, tôi đang nói chuyện với ông của cậu, cậu có tư cách gì mà đòi lý do với tôi, Chủ tịch Lưu khinh thường Tần Phi. Ông có ý gì, Tần Phi tức giận đến đỏ mặt tía tai. Câm miệng, cụ Tần quát một tiếng, lão ta đã hiểu, hôm nay, Chủ tịch Lưu đã đến đây là không định cho nhà họ Tần bất cứ cơ hội nào. Con cháu nhà này đúng là chả ra gì, chẳng trách nhà họ Tần ngày càng sa sút, Chủ tịch Lưu cười khẩy nói. Cụ Tần cười ngượng, Chủ tịch Lưu, do cháu tôi nhỏ tuổi không hiểu chuyện, ông đừng tính toán với nó. Chủ tịch Tần, nể tình quan hệ hợp tác bao nhiêu năm nay, tôi khuyên ông một câu, không phải ai ông cũng có thể đắc tội được đâu, Chủ tịch Lưu đột nhiên nói. Cụ Tần trong lòng kinh ngạc, vội vàng hỏi, ý của Chủ tịch Lưu là nhà họ Tần tôi gặp nhiều phiền toái như thế này là vì đắc tội người ta. Chủ tịch Lưu đáp, ông đừng hỏi tôi không biết gì cả. Thấy phản ứng của Chủ tịch Lưu, cụ Tần thấy sợ hãi. Hôm qua lão ta đã nghi ngờ nhà họ Tần đắc tội người nào đó, những lời bóng gió của Chủ tịch Lưu đã xác nhận điều lão ta nghi ngờ. Xin Chủ tịch Lưu nể mặt nói cho tôi biết, rốt cuộc nhà họ Tần đã đắc tội ai, cụ Tần đột nhiên hơi khom lưng, thành khẩn nói. Chủ tịch Lưu sững người, sau đó thở dài nói, ông Tần, không giấu gì ông, vừa rồi có người gọi cho tôi, bắt tôi hủy bỏ hợp tác với nhà họ Tần. Nếu không sẽ khiến tập đoàn Hồng Vận phá sản. Vốn dĩ tôi còn cho rằng đó là trò đùa vớ vẩn nhưng người kia vừa cúp máy thì đã có mấy đối tác của tập đoàn Hồng Vận đơn phương chấm dứt hợp đồng. Nghe Chủ tịch Lưu nói, vẻ mặt cụ Tần cứ như cho tàn. Vừa rồi lão ta còn nghĩ Tần Phi đoạt được quà sính lễ nhà họ Tô tặng Tần Y, có thể giải quyết được khủng hoảng của nhà họ Tần rồi. Nhưng lại không ngờ, còn chưa kịp giải quyết nguy cơ này thì rắc rối lớn hơn đã tới. Cảm ơn Chủ tịch Lưu đã nói cho tôi biết, cụ Tần chắp tay nói. Chủ tịch Lưu vừa rời đi không lâu, mấy đối tác còn lại cũng lần lượt đến hủy bỏ hợp đồng. Trong một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, nhà họ Tần mất đi toàn bộ đối tác làm ăn. Ông nội, rốt cuộc chúng ta đã đắc tội ai? Sao lại có năng lực lớn đến thế? Ngay cả tập đoàn Hồng Vận cũng bị ép đến mức phải hủy hợp đồng với chúng ta, Tần Phi tuyệt vọng nói. Cụ Tần trầm mặc một lát. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, quay phát nhìn về phía Tần Phi. Bốp! Tiếng bạt tai vang lên giòn giã. Tần Phi tỏ ra hoang mang không hiểu, ông nội, sao ông lại đánh cháu? Lẽ nào anh còn không hiểu ra? Hôm đó, sau khi gặp cả nhà Tần Thanh Tâm ở khách sạn vườn sao thì ngay ngày hôm sau, nhà máy của chúng ta bị niêm phong, ngân hàng đòi nợ. Cụ Tần tức giận, sáng nay anh mới đoạt sính lễ nhà họ Tô tặng đem về. Tiếp đó tất cả các đối tác đều đến cửa hủy hợp đồng, bây giờ đã hiểu chưa? Tần Phi ngẩn ra. Anh ta không ngốc, mà lại còn khá thông minh, nhanh chóng đã hiểu được ý của cụ Tần. Tất cả đều như cụ Tần nói, sắc mặt anh ta trở nên trắng bệch, ông nội, lẽ nào tất cả những chuyện này đều do nhà họ Tô làm? Anh dùng cái đầu mà nghĩ đi chứ. Nhà họ Tô vừa mất Tần Y mới tặng sính lễ cho nó, anh lại dẫn người tới cướp về. Anh nói thử xem. Nhà họ Tô có bỏ qua cho chúng ta không, cụ Tần bỗng phát cáu. Lão ta đổ tất cả tội lỗi lên đầu Tần Phi, nhưng không hề nghĩ lại chính lão là người cho phép Tần Phi đi cướp sính lễ. Tần Phi cúi gằm đầu, hai tay siết chặt, trong lòng không cam tâm. Ông nội, cháu biết sai rồi, bây giờ chúng ta phải làm sao đây, trầm mặc một lúc lâu, Tần Phi mới ngẩng đầu lên, hai mắt vằn đỏ tia máu. Chuyện này do anh gây nên. Thì chỉ có anh mới giải quyết được. Anh đi tìm Tần Y, năn nỉ nó tới cầu xin nhà họ Tô giúp chúng ta. Nhà họ Tô chịu bỏ qua chuyện lần này thì nhà họ Tần mới có hy vọng, cụ Tần nói. Tự làm tự chịu. Tần Y vừa mới tới cổng công ty đã gặp Tôn Điềm. Này Y Y, sao mắt của cậu lại sưng đỏ vậy? Ai bắt nạt cậu à? Tôn Điềm lo lắng hỏi. Tần Y khẽ lắc đầu, mình không sao. Dứt lời.
cô ta đi vào phòng làm việc của mình. Tôn Điềm nghi hoặc lẩm bẩm, mắt của y y sưng đỏ, rõ ràng là mới khóc xong. Nhưng mà mới sáng sớm ai bắt nạt cậu ấy vậy? Cô ta chợt nghĩ tới Dương Thanh mấy ngày trước Tần Y đã nhắc tới, lập tức tỉnh ngộ, nhất định là đồ vô dụng kia. Làm gì còn ai khác chọc tức y y vào sáng sớm nữa? Hai người bọn họ chơi thân với nhau từ hồi cấp 3, thậm chí còn học đại học chung một thành phố, tình cảm thân thiết như chị em ruột thịt. Hiện giờ thấy Tần Y bị bắt nạt, Tôn Điềm rất tức giận. Dương Thanh, đúng lúc này, cô ta đột nhiên trông thấy một bóng dáng quen thuộc bước ra khỏi thang máy. Tôn Điềm vội vàng đuổi theo, giận dữ cản lại phía trước, Dương Thanh, anh có còn là đàn ông không hả? Anh đã tới ở rể nhà họ Tần, ăn nhờ ở đậu đã đành, giờ còn dám bắt nạt y y. Nhìn thấy dáng vẻ căm hận của Tôn Điềm, Dương Thanh vừa tức vừa buồn cười. Mặc dù hành động của cô ta khiến anh rất phản cảm nhưng phải công nhận Tần Y đã tìm được một cô bạn tốt. Hiện giờ đang vào đầu giờ làm buổi sáng, trong sảnh có rất nhiều người qua lại. Trông thấy Tôn Điềm mắng chửi Dương Thanh, mọi người vây xem rất đông. Dương Thanh bỗng nhếch miệng, dáng vẻ bất cần, không phải cô thích tôi đấy chứ. Nếu không sao cứ 5 lần 7 lượt chủ động bắt chuyện với tôi thế. Anh nói gì, Tôn Điềm lập tức trợn trừng mắt. Cô ta không thể ngờ được Dương Thanh lại nói như vậy, còn cố tình nói lớn tiếng. Ở đây là nơi làm việc, xung quanh có rất nhiều đồng nghiệp chú ý tới. Tôi biết cô yêu thầm tôi nhưng cũng phải biết phân biệt tình huống chứ. Cô vẫn nên chú tâm vào công việc đi, thích tôi thì có thể đợi tan làm lại theo đuổi, Dương Thanh nói xong liền đi lướt qua người Tôn Điềm. Mãi đến khi anh đã rời khỏi tòa nhà, Tôn Điềm mới phản ứng lại được. Cô ta hét lớn một tiếng, cả giận nói với đồng nghiệp đang vây xem, nhìn cái gì. Không biết bây giờ là giờ làm việc sao? Dương Thanh khinh thường cười một tiếng, nhóc con, muốn đấu với tôi sao? Cô còn non lắm. Sau khi ra khỏi tòa nhà, anh nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Em gái tôi là nhân viên của công ty các người. Tôi chỉ vào nói với nó vài câu rồi sẽ ra ngay. Tần Phi đang bị bảo vệ chặn lại không cho vào. Đội trưởng đội bảo vệ lạnh giọng nói, nếu em gái cậu là nhân viên của công ty chúng tôi, sao cậu không gọi điện thoại bảo cô ta ra đón? Nếu có thể gọi điện thoại được tôi còn cần phải giải thích với ông sao, Tần Phi là cậu cả nhà họ Tần, chưa từng bị đối xử như vậy, không khỏi nổi giận. Anh ta đã gọi điện mấy lần nhưng Tần Y không thèm nghe máy, thậm chí còn chặn số anh ta. Bây giờ tất cả các đối tác của nhà họ Tần đều đơn phương hủy hợp đồng. Chậm thêm một ngày cũng sẽ khiến nhà họ Tần gặp nguy hiểm chí mạng, anh ta đang rất gấp. Tốt nhất cậu nhìn cho kỹ đây là nơi nào, kể cả gia tộc hàng đầu cũng không dám làm loạn ở đây chứ đừng nói là một nhà họ Tần nhỏ nhoi, đội trưởng đội bảo vệ cười châm chọc. Nghe vậy, Tần Phi lại tỉnh táo hơn hẳn, cảm xúc trở nên bất ổn. Anh ta ôm lấy cánh tay của người bảo vệ kia, tôi cầu xin ông, cho tôi vào đi mà. Tôi thực sự có việc rất gấp phải tìm em gái tôi. Chỉ cần gặp được nó, tôi sẽ lập tức đi ra. Cút ra, đội trưởng đội bảo vệ kia hất Tần Phi ra ngoài. Tần Phi lảo đảo suýt ngã. Đúng lúc ấy, anh ta nhìn thấy người quen, sắc mặt lập tức xám xịt lại, tại sao lại gặp phải thằng vô dụng nhà mày chứ? Trong mắt của Tần Phi, Dương Thanh chỉ là một kẻ vô dụng. Anh ta không cách nào vào được, vậy mà Dương Thanh lại có thể ra vào tùy ý. Cậu Dương, đám bảo vệ trông thấy Dương Thanh đều đồng loạt đứng thẳng người, cung kính chào hỏi. Sếp Lạc đã dặn dò đội trưởng đội bảo vệ. Mặc dù ông ta không nói rõ thân phận của Dương Thanh là gì nhưng đội trưởng đội bảo vệ vẫn biết thân phận của anh rất cao quý. Thấy vậy, Tần Phi không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Anh ta giơ tay dụi mắt, nghi ngờ mình nhận lầm người. Thế nhưng có dụi bao nhiêu lần anh ta vẫn chỉ nhìn thấy một người. Dương Thanh cười lạnh nói, thằng vô dụng này có thể thoải mái ra vào tập đoàn Nhãn Thanh, còn cậu cả nhà họ Tần cao quý như anh lại không bước được vào cửa. Thật sự không biết anh lấy đâu ra tự tin nói tôi như vậy. Tần Phi suýt bị câu nói này làm cho tức chết, hét lên với đội trưởng đội bảo vệ, cậu ta chỉ là một thằng con rể bị nhà họ Tần đuổi đi. Tại sao cậu ta có thể vào trong? Các người bị mù à? Câm miệng! Đội trưởng đội bảo vệ giận dữ nói. Nếu cậu còn dám nói lung tung thêm một câu nữa, đừng trách chúng tôi không khách sáo. Ông dám. Tần Phi kích động nói, tôi muốn khiếu nại,
chắc chắn các ông đã nhận được lợi ích gì đó nên mới cho cậu ta đi vào. Tôi muốn trông mắt xem lãnh đạo các ông biết được chuyện này sẽ xử lý các ông như thế nào. Nghe thấy Tần Phi nói vậy, đội trưởng đội bảo vệ chế diễu cũng phải vào được bên trong mới khiếu nại chúng tôi được. Sếp Lạc đã đích thân dặn dò bọn họ phải cung kính với Dương Thanh. Thằng đần Tần Phi này còn dám lấy lãnh đạo ra uy hiếp, đội trưởng đội bảo vệ suýt bật cười thành tiếng. Dương Thanh, mày đứng lại cho tao, Tần Phi thấy Dương Thanh định đi liền chạy vọt tới. Đội trưởng đội bảo vệ rất lanh lẹ, vội vàng chặn lại Tần Phi, nói với Dương Thanh, cậu Dương, cậu cứ đi trước đi. Để chúng tôi xử lý cậu ta. Dương Thanh hài lòng nhìn đội trưởng đội bảo vệ rồi quay người rời đi. Các người mau thả tôi ra, tiếng giống giận của Tần Phi từ phía sau truyền tới. Mẹ nó, còn dám động tay động chân, đánh cho tôi, đội trưởng đội bảo vệ quát lớn một tiếng. Ngay sau đó, 5-6 người bảo vệ xông vào đánh Tần Phi. Kỳ thực Tần Phi chưa hề làm gì nhưng bị gán tội đánh người ở trước cổng tập đoàn Nhãn Thanh. Đội trưởng đội bảo vệ lạnh lùng cười, dám đắc tội cậu Dương chính là tự tìm đường chết. Cuối cùng Tần Phi vẫn không thể đặt chân vào tập đoàn Nhãn Thanh. Anh ta đứng ở một nơi cách xa cổng tập đoàn, mặt mũi sưng vù. Dương Thanh, tao muốn mày phải chết, mặt mày anh ta vô cùng dữ tợn. Tần Phi đứng chờ ở cổng tập đoàn Nhãn Thanh ròng rã suốt cả một ngày. Chờ đến lúc hết giờ làm, anh ta mới nhìn thấy bóng dáng Tần Y. Y Y. Tần Phi đứng ở xa hô lên rồi vội vàng chạy tới. Trông thấy Tần Phi, Tần Y chỉ lạnh lùng hỏi, sao anh lại tới đây? Y Y à, dù thế nào thì anh cũng là anh họ của em. Em không thể quên đi người anh họ này sau khi đã thành công chứ, Tần Phi cau mày nói. Anh ta giống như một tên biến thái, cả ngày đứng quan sát cổng tập đoàn từ xa, khó khăn lắm mới gặp được Tần Y. Nào ngờ cô ta lại tỏ thái độ lạnh nhạt như vậy nên anh ta không khỏi nổi nóng. Thế nhưng muốn thuyết phục Tần Y giúp đỡ nhà họ Tần, anh ta phải nhịn. Tôi không có gì để nói với anh. Nói thêm một câu tôi cũng cảm thấy lãng phí thời gian, Tần Y lạnh lùng đáp. So với Tần Thanh Tâm, cô ta đã từ bỏ hy vọng với nhà họ Tần từ rất lâu rồi. Tần Phi cố nén lửa giận, cố nặn ra một nụ cười, Y Y à, chuyện lúc sáng là anh sai. Nhưng em yên tâm, anh sẽ trả lại tất cả mọi thứ về nhà em, không thiếu một cái gì. Anh thật lòng xin lỗi em. Dứt lời, anh ta liền khom lưng 90 độ. Tần Y hơi kinh ngạc, không ngờ Tần Phi sẽ xin lỗi mình. Nhưng việc đó cũng không thể thay đổi sự thất vọng của cô ta đối với nhà họ Tần. Y Y, anh cầu xin em một chuyện, bởi vì chuyện lúc sáng, nhà họ Tô đã ra tay đối phó nhà họ Tần. Hiện giờ tất cả các đối tác đều đơn phương chấm dứt hợp đồng với bọn anh, nhà máy bị đóng cửa, ngân hàng cũng đang giục nợ. Tần Phi mếu máo nói, bây giờ nhà họ Tần thực sự sắp sụp đổ rồi. Xin em hãy thuyết phục nhà họ Tô cho nhà họ Tần chúng ta một con đường sống, được không? Tần Y nghe vậy cũng giật mình, cô ta không hề hay biết chuyện nhà họ Tần đang gặp phải, cũng không biết tình hình đã thê thảm tới vậy. Nhưng cô ta chẳng mảy may thương hại. Thậm chí còn cười vui vẻ, Tần Phi, sáng nay tôi đã nói rồi. Mấy thứ kia không phải là xính lễ nhà họ Tô tặng tôi, mà là quà cảm ơn tặng Dương Thanh. Anh muốn tìm người nói giúp cũng không nên tìm tôi làm gì. Các người sai rồi. Dứt lời, Tần Y dứt khoát quay lưng rời đi. Trông theo bóng lưng Tần Y, vẻ mặt của Tần Phi càng thêm dữ tợn, con đàn bà chết tiệt, tao nhất định sẽ bắt mày trả giá đắt. Cụ Tần bảo anh ta tới xin Tần Y giúp đỡ, kết quả anh ta còn không bước được vào cánh cửa của tập đoàn Nhãn Thanh, thậm chí còn bị Dương Thanh sỉ nhục, bị bảo vệ đánh cho một trận. Mãi mới đợi Tần Y, cô ta lại bảo tìm cô ta cũng vô dụng. Tần Phi lớn đến chừng này vẫn chưa từng bị áp bức và lăng nhục như vậy, thậm chí còn nảy sinh ý muốn giết người. Anh ta chưa về tới nhà đã có người gọi điện thoại tới. Vừa mới ấn nghe máy. Anh ta đã nghe thấy giọng nói của cụ Tần, xử lý chuyện đó tới đâu rồi? Cháu xin lỗi ông nội, khiến ông thất vọng rồi, Tần Phi cắn răng nói. Tần Phi vừa nói xong đã nghe thấy tiếng đồ vật bị đập vỡ ở đầu dây bên kia. Tôi bảo anh cầu xin nó thuyết phục nhà họ Tô, anh là thằng ăn hại sao? Tôi đã dạy cả cách làm cho anh rồi mà vẫn không làm xong chuyện. Tôi còn phải đút tận mồm anh mới được à? Đồ ngu xuẩn, cụ Tần giận dữ giống lên.
Gương mặt Tần Phi bừng bừng lửa giận, hôm nay anh ta đã nín nhịn quá nhiều nhục nhã rồi, vậy mà giờ đây đến cả ông nội cũng mắng chửi anh ta. Tuy tức giận nhưng anh ta cũng không dám tỏ thái độ gì, vì bây giờ cả nhà họ Tần đều nằm trong tay cụ Tần mà. Ông nội, cháu đã làm theo lời ông dặn rồi, nhưng con điếm Tần Y kia không chịu giúp, ngược lại còn đổ hết sang thằng vô dụng Dương Thanh kia, nói đầu nhà họ Tô đưa tới không phải lễ hỏi mà là quà cảm ơn cho Dương Thanh. Làm sao có thể như vậy được chứ, Tần Phi đè nén lửa giận nói. Chắc chắn là thái độ của anh không thành khẩn nên Tần Y mới không chịu. Nếu hôm nay không thuyết phục được Tần Y, anh đừng có vác mặt về, cụ Tần bực bội quát. Sau khi cúp máy, điện thoại bàn ở văn phòng của cụ Tần lại reo lên. Lão ta vội vàng nhấc máy, giọng nói lạnh lùng vang lên, Chủ tịch Tần, hôm nay đã là hạn chót mà các ông vẫn chưa trả hết nợ. Nếu đã vậy hãy chờ nhận đơn kiện từ phía luật sư của chúng tôi đi. Trưởng phòng Ngưu, xin ông, tút, tút. Đối phương không thèm đợi cụ Tần giải thích, chỉ gọi điện thông báo một câu rồi lập tức cúp máy. Sắc mặt cụ Tần trở nên trắng bệch. Giờ đây, lão ta mới ý thức được nhà họ Tần đã đến đường cùng. Kỳ hạn trả nợ ngân hàng đã tới, nguy cơ vẫn chưa được giải quyết. Chuẩn bị xe, lão ta chợt nổi giận gầm lên. 20 phút sau. Một chiếc xe Audi A8 màu đen đỗ lại trước cổng biệt thự của nhà họ Tần. Cụ Tần đích thân tới khiến Tần Đại Dũng và Châu Ngọc Thúy cực kỳ bối rối, còn tưởng lão ta đến đuổi bọn họ đi. Bố tới đây có chuyện gì, Tần Đại Dũng căng thẳng hỏi. Nhưng phản ứng của cụ Tần lại khiến ông ta kinh sợ, Đại Dũng, mấy năm nay nhà họ Tần đã đối xử tệ bạc với con, ngày mai con hãy tới tập đoàn Tần Thị làm việc đi, bố vẫn luôn để dành vị trí phó tổng giám đốc cho con. Nghe vậy, Tần Đại Dũng và Châu Ngọc Thúy đều rất kích động. Bố nói thật sao? Bố muốn cho Đại Dũng về tập đoàn Tần Thị làm việc thật sao? Châu Ngọc Thúy lắp bắp hỏi. Cụ Tần tỏ ra hiền từ, cười nói, đương nhiên là thật. Bố già từng này tuổi đầu rồi còn gạt các con làm gì? Với cả tòa biệt thự này đã cũ quá rồi, các con hãy dọn tới trang viên nhà chúng ta đi. Bố sẽ cho các con một tòa biệt thự riêng. Tần Đại Dũng và Châu Ngọc Thúy đều ngỡ như mình đang nằm mơ. Cụ Tần không chỉ đích thân tới thăm mà còn muốn Tần Đại Dũng về làm phó tổng giám đốc của công ty, đã vậy còn bảo bọn họ dọn vào trang viên nhà họ Tần. Trang viên nhà họ Tần được xây dựng riêng cho nhà họ Tần trong suốt mấy chục năm qua. Bên trong trang viên có mười mấy ngôi biệt thự, ngoại trừ gia đình Tần Đại Dũng, tất cả các gia đình thuộc dòng chính của nhà họ Tần đều sống ở đây. Còn biệt thự của nhà họ Tần này đã quá cũ nát rồi. Cảm ơn bố, Tần Đại Dũng và Châu Ngọc Thúy cảm ơn rối rít. Thanh Tâm và Y Y đâu, cụ Tần đột nhiên hỏi. Tần Đại Dũng thở dài nói, từ sau khi chúng con bị đuổi khỏi gia tộc, ngày nào Thanh Tâm cũng ra ngoài tìm việc, bây giờ vẫn chưa về nhà. Còn Y Y chắc là sắp tan làm rồi. Yên tâm đi, mai cứ bảo Thanh Tâm về công ty. Bố đã sắp xếp cho con bé một chức phụ cao rồi. Cụ Tần cười nói, chợt trông thấy Tiêu Tiêu đang rụt rè trốn ở đầu cầu thang. Lão ta mỉm cười hỏi, cô bé này là con gái của Thanh Tâm đúng không? Tiêu Tiêu, mau ra chào cụ nội, Châu Ngọc Thúy vội vàng vẫy tay với Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu chưa từng gặp mặt cụ Tần, chỉ giúp đầu trong lòng Châu Ngọc Thúy, Lý Nhí nói, mẹ nói không được nói chuyện với người lạ. Cháu không quen ông ấy. Nghe vậy, Tần Đại Dũng và Châu Ngọc Thúy đều giật mình thon thót, sợ chọc giận cụ Tần. Châu Ngọc Thúy quát lớn, ông ấy là cụ nội, không phải người lạ. Cháu mau gọi đi. Tiêu Tiêu ấm ức không chịu lên tiếng. Châu Ngọc Thúy cả giận nói, nếu cháu không chịu gọi cụ nội, bây giờ bà sẽ nhốt cháu vào phòng tối. Mẹ định làm gì? Tần Thanh Tâm vừa về đến cổng đã nghe thấy Châu Ngọc Thúy dọa Tiêu Tiêu, lập tức giận dữ hét lên. Mẹ ơi! Tiêu Tiêu vội vàng chạy nhào vào lòng Tần Thanh Tâm, nức nở nói, mẹ ơi, con nghe lời mẹ không nói chuyện với người lạ. Nhưng bà nội vẫn muốn nhốt con vào phòng tối. Tần Thanh Tâm vờ như không nhìn thấy cụ Tần, bình tĩnh nói, Tiêu Tiêu làm rất đúng. Không được nói chuyện với người lạ. Thanh Tâm, con nói vớ vẩn gì đấy? Ông ấy là ông nội con, sao con lại nói là người lạ? Châu Ngọc Thúy tựa như gà mái xù lông, chỉ muốn xông lên đánh cô. Tần Thanh Tâm châm chọc nói, con đã bị đuổi khỏi gia tộc, làm gì còn ông nội nào? Tiêu Tiêu, chúng ta về phòng đi. Dứt lời,
cô liền bế Tiêu Tiêu rời đi, không thèm nhìn cụ Tần lấy một cái. Cụ Tần cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng, gượng gạo nở nụ cười, Thanh Tâm, ông nội biết sai rồi. Hôm nay ông đến là để xin lỗi gia đình cháu, hy vọng cháu có thể tha thứ cho ông. Ngày mai cháu hãy về công ty đi. Tần Thanh Tâm đang định lên tầng chợt dừng bước, hai mắt đỏ bừng. Nỗi uất ức dâng trào trong lòng khiến cô muốn bật khóc. Mặc dù nói không muốn trở về nhưng dù sao cũng đã ở trong gia tộc lâu như vậy, cô vẫn cảm thấy không nỡ. Thế nhưng, cụ Tần quá nhẫn tâm. Chỉ cần nhớ lại cảnh tượng quỳ dưới mưa ngày hôm đó, trái tim Tần Thanh Tâm lập tức lạnh xuống. Cô cười lạnh nói, cả đời này tôi cũng sẽ không trở về nhà họ Tần. Dứt lời, cô ôm Tiêu Tiêu trở về phòng mình. Xin bố đừng giận, chúng con nhất định sẽ thuyết phục được con bé Tâm, Châu Ngọc Thúy vội vàng nói. Cụ Tần không hề tỏ ra tức giận, chỉ thở dài thườn thượt, không trách con bé, chỉ vì bố kỳ vọng vào con bé quá nhiều, đối xử quá nghiêm khắc nên mới thành ra như vậy. Tất cả đều là lỗi của bố. Bố đừng nói vậy, bố là trưởng bối, con bé là phận con cháu, con bé phải nghe lời bố, Tần Đại Dũng cũng không đành lòng, an ủi lão ta. Từ đầu đến cuối cụ Tần chỉ đóng vai một người già yếu thế, không hề nhắc tới chuyện tìm Tần Y nhờ giúp đỡ. Chỉ trò chuyện bình thường với Châu Ngọc Thúy và Tần Đại Dũng. Cho đến khi màn đêm buông xuống, Tần Y mới trở về. Y, sao giờ con mới chịu về, Châu Ngọc Thúy trách móc. Trước đó bà ta đã định gọi điện cho Tần Y nhưng lại bị cụ Tần ngăn lại. Sao ông lại tới đây, Tần Y không trả lời mà nhìn về phía cụ Tần. Cụ Tần vừa trông thấy Tần Y liền đứng bật dậy, hai mắt đỏ ửng, Y, ông nội sai rồi. Mấy năm nay ông có lỗi với gia đình cháu, hôm nay ông tới để xin lỗi, mong cháu có thể tha thứ cho ông. Nếu không phải Tần Phi đã tới công ty tìm mình, có lẽ Tần Y sẽ cảm động màn biểu diễn này của cụ Tần. Nhìn cụ Tần như sắp khóc đến nơi, Tần Y chỉ cảm thấy buồn nôn. Không hổ là hai ông cháu, cách làm việc chẳng khác gì nhau. Cháu trai vừa thất bại, ông nội liền ra mặt. Nếu cho hai ông cháu các người đi đóng phim có lẽ còn giành được giải Oscar nữa đấy, Tần Y thẳng thắn chế giễu. Tần Y, con đang nói gì vậy, Châu Ngọc Thúy lập tức nổi giận. Đến cả Tần Đại Dũng cũng không nhìn nổi nữa, tức giận quát lớn, ông nội đã đích thân tới xin lỗi, phận con cháu như con còn muốn ông ấy phải làm thế nào. Tần Y không bực bội, cô ta nhìn chằm chằm bố mẹ hỏi, nếu con đoán không lầm, ông ta đã nói muốn chúng ta trở về gia tộc. Đồng thời còn chuẩn bị cho chúng ta những chức vụ cao trong công ty, có đúng không? Ý con là gì, Tần Đại Dũng cũng nghe ra có điều không đúng. Sắc mặt cụ Tần cực kỳ không tự nhiên, thế nhưng vẫn giả bộ thành khẩn, Y, cháu hiểu lầm ông nội quá nhiều. Được rồi, tôi cũng không phải khán giả, đừng diễn nữa, có gì nói thẳng đi. Tôi không thích quanh co lòng vòng, Tần Y tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Cụ Tần cũng không cảm thấy xấu hổ. Mếu máo nói, Y, nếu cháu không giúp nhà họ Tần sẽ bị hủy mất. Coi như ông nội cầu xin cháu hãy xin nhà họ Tô tha cho nhà họ Tần được không? Nghe thấy lão ta nói vậy, Tần Đại Dũng và Châu Ngọc Thúy đều sợ ngây người. Mặc dù bọn họ muốn trở về gia tộc nhưng cũng không phải kẻ ngu, nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện. Cụ Tần của hiện giờ khác hoàn toàn với lão ta thường ngày. Nếu bây giờ bọn họ vẫn chưa hiểu được thì thật sự là ngu không để đâu cho hết. Tần Thanh Tâm vẫn luôn chú ý tới tình hình ở dưới tầng, cũng đã hiểu ra lý do khiến cụ Tần phải tự mình tới xin lỗi. Thì ra lão ta chỉ muốn lợi dụng Tần Y, làm gì có chân thành gì ở đây chứ, toàn là lừa bịp cả thôi. Hừ, Tần Y cười lạnh một tiếng, các người coi trọng tôi quá rồi. Nhà họ Tô có địa vị như thế nào, tôi là cái thá gì chứ? Ông cảm thấy nếu tôi đi tìm người nhà họ Tô, bọn họ sẽ nể mặt tôi sao? Không phải chủ tịch Tô đã tặng sính lễ tới rồi sao? Bây giờ cháu chính là mợ chủ nhà họ Tô rồi, lẽ nào cháu đi thuyết phục mà bọn họ không nể mặt cháu sao? Cụ Tần hỏi. Sai rồi, các người đều sai cả rồi. Tần Y bật khóc nức nở, chủ tịch Tô không hề có con trai, sao có thể tặng sính lễ cho tôi? Tần Y mất tích. Dường như Tần Y muốn xả hết toàn bộ uất ức trong những ngày qua ra ngoài, nước mắt rơi lã chã. Nhà họ Tô đột nhiên tặng nhiều lễ vật quý giá như vậy, đương nhiên cô ta sẽ tưởng là sính lễ của mình.
Nhà họ Tô đặc biệt sai người đón bọn họ đến khách sạn vườn sao tham gia dạ tiệc, cô ta tưởng nhà họ Tô tổ chức tiệc đính hôn cho mình. Mãi đến khi chính miệng Tô Thành Vũ phủ nhận hết thảy, cô ta mới biết được sự thật. Cụ Tần lại không hề tin lời Tần Y vừa nói, cả giận nói, cho dù Tô Thành Vũ không có con trai thì nhà họ Tô vẫn còn những người đàn ông khác chưa lập gia đình cơ mà. Tiêu đề của danh sách quà tặng là xính lễ, nhà cháu cũng chỉ có cháu chưa lấy chồng. Nếu không phải cho cháu thì còn ai vào đây nữa? Nghe thấy hai chữ xính lễ, Tần Y mới giật mình tỉnh ngộ, đau khổ nói, thì ra đúng là xính lễ, thế nhưng không phải của tôi. Dứt lời, cô ta liền quay người rời đi. Hôm đó khi Tô Thành Vũ nói là quà cảm ơn Dương Thanh, cô ta đã nghi ngờ. Ban đầu lúc mang đồ mới, rõ ràng viết là danh sách xính lễ, cô ta còn tưởng mình đã nhìn nhầm. Đến tận ngày hôm nay, cô ta mới biết những thứ đó chính là xính lễ nhà họ Tô đưa cho Tần Thanh Tâm thay Dương Thanh. Y y, cháu đừng đi. Cụ Tần thấy Tần Y định bỏ định, thì sốt sắng không thôi. Bố đừng kích động, hãy cho chúng con chút thời gian. Chúng con nhất định sẽ thuyết phục Y y, Châu Ngọc Thúy vội vàng tiến lên nói. Nếu tối nay không thể giải trừ nguy cơ của nhà họ Tần, tất cả đều xong đời. Cụ Tần tức giận giống lên, nguy cơ của nhà họ Tần đều do các người tạo thành. Nếu trước khi trời sáng các người không cầu xin được nhà họ Tô thì đừng nói là trở về gia tộc, tôi nhất định sẽ bắt các người trả giá đắt. Dứt lời, cụ Tần vung tay bỏ đi. Châu Ngọc Thúy vội đuổi theo, vậy còn chuyện bố nói cho Đại Dũng làm phó tổng giám đốc và cho chúng con chuyển tới biệt thự trong trang viên nhà họ Tần thì sao? Cụ Tần vốn đang mất bình tĩnh vì giận dữ, không có tâm trạng đáp lại mà lập tức lên xe rời đi. Đại Dũng, rốt cuộc bố có ý gì? Không phải nói ngày mai sẽ cho ông làm phó tổng giám đốc của tập đoàn sao? Còn cả chuyện cho chúng ta vào ở biệt thự nữa, Châu Ngọc Thúy không hề cảm nhận được nhà họ Tần đang đối mặt với nguy cơ. Tần Đại Dũng cũng bị vợ mình chọc tức đến bật cười, nếu bà muốn ở biệt thự đó, ngày mai tự tới trang viên nhà họ Tần xem có thật là ông ta chuẩn bị biệt thự cho bà hay không. Tần Đại Dũng, ông có ý gì, Châu Ngọc Thúy thẹn quá hóa giận. Bà đúng là ngu ngốc, chẳng lẽ vẫn chưa hiểu ra sao? Nhà họ Tần sắp sụp đổ rồi, e là sau đêm nay Giang Hải sẽ không còn nhà họ Tần nữa. Nếu không phải bị dồn đến đường cùng, bà nghĩ ông ta sẽ chịu nê cái thân vàng tới nhà chúng ta sao? Tần Đại Dũng bực bội gầm lên. Không được, chúng ta phải nghĩ cách, không thể để nhà họ Tần sụp đổ như vậy được. Đại Dũng, y y không chịu tìm nhà họ Tô cầu xin thì chúng ta đi. Châu Ngọc Thúy đang quá kích động, kéo tay Tần Đại Dũng nói, chỉ cần chúng ta có thể giải quyết được mối nguy của nhà họ Tần, chắc chắn ông cụ sẽ cho chúng ta sống trong trang viên nhà họ Tần, còn cho ông làm phó tổng giám đốc. Nói không chừng tương lai còn để ông làm gia chủ đời tiếp theo. Mặc dù nhà họ Tần không chào đón bọn họ nhưng dù sao cũng nhờ có nhà họ Tần, mấy năm nay bọn họ không làm gì nhưng vẫn nhận được tiền chia hoa hồng mỗi tháng. Nếu gia tộc sụp đổ thì bọn họ sẽ không còn gì nữa. Cút đi. Tần Đại Dũng giận dữ đẩy Châu Ngọc Thúy ra, trong mắt bà chỉ biết đến tiền. Bà thực sự cho rằng nhà họ Tô giàu nhất Giang Hải sẽ chịu nghe lời bà sao? Châu Ngọc Thúy ngơ ngác hỏi, nhà họ Tần thật sự sắp sụp đổ rồi sao? Tại quán ba bóng đêm, Tần Y cầm một ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Y y, cậu sao vậy? Đột nhiên có một giọng nói vang lên, có người cướp đi ly rượu trong tay cô ta. Điềm Điềm, cậu tới rồi, uống với mình đi, trông thấy đối phương là Tôn Điềm, Tần Y liền kéo cô ta ngồi cạnh mình. Tôn Điềm vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, lúc nghe điện thoại chỉ cảm thấy giọng nói của Tần Y không bình thường nên vội vàng chạy tới. Thấy trên bàn xếp đầy vỏ chai rỗng, Tôn Điềm biết Tần Y đã uống say, Y Y, xảy ra chuyện gì vậy? Cậu nói mình nghe, mình xử lý giúp cậu. Tần Y không hề làm loạn, nghe Tôn Điềm nói vậy thì ôm chặt cô ta khóc giống lên, tại sao lại đối xử với mình như vậy? Tại sao hả? Khóc lóc một hồi, Tần Y lại đẩy Tôn Điềm ra cầm ly định uống tiếp. Tôn Điềm vội ngăn lại, Y Y, nếu cậu còn muốn uống thì hãy tới nhà mình sẽ uống với cậu. Xung quanh có rất nhiều ánh mắt nóng rực từ đám đàn ông nhìn chằm chằm bọn họ. Tôn Điềm thấy rất sợ, Tần Y đã uống quá chén, lỡ như gặp phải người có ý đồ xấu, cô ta sẽ không chống đỡ được. Vật vã một hồi,
cô ta mới vác được Tần Y ra khỏi quán bar. Lúc này, một chiếc xe Audi A6 màu đen đỗ lại trước cửa quán bar. Người ngồi ở ghế lái là Tần Phi mặt mũi sưng vù. Trông thấy Tần Y đi ra, anh ta vội vàng xuống xe chạy tới. Y Y, nếu em không đi thuyết phục nhà họ Tô, nhà họ Tần sẽ xong đời. Anh xin em, giúp anh lần này được không? Chỉ cần có thể vượt qua chuyện lần này, về sau em muốn gì anh cũng đồng ý với em. Tần Phi tiến lên nắm chặt cánh tay của Tần Y, kích động nói. Anh ta không hề hay biết cụ Tần đã tự mình tìm tới Tần Y. Hiện giờ anh ta vẫn đang vô cùng sốt ruột. Cụ Tần vốn độc ác tàn nhẫn, nếu anh ta không thể thuyết phục Tần Y, chỉ e cụ Tần sẽ đuổi anh ta ra khỏi gia tộc. Cút, cút đi cho tôi. Mặc dù Tần Y đã uống say nhưng vẫn nhận ra Tần Phi, càng thêm kích động vừa mắng chửi vừa đạp vào anh ta. Tôn Điềm vội vàng giữ chặt Tần Y lại, nói với Tần Phi, xin lỗi anh, cậu ấy uống say rồi. Tần Phi vô cùng tức giận, đêm nay là hạn chót của nhà họ Tần, thế mà Tần Y còn có thể uống say. Đợi đến lúc cô ta tỉnh lại, chẳng phải tất cả đều xong đời rồi sao? Anh ta chợt có một ý đồ tà ác, lập tức nói với Tôn Điềm, tôi là anh họ của Tần Y, tên là Tần Phi. Để tôi đưa con bé về, làm phiền cô rồi. Tôn Điềm cảnh giác nhìn anh ta, vừa rồi cô ta đã nghe thấy rõ ràng những lời anh ta nói, có thể thấy đã từng bị Tần Y từ chối. Không cần đâu, tôi sẽ đưa cậu ấy về nhà tôi, Tôn Điềm đáp. Tần Phi còn chưa kịp lên tiếng, Tôn Điềm đã vẫy taxi tới, lên xe rời đi. Nhìn theo chiếc xe taxi đang dần mất hút, trong mắt Tần Phi lóe lên một tia dữ tợn, Tần Y, đây là do mày ép tao. Anh ta lấy điện thoại gọi tới một dãy số, anh Hùng, giúp tôi bắt cóc một người. Sau khi đưa được Tần Y lên xe, Tôn Điềm mới thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ Tần Y đã ngủ say nhưng khóe mắt vẫn còn ươn ướt. Thấy vậy, Tôn Điềm cũng rất đau lòng. Kít! Lúc hai người vừa mới ra khỏi xe taxi, còn chưa đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng xe phanh gấp chói tai. Tôn Điềm quay lại nhìn, thấy có một chiếc xe tải đỗ lại ngay bên cạnh mình. Có hai người đàn ông vạm vỡ xăm trổ đầy tay bước ra khỏi xe. Các anh định làm gì, thấy bọn họ đang đi về phía mình, Tôn Điềm hoảng sợ hỏi. Một người tiến lên một bước đánh vào cổ Tôn Điềm khiến cô ta ngất xỉu. Người còn lại lôi Tần Y lên xe. Hết thảy đều xảy ra quá nhanh, trong lúc chưa có ai chú ý tới, Tần Y đã bị đưa đi. Ở ven đường cách đó không xa có một chiếc Audi A6 đỗ lại. Tần Phi nhe răng cười, tao thật sự muốn xem thử, đến khi tao có được ảnh chụp mày ngủ với người khác, mày còn dám từ chối tao không? Lúc Tôn Điềm tỉnh lại, hốt hoảng phát hiện mình đang nằm trong bụi cỏ. Cô ta xoa cái cổ đau nhức, chợt nhớ tới gì đó hét lên thất thanh, y y. Thế nhưng làm gì còn bóng dáng Tần Y ở đó nữa? Ở nhà Tần Thanh Tâm. Tần Thanh Tâm liếc mắt nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ rồi. Sau đó, cô gọi một cuộc điện thoại, nhưng đối phương vẫn trong tình trạng tắt máy. Điều này khiến cô cảm thấy bất an. Cô đi ra khỏi phòng hỏi Châu Ngọc Thúy đang xem TV ở dưới tầng, mẹ có biết bé Y nó đi đâu rồi không? Muộn vậy rồi sao vẫn chưa chịu về? Châu Ngọc Thúy không thèm ngẩng đầu lên, thờ ơ nói, con bé đâu phải trẻ con, làm sao mẹ biết nó đi đâu được? Ha ha, cái này thật thú vị, Châu Ngọc Thúy chỉ chăm chú xem phim truyền hình, vô tâm cười phá lên. Tần Thanh Tâm thở dài, quay người trở về phòng. Đúng lúc này, chuông điện thoại của cô chợt reo lên. Thấy tên người gọi là Tôn Điềm, cô bỗng có dự cảm không lành, vội vàng bắt máy. Chị Tâm, Y Y bị bắt cóc rồi. Tần Thanh Tâm vừa ấn nút nhận đã nghe thấy Tôn Điềm khóc nức nở. Tôi còn dám giết ông nữa. Ở dinh thự Vân Phong, Dương Thanh vừa mới tắm xong thì tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên. Anh cầm lên, không ngờ là Tần Thanh Tâm gọi tới, đây là lần đầu tiên cô gọi cho anh. Dương Thanh nhanh chóng nghe máy, Tâm. Anh chỉ mới gọi tên cô, thì giọng nói hoảng loạn của Tần Thanh Tâm đã vang lên ngay. Dương Thanh, Y Y bị người ta bắt đi rồi, anh mau tới cứu nó đi. Vừa nhận được điện thoại của Tôn Điềm, Tần Thanh Tâm vô cùng hoảng loạn, rồi bóng dáng của Dương Thanh bỗng hiện ra trong đầu cô. Em đừng sốt ruột, bây giờ anh sẽ đi tìm cô ấy ngay, em mau kể lại những gì em biết cho anh nghe đi. Trong lúc nói, Dương Thanh đã mặc xong quần áo, rồi đi ra khỏi biệt thự.
Tần Thanh Tâm kể lại tất cả những gì mình biết từ chỗ Tôn Điềm cho Dương Thanh nghe. Mã Siêu, cậu ra ngoài với tôi một chuyến. Một chiếc Phaeton màu đen lao nhanh ra ngoài. Mã Siêu lái xe, còn Dương Thanh ngồi ở ghế sau, sắc mặt lạnh lẽo. Mã Siêu đang lái xe ở phía trước không khỏi rùng mình, bỗng lên tiếng hỏi, anh Thanh, bây giờ chúng ta đi đâu ạ? Nhà họ Tần, Dương Thanh hờ hững đáp. Cùng lúc đó, trong phòng bao riêng của một hộp đêm lớn, một người đàn ông đầu chọc mặt mày thô tục, đang nhìn chằm chằm một cô gái đã say đến mức không biết trời trăng mây gió gì nằm trên ghế sofa bên cạnh bằng ánh mắt nóng rực. Cô gái này chính là Tần Y vừa bị bắt đi khi nãy, mà ngồi đối diện gã đàn ông đầu chọc này còn có một nam thanh niên khoảng 30 tuổi. Cậu cũng đê tiện vô liêm sỉ thật, không ngờ ngay cả em họ của mình cũng không buông tha. Người đàn ông đầu chọc nhìn Tần Phi rồi khinh bỉ nói, nhưng giọng điệu của gã lại rất thích chí, rõ ràng rất hài lòng về chuyện này. Tần Phi cắn răng nói, muốn trách thì chỉ có thể trách cô ả không biết tốt xấu, đợi tôi lấy được clip nóng của cô ta rồi thì cô ta sẽ không còn là người quyết định mọi chuyện nữa. Ha ha, cậu nói hay lắm, vậy thì tối nay cô gái này sẽ thuộc về tôi, người đàn ông đầu chọc cười nói. Sắc mặt Tần Phi hơi thay đổi. Anh ta vội vàng nói, anh Hùng, tôi còn cần tới cô ta, nên tôi chỉ có thể cho anh một tiếng. Nhưng sau khi anh quan hệ với cô ta rồi, chẳng phải sau này cô ta sẽ là người của anh à? Anh ta làm vậy chỉ để dùng đoạn clip uy hiếp Tần Y tới cầu xin nhà họ Tô mà thôi. Nếu Tần Y bị người đàn ông đầu chọc này chơi đùa cả đêm, vậy thì mọi nỗ lực của anh ta sẽ trở thành công cốc. Nhóc, liệu cô gái này có bối cảnh gì không đấy? Gã đàn ông đầu chọc hơi hít mắt hỏi. Tần Phi thầm chột dạ, bởi theo anh ta, Tần Y đã là người con gái được nhà họ Tô lựa chọn, nên anh ta vội vàng lắc đầu nói, anh Hùng cứ yên tâm, nếu cô ta thật sự có bối cảnh, thì sao còn bị ông nội tôi đuổi ra khỏi gia tộc chứ? Gã đàn ông đầu chọc nghe vậy thì nghĩ cũng đúng, nên cười ha hả nói, đêm xuân đáng giá ngàn vàng, cậu còn không mau cút ra ngoài. Tần Phi nhanh chóng gật đầu rồi cúi người rời đi, anh Hùng, anh đừng quên quay video đó. Trong phòng chỉ còn lại gã đàn ông đầu chọc và Tần Y đang say khướt. Khuôn mặt gã đầy vẻ hèn hạ, gã vươn tay về phía Tần Y, bé ngoan, anh đến với em đây. Quẹ! Đúng lúc này, Tần Y bỗng nôn xuống sàn. Lúc nãy cô ta uống quá nhiều rượu nên bây giờ nôn hết lên người mình, nhất thời cả căn phòng nồng nặc mùi rượu chua. Mẹ kiếp! Gã đàn ông đầu chọc tức giận mắng, vội gọi hai nhân viên phục vụ tới, bọn mày mau lau dọn sạch sẽ chỗ này cho tao, đừng làm trễ đêm xuân của ông đây. Cùng lúc đó, ở nhà họ Tần, cụ Tần đang mặt mày ủ rũ ngồi thần thờ trong phòng, sau khi từ nhà Tần Thanh Tâm trở về nhà, lão ta đã đi tìm rất nhiều bạn cũ, nhưng lại không gặp được ai. Chẳng lẽ nhà họ Tần thật sự sắp sụp đổ rồi sao? Cụ Tần không cam lòng. Thoáng chốc trên mặt lão ta đã hiện lên vẻ hung ác, mọi chuyện đều tại con khốn Tần Y kia, nếu không phải nó từ chối việc đi cầu xin nhà họ Tô, thì nhà họ Tần cũng đâu đến mức ra nông nỗi này. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng hơi xôn xao, giống như đang xảy ra một vụ ẩu đả. Cụ Tần bỗng nổi giận, thở phì phò đi ra ngoài quát, bây giờ đã là lúc nào rồi mà mấy người. Lão ta còn chưa nói xong thì bỗng trợn tròn mắt, rồi im bặt đi. Trước cửa phòng của lão ta, mười mấy người đã nằm lê lết dưới sàn, tất cả đều là vệ sĩ phụ trách đảm bảo an toàn cho gia tộc. Những người này đều được lão ta thuê về từ khắp nơi trong nước với giá rất cao. Nhưng bây giờ, ngoài một bóng dáng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đang đứng trước cửa kia, thì mấy người còn lại đều đã đo đất. Lại là thằng vô dụng nhà mày, sắc mặt cụ Tần rất khó coi. Dương Thanh bước từng bước về phía cụ Tần, Mã Siêu thì vẫn đứng đó. Nhìn chằm chằm mấy vệ sĩ kia. Vụt. Đúng lúc này, một luồng gió mạnh bỗng thổi tới, trong nháy mắt Dương Thanh đã xuất hiện trước mặt cụ Tần, anh bóp cổ lão ta. Sắc mặt cụ Tần đột nhiên thay đổi, giống như sắp không thở nổi. Nếu Tần Y xảy ra chuyện gì, tôi sẽ hủy diệt nhà họ Tần các người, Dương Thanh đầy sát ý. Vừa dứt lời, Dương Thanh thuận tay vung lên, cả người cụ Tần bay đi như diều đứt dây. Ngã phịch xuống sàn nhà cách đó mấy mét. Khụ, khụ. Cụ Tần ho khan kịch liệt. Mấy người nhà họ Tần đều trợn mắt há mồm, ngay cả người già cũng không buông tha sao. Không, không ngờ mày dám đánh cả tao nữa, khuôn mặt cụ Tần tràn đầy sự tức giận.
cộp, cộp, cộp. Dương Thanh bước từng bước về phía lão ta, rồi nhấc chân lên, đạp thẳng lên ngực lão ta, đánh ông. Tôi còn dám giết ông nữa đấy, ông có tin không? Dương Thanh vừa dứt lời, một luồng sức mạnh cực lớn bỗng truyền tới, cụ Tần chỉ cảm thấy ngực mình đau nhói. Đến lúc này, lão ta mới nhận ra rằng, Dương Thanh thật sự dám giết lão ta. Bây giờ ông gọi điện cho Tần Phi ngay, bảo anh ta đưa Tần Y về đây. Trong vòng 10 phút, nếu tôi vẫn chưa nhìn thấy Tần Y, vậy thì ông cứ đợi nhặt xác anh ta đi, Dương Thanh nói xong câu cuối cùng thì rút chân về. Mặc dù anh rất muốn giết chết lão già này, nhưng dù gì lão ta cũng là ông nội Tần Thanh Tâm. Thằng vô dụng này, mày dám động vào một ngón tay của con trai tao thử xem, một người đàn bà bỗng giận dữ hét về phía Dương Thanh. Dương Thanh nhướng mày nói, và... bốp! Anh vừa dứt lời, tiếng bạt tai chát chúa vang lên, mấy người nhà họ Tần đều chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy Mã Siêu tát bay người đàn bà đó. Mã Siêu đã theo Dương Thanh chinh chiến xa trường nhiều năm, nên thực lực rất mạnh, cái tát này đã khiến mụ ta ngất xỉu ngay tại chỗ. Không khí bỗng lặng ngắt như tờ. Lúc nãy Dương Thanh vừa ra tay đánh một ông lão hơn 70 tuổi, bây giờ đàn em của anh ta lại đánh một người phụ nữ không hề nương tay. Bọn họ lại không hề hay biết, cả Dương Thanh và Mã Siêu đều chỉ mới dùng một chút sức lực. Ông còn 9 phút nữa, Dương Thanh giơ cổ tay lên xem đồng hồ, sau đó nhìn vẻ mặt đờ dẫn của cụ Tần nói. Cuối cùng cụ Tần cũng hiểu ra, Dương Thanh không hề nói đùa với lão ta, lão run rẩy lấy điện thoại ra gọi. Rốt cuộc anh đã làm gì Tần Y? Trong vòng 9 phút, nếu anh không thể đưa con bé trở về nguyên vẹn, thì anh cứ chờ chết đi, Tần Phi vừa mới nghe máy đã nghe thấy giọng nói đầy giận dữ của cụ Tần. Anh ta cắn răng nói, ông nội, cháu sắp có thể hoàn thành nhiệm vụ mà ông giao cho cháu rồi, nhưng Tần Y vẫn chưa thể rời khỏi đây được. Thằng khốn, tao ra lệnh cho mày, mau đưa Tần Y về nhà ngay, mặc dù cụ Tần không biết Tần Phi đang làm gì, nhưng nghe Tần Phi nói thế. Lão ta đã biết chắc chắn Tần Y đang gặp nguy hiểm. Những việc Dương Thanh đã làm trong gia tộc vượt xa sức tưởng tượng của lão ta. Lão ta biết, nếu Tần Y xảy ra chuyện gì, đừng nói là gia tộc bị diệt vong, có khi ngay cả lão ta cũng xong đời. Sự sợ hãi tột cùng bỗng dâng lên trong lòng lão ta chợt có một ảo giác, chàng trai trước mắt là thằng cháu rể vô dụng trước kia thật sao? Tần Phi cắn răng nói, ông nội, Tần Y đang ở trong dinh thự số 1, cho dù cháu đi máy bay cũng không thể nào quay về trong 9 phút được. Cháu sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi, ông nội đừng bận tâm nữa, cháu sẽ làm ông nội hài lòng thôi. Nói xong, Tần Phi liền cúp điện thoại. Alo, 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 cụ Tần gọi mấy tiếng nhưng đối phương không hề đáp lại. Xem ra, cháu ông thật sự chê mình sống quá lâu, nếu đã như thế, vậy thì để tôi tiễn anh ta một đoạn đường. Ánh mắt Dương Thanh lóe lên ý muốn giết người mãnh liệt. Cụ Tần sợ hãi đến tái mặt, vội vàng cầu xin, Dương Thanh, đừng mà, xin cậu tha mạng cho thằng bé. Lão ta sợ thật rồi. Mặc dù lão ta ra tối hậu thư với Tần Phi rằng, nếu không thể giải quyết được cuộc khủng hoảng của nhà họ Tần thì anh ta cũng không cần quay về nữa, nhưng dù sao Tần Phi vẫn là cháu đích tôn của lão ta. Lão ta chỉ có một người con trai là bố của Tần Phi. Nhưng ông ta bị tai nạn xe nên qua đời từ nhiều năm trước rồi. Còn Tần Đại Dũng chỉ là con riêng do vợ lão ta mang về, không hề có quan hệ máu mủ với lão ta. Bây giờ cả nhà họ Tần chỉ còn mình Tần Phi là cháu trai thuộc dòng chính, nếu anh ta chết, vậy nhà họ Tần sẽ bị tuyệt hậu. Lão ta có thể cảm nhận được, Dương Thanh thật sự muốn giết Tần Phi. Vậy thì tốt nhất ông nên cầu nguyện Tần Y đừng xảy ra chuyện, Dương Thanh lạnh lùng nói. Sau đó xoay người rời đi. Khoan đã. Cụ Tần chợt nhớ ra điều gì đó, nên vội vàng nói, Tần Phi nói, Tần Y đang ở trong dinh thự số 1, bình thường đi từ đây đi đến đó sẽ phải mất 20 phút, nhưng bây giờ đã khuya nên đường không còn đông xe cộ nữa, nếu phóng nhanh thì có thể đến đó trong 10 phút. Mã Siêu, lái xe, Dương Thanh nghe vậy liền ra lệnh cho Mã Siêu. Chiếc Phaeton màu đen lao nhanh như một tia chớp. Điên cuồng vượt qua những chiếc xe đang chạy trên đường. Quãng đường vốn phải đi mất 20 phút, thì Mã Siêu chỉ dùng 8 phút để lái tới đây. Két! Bánh xe điên cuồng ma sát trên mặt đường, sau khi cua một vòng cung đẹp mắt, nó vững vàng dừng trước cửa dinh thự số 1. Tự làm tự chịu.
Một chiếc Audi A6 màu đen đang đỗ trước cửa dinh thự số 1, Tần Phi ngồi tựa lưng vào ghế lái trong chiếc xe sang trọng này, trên mặt đầy vẻ đắc ý, miệng còn ngậm một điếu thuốc. Anh ta giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, hơi mất kiên nhẫn nói, đã qua 20 phút rồi, sao Hùng Vĩ vẫn chưa gửi clip cho mình thế? Đúng lúc này, bỗng có một tiếng phanh chói tai vang lên, anh ta vô thức nhìn qua đó, thấy hai bóng người đang vội vàng bước xuống xe. Sao Dương Thanh lại tới đây? Anh ta kinh ngạc, nhưng chẳng mấy chốc anh ta lại thả lỏng, khóe miệng còn khẽ cong lên cười chế giễu, chỉ là một thằng vô dụng thôi mà, cho dù cậu ta có tìm được Tần Y ở đây, cũng chẳng làm được trò trống gì. Nơi này là địa bàn của Hùng Vĩ, ai dám tới đây gây sự chứ? Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, Tần Phi lấy ra nhìn thì thấy là cụ Tần gọi tới, anh ta nhanh chóng nghe máy, rồi cười nói, ông nội, ông đừng sốt ruột. Cháu sắp lấy được clip rồi, đến lúc đó chắc chắn Tần Y sẽ ngoan ngoãn nghe lời cháu, đi cầu xin nhà họ Tô thôi, vậy là có thể giải quyết cuộc khủng hoảng của nhà họ Tần rồi. Cụ Tần đang tức điên người, nhưng nghe Tần Phi nói thế thì nghi ngờ hỏi clip. Clip gì? Lúc này Tần Phi mới nhận ra là mình lỡ miệng, nhưng nghĩ tới 5 năm trước anh ta đã từng dùng thủ đoạn này để giúp nhà họ Tần lấy được tập đoàn Tam Hòa, sau đó cụ Tần còn giúp anh ta ém chuyện này xuống. Thế là anh ta cũng không che giấu nữa, nói ông nội, nhà họ Tần bị khủng hoảng như bây giờ đều là vì con đĩ Tần Y kia, cháu đã tặng cô ta cho Hùng Vĩ ở dinh thự số 1 rồi. Đợi Hùng Vĩ gửi clip nóng của bọn họ cho cháu có thể lấy nó để uy hiếp cô ta, trước 12 giờ đêm nay, cháu bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Thằng khốn này, không ngờ mày lại đưa Tần Y cho người ngoài trà đạp. Mày có còn là con người nữa không hả? Cụ Tần tức giận gào lên, quát, bây giờ mày mau cút về đây cho tao, tuyệt đối không được để Dương Thanh nhìn thấy, biết chưa? Mặc dù cụ Tần đang nổi giận, nhưng trong lòng lão ta, Tần Phi vẫn là người thừa kế duy nhất của nhà họ Tần, cho dù anh ta có phạm tội tày trời, thì anh ta vẫn là cháu lão ta. Nhưng Tần Phi lại không để tâm đến lời nói của cụ Tần, cười chế giễu, ông nội, Dương Thanh chỉ là một thằng vô dụng, cho dù cậu ta biết mọi chuyện là do cháu thì đã sao? Lúc nãy cháu còn nhìn thấy cậu ta xông vào trong dinh thự số 1, có lẽ bây giờ cậu ta đã bị người ta đánh cho sống dở chết dở rồi. Được rồi ông nội, ông đừng nói nữa, cháu phải vào xem trò hay đây. Tần Phi nói xong thì cúp điện thoại ngay. Trong trang viên nhà họ Tần, cụ Tần lại gọi cho anh ta mấy lần, nhưng Tần Phi không hề nghe máy, lão ta tức đến mức trợn trừng mắt, thằng khốn nạn. Nó đang muốn chết sao? Ở bên này... Dương Thanh và Mã Siêu đã xông vào trong dinh thự số 1. Hai anh này, xin hỏi hai anh là... Một cô tiếp viên xinh đẹp ở cửa vừa định chào hỏi, đã bị ánh mắt lạnh lùng của Dương Thanh nhìn chòng chọc. Cô ta đành nuốt lại những lời mình đang định hỏi. Cô ta cảm thấy mình như bị một con thú dữ nhìn chằm chằm, làm cô ta sởn cả gai ốc. Hùng Vĩ đang ở đâu? Dương Thanh bỗng lên tiếng hỏi. Lúc nãy khi đi trên đường, cụ Tần đã nói cho Dương Thanh biết về tình hình bên dinh thự số 1. Dương Thanh và Mã Siêu hung hăng xông vào trong, sự xuất hiện của hai người nhanh chóng thu hút sự chú ý của mấy tên bảo kê. Cô tiếp viên xinh đẹp cũng bị dọa đơ, lắp bắp trả lời, tôi không biết. Hai thằng danh, chúng mày tới gây sự đúng không? Một người đàn ông cao lớn đứng gần đó bỗng đứng dậy đi về phía bọn họ, phía sau gã còn có 7-8 tên đàn em. Hai mắt Dương Thanh lạnh đi, cô gái mà Hùng Vĩ mang tới đây đang ở đâu? Gã bảo kê hơi sửng sốt, quả nhiên là tới đây để gây sự, Tần Y là do bọn họ bắt cóc tới đây. Thấy gã ta phản ứng như vậy, Dương Thanh biết mình tìm đúng chỗ rồi. Bù! Trong đại sảnh, Mã Siêu biến thành một bóng mờ, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt người đàn ông cao lớn đó. Bốp! Mã Siêu bóp cổ gã bảo kê, sau đó... Không ngờ một người đàn ông nặng gần 90 cân lại bị anh ta nhấc bổng lên. Cảnh tượng này đã làm 7-8 tên đàn em của gã ta mặt mày tái mét. Tại sao anh Thanh hỏi mà chúng mày không trả lời hả? Mã Siêu hơi dùng sức, gã kia cảm thấy mình sắp tắt thở rồi nên ra sức giãy giụa, nhưng hoàn toàn vô ích. Mấy tên đàn em của gã ta đã sợ đến đờ người, đâu còn ai dám tiến lên trên nữa. Cộp, cộp, cộp. Tiếng bước chân của Dương Thanh giống như tiếng gọi của thần chết, khiến gã bảo kê đó càng sợ hãi hơn. Dầm! Thấy gã ta sắp tắt thở rồi, Mã Siêu mới vung tay lên,
quăng gã ta bay xa 7-8 mét, rồi đập vào cột đá trong đại sảnh. Bây giờ, mày có thể dẫn chúng tao đi gặp Hùng Vĩ rồi chứ? Dương Thanh bước từng bước về phía gã ta, anh nhìn gã ta từ trên cao hỏi. Gã ta run lẩy bẩy, trong lòng cảm thấy vô cùng sợ hãi, chẳng phải nhà họ Tần chỉ là một gia tộc nhỏ đang suy tàn sao? Tại sao chỉ là một cô gái bị gia tộc ruồng bỏ, lại có cao thủ bậc này tới bảo vệ chứ? Để em dẫn hai anh đi tới đó, thấy Dương Thanh sắp đi tới đây, gã bảo kê đó cố nén cơn đau trên người, rồi gấp gáp bỏ dậy nói. Lúc này Tần Phi mới chạy tới đại sảnh, nhưng lại không nhìn thấy cảnh tượng Dương Thanh bị một nhóm người dẫm đạp ở dưới sàn như trong tưởng tượng, mà chỉ nhìn thấy vẻ khiếp sợ vẫn chưa tan biến trong mắt mấy nhân viên đó. Trong phòng Tổng thống xa hoa trên tầng cao nhất của dinh thự số 1, Tần Y vừa được hai nhân viên nữ lau sạch vết nôn trên người, lúc này trên người cô ta đang mặc một chiếc váy ngủ màu hồng phấn, nằm trên một chiếc giường rộng lớn. Đến bây giờ, cô ta vẫn chưa tỉnh lại, mà thoải mái nằm trên chiếc giường vừa rộng lớn vừa êm ái, không hề nhận ra rằng nguy hiểm sắp ập tới. Mà bên giường đã đặt sẵn một máy quay phim. Tần Y vốn là một cô gái rất xinh đẹp, bây giờ lại đang say khướt, lười biếng nằm trên giường, nên càng toát ra một hương vị rất khác. Hùng Vĩ chỉ mặc một chiếc quần đùi, nhìn cô gái đang nằm trên giường với ánh mắt thèm khát. Tần Phi thật sự đã tặng cho ông đây một món quà lớn. Hùng Vĩ cười nói, rồi đi về phía Tần Y, bé ngoan, anh tới rồi đây. Gã bỗng nhào về phía cô ta. Rầm. Nhưng đúng lúc này, một tiếng động rất lớn bỗng vang lên, cửa chống trộm có giá trị không hề nhỏ đổ rầm xuống sàn. Cảnh tượng này khiến gã bảo kê to con dẫn hai người lên đây sợ đến mức đờ đẫn. Chỉ tung một đạp đã đá bay cửa chống trộm phòng Tổng thống, đây có còn là sức mạnh của con người nữa không? Hùng Vĩ đang định hành động thì bị dọa đến mức mềm nhũn, gã nhìn hai người đang đứng trước cửa, khuôn mặt bỗng trở nên hung tợn, cút ra ngoài. Gã vẫn chưa ý thức được kết cục của mình, còn ngây thơ nghĩ rằng nơi này là địa bàn của mình, nên không ai có thể động đến gã. Dương Thanh nhìn lướt qua căn phòng, thấy Tần Y đang mặc váy ngủ, đến giờ cô ta vẫn chưa tỉnh lại. Sau đó anh lại thấy Hùng Vĩ vẫn đang mặc một chiếc quần trong, cuối cùng anh cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra Tần Y vẫn chưa bị hắn chà đạp. May là mày chưa chạm vào cô ấy, Dương Thanh bình tĩnh nói. Hùng Vĩ tiện tay cầm khăn tắm quấn quanh hông, trong nháy mắt sát khí bỗng tản ra khắp phòng, gã nhìn chằm chằm Dương Thanh bằng ánh mắt hung ác, mày dám gây sự ở đây, còn dám phá hỏng chuyện tốt của ông đây nữa. Phải nói là trong nhiều năm qua, tao chưa từng thấy thằng oát nào ngông cuồng như mày cả. Dương Thanh khẽ híp mắt lại, Mã Siêu đã bước lên phía trước, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Tên bảo kê to con đứng trước cửa đã sợ đến mức không dám hó hé. Bốp, 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 tiếng vỗ tay của Hùng Vĩ vừa dứt, mười mấy bóng người xông vào phòng, chẳng mấy chốc đã bao vây Dương Thanh và Mã Siêu. Hôm nay tâm trạng ông đây đang vui. Thấy hai đứa mày đang ở độ nghé con không sợ hổ, nên chỉ cần hai chúng mày tự phế hai tay của mình, tao sẽ để chúng mày rời khỏi đây, Hùng Vĩ ung dung nói, rồi ngồi xuống ghế sofa cao cấp ở bên cạnh. Tự phế hai tay của mình sao? Dương Thanh nhìn lướt qua mười mấy người đang bao vây mình, rồi đột nhiên cười khẽ, Mã Siêu, cậu phế hai tay của tất cả bọn chúng đi. Vâng, anh Thanh. Vừa dứt lời, bóng dáng Mã Siêu đã biến mất. Đến khi anh ta xuất hiện, tay anh ta đã túm lấy cánh tay của một tên bảo kê. Răng rắc, hai tiếng gãy xương giòn tan đột ngột vang lên một cách cực kỳ rõ ràng trong căn phòng Tổng thống rộng lớn lại yên tĩnh này. Á! Tiếp sau đó, tên bảo kê bị gãy tay đó đau khổ kêu la thảm thiết, tiếng hét vang vọng khắp căn phòng. Hùng Vĩ vừa mới châm một điếu xì gà Cuba liền đứng bật dậy, xì gà trong tay cũng rơi xuống sàn. Gã trợn trừng mắt, ánh mắt đầy vẻ không dám tin. Mấy tên bảo kê khác cũng sợ đến chết lặng. Ngu ngốc, mấy người đừng nhắm mắt, mở mắt ra nhìn cho rõ đây. Mã Siêu bỗng xoay người, nở nụ cười tàn nhẫn với Hùng Vĩ đang ngạc nhiên đến đờ đẫn kia. Anh ta vừa dứt lời lại vụt biến mất, sau khi luồng lách qua mười mấy tên bảo kê, mỗi khi anh ta dừng lại, ở đó sẽ phát ra hai tiếng gãy xương giòn giã. Ra tay đơn giản thô bạo. Nhanh gọn lại dứt khoát, chỉ dùng hai chiêu để giải quyết một người. Trong mấy giây ngắn ngủi, cả đám bảo kê đều bị gãy hai cánh tay, chỉ còn lại tiếng kêu la thảm thiết vang vọng khắp phòng.
Hùng Vĩ nuốt nước bọt, cơ thể không khỏi run lên. Gã đã lăn lộn trong thế giới ngầm ở Giang Hải bao nhiêu năm qua, cũng từng trải qua cuộc sống liếm máu trên lưỡi dao, nhưng chưa từng sợ hãi như lúc này. Anh Hùng, sao anh vẫn chưa gửi clip cho tôi thế? Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên ở bên ngoài. Một giây sau, Tần Phi xuất hiện trước cửa phòng Tổng thống. Lúc anh ta nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, hai chân anh ta mềm nhũn, ngồi bệch xuống sàn. Mặt người dạ thú. Hùng Vĩ nghe Tần Phi nói thì chỉ muốn xông tới bóp chết anh ta. Nếu không phải tại thằng khốn này thì gã đâu có gặp hai ác ma này chứ. Dương Thanh nheo mắt nhìn Tần Phi, hệt như nhìn một cái xác chết. Sau khi đánh gãy đôi tay của mười mấy người, Mã Siêu bình tĩnh trở về đứng sau lưng Dương Thanh. Trên người anh ta không dính một hạt bụi nào, cứ như người mới vừa đánh nhau không phải là anh ta vậy. Muốn bọn tao tự bẻ gãy tay, mày có tư cách này không? Cuối cùng Dương Thanh đã lên tiếng. Bịch, Hùng Vĩ không thể nào chịu nổi áp lực từ Dương Thanh nữa, hai chân gã quỳ thụp xuống đất, cuống quýt xin xỏ, đều tại thằng khốn Tần Phi này. Hắn cho tôi một số tiền bảo tôi chơi con em họ của hắn, chỉ cần quay lại gửi clip nóng cho hắn là được. Tần Phi thấy Hùng Vĩ quỳ xuống dưới chân Dương Thanh thì sợ sun vòi. Trong mắt anh ta, Hùng Vĩ là một nhân vật cực kỳ ghê gớm, ấy thế mà nhân vật cực kỳ ghê gớm này lại quỳ xuống dưới chân của một thằng anh ta luôn xem là thứ rác rưởi. Rồi lại nhìn thấy mười mấy tên bảo kê cao to lực lưỡng nằm rên rỉ la liệt trong phòng, sau đó nhớ lại mấy ngày nay anh ta sỉ nhục Dương Thanh. Ức hiếp Tần Thanh Tâm thì không thể chịu nổi nữa, vãi luôn ra trong quần. Chuyện khiến cả Giang Hải chấn động 5 năm về trước, chắc cũng do Tần Phi thuê mày làm nhỉ, Dương Thanh chợt hỏi. Nghe Dương Thanh nhắc đến chuyện trước đây, Hùng Vĩ run rẩy, anh nói chuyện nào ạ? Xem ra anh ta thuê mày làm quá nhiều chuyện xấu, nhiều đến nỗi mày không nhớ ra chuyện nào luôn. Vậy để tao nhắc cho mày nhớ. Trông Dương Thanh có vẻ bình tĩnh nhưng Mã Siêu biết. Đây mới là lúc Dương Thanh đáng sợ nhất. Anh tiếp tục nói, 5 năm trước, nữ tổng giám đốc xinh đẹp nhất Giang Hải của tập đoàn Tam Hòa Tần Thanh Tâm, trải qua một đêm xuân với bảo vệ của công ty. Cuối cùng Hùng Vĩ cũng nhớ ra chuyện này. Gã ta không dám che giấu, nói toạc móng heo, chuyện này cũng là do thằng khốn Tần Phi thuê em làm. Ngoài ra, hắn còn bảo em ngày nào cũng tới quấy rối ở tập đoàn Tam Hòa đến nỗi khiến cô gái kia phải sinh non. Gã không để ý thấy sắc mặt của Dương Thanh đã âm trầm đến cực độ, chỉ cảm thấy không khí xung quanh lạnh xuống mấy độ. Lúc gã ngẩng đầu nhìn vào mắt Dương Thanh thì mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả người. Anh hai ơi, những chuyện em nói đều do Tần Phi sai khiến cả, vốn dĩ em làm ăn trong giới xã hội đen nên làm mấy chuyện này cũng là chuyện thường mà. Thịch, Hùng Vĩ vừa dứt lời, Dương Thanh đã đá bay gã đập mạnh xuống sàn ngay bên cạnh Tần Phi. Vừa rớt đất đã hộc máu. Tần Phi đã sợ đến nỗi đái ra quần, giờ lại thấy Hùng Vĩ thoi thóp bên cạnh mình thì suýt ngất. Nếu bọn mày đã thích chơi đùa người khác như vậy thì tao sẽ cho bọn mày nếm thử mùi vị bị người khác chơi đùa. Sắc mặt Dương Thanh lạnh lùng dặn dò Mã Siêu, mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ rồi thì đừng để bị lãng phí, cho bọn chúng cắn ít thuốc, nhớ là quay lại từ đầu đến cuối. Mã Siêu không khỏi dùng mình, lập tức chấp hành mệnh lệnh. Anh hai ơi, em biết sai rồi, không dám nữa đâu, anh tha cho em một lần đi. Mã Siêu một tay xách Tần Phi, một tay xách Hùng Vĩ, nhốt cả hai vào trong phòng. Mày lại đây. Mã Siêu chỉ vào tên bảo kê vạm vỡ đã dẫn họ lên đây. Anh có gì dặn dò ạ? Gã đó ngoan ngoãn hỏi. Mã Siêu nở một nụ cười xấu xa, đưa một cái lọ nhỏ đựng đầy một thứ bột màu trắng cho gã kia, cho bọn chúng uống thứ trong lọ này. Sau đó thì đợi quay lại clip, Mã Siêu nhướng mày. Lúc gã bảo kê đọc được nội dung được dán trên cái lọ nhỏ kia, biết được Dương Thanh muốn làm gì, không khỏi dùng mình, vội cầm thuốc đi làm việc. Chẳng mấy chốc sau, tiếng va chạm vang vọng truyền ra từ phòng bên cạnh, theo đó là tiếng thét chói tai. Nhưng hình như tiếng thét này không phải tiếng thét đau đớn. Chẳng mấy chốc sau, tiếng động im bặt, gã bảo kê vạm vỡ cầm máy quay đi ra. Mã Siêu xem lướt qua rồi cười đen tối, kỹ thuật quay khá lắm. Anh Thanh, giờ tính sao với clip này, Mã Siêu nhìn Dương Thanh hỏi. Dương Thanh cười khẩy, đăng lên web. Mắt Mã Siêu sáng lên, gã bảo kê đứng bên cạnh thì cả kinh.
Nếu đăng video này lên mạng thì nhà họ Tần và nhà họ Hùng đều sẽ mất hết mặt mũi, cắt tiệt đường sống của cả hai nhà. Vốn dĩ nhà họ Tần chỉ là một gia tộc nhỏ nhoi không đáng nhắc tới, chuyện này không quan trọng lắm với bọn họ. Nhưng nhà họ Hùng sau lưng Hùng Vĩ thì khác. Dương Thanh đuổi hết người ra khỏi phòng, nhìn Tần Y say đến không biết trời trăng mây gió gì, lòng anh chợt bùng lên cơn lửa giận. Nếu hôm nay anh không xuất hiện kịp thời thì bây giờ Tần Y đã bị vấy bẩn rồi. 5 năm trước, Tần Thanh Tâm bị hãm hại, mất đi trinh trắng nhưng ít nhất anh chắc chắn cả đời mình yêu sâu đậm Tần Thanh Tâm. Nhưng còn Tần Y thì sao? Nếu bị hủy hoại trong tay Hùng Vĩ thì sao một cô gái kiêu ngạo như cô ta có thể chấp nhận được sự thật này? Một hồi lâu sau, Dương Thanh thở dài thườn thượt, nén cơn giận giơ ngón trỏ ra khẽ day huyệt Túc Tam Lý dưới đầu gối của cô ta. Đây là huyệt có thể giải rượu nhanh, Dương Thanh mới day vài cái, Tần Y đã tỉnh lại. Lúc cô ta mở mắt ra thì thấy một gương mặt quen thuộc. Cô ta đã ý thức được mình đang ở đâu rất nhanh, bây giờ cô ta chỉ mặc một chiếc váy ngủ, không có cả đồ lót. Bốp! Tần Y giơ tay tát mạnh vào mặt Dương Thanh, nước mắt rơi lã chã. Dương Thanh, anh là đồ cầm thú, anh đối xử với tôi thế này, có xứng với chị tôi không? Chút tức giận trỗi dậy trong lòng Dương Thanh, nhưng nhìn Tần Y khóc lóc tèm lem thì anh nén giận. Em hiểu lầm rồi, Dương Thanh lạnh lùng nói. Anh vừa dứt lời, một bóng dáng quen thuộc đã xông vào phòng. Y, em không sao chứ? Tần Thanh Tâm đã tới, vừa nãy cô nhận được điện thoại của Dương Thanh bảo là Tần Y đang ở dinh thự số 1 thì vội vã chạy tới. Chị ơi! Nhìn thấy Tần Thanh Tâm, Tần Y ôm cô khóc nức nở. Dương Thanh lẳng lặng ra khỏi phòng. Tần Thanh Tâm đã tới rồi nên anh không cần phải giải thích gì nữa. Hai chị em ôm nhau khóc sướt mướt một hồi, Tần Y mới cắn răng nói chị, thằng khốn Dương Thanh chính là đồ mặt người dạ thú, mai chị ly hôn với anh ta đi. Tần Thanh Tâm nghi hoặc, y, không nhờ Dương Thanh thì bây giờ em đã bị người ta chà đạp rồi, thế mà em vẫn bảo chị ly hôn với anh ấy à? Gì cơ à? Tần Y ngơ ngác, khó tin chị. Ý chị là vừa nãy Dương Thanh đã cứu em hả? Cô ta hôn mê từ đầu tới cuối, Dương Thanh mà không giúp cô ta giải rượu thì có khi bây giờ cô ta vẫn còn đang say giấc nồng, không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì. Sau khi Tần Thanh Tâm kể lại mọi chuyện, Tần Y mới vỡ lẽ. Vừa nãy cô ta còn tát Dương Thanh một bạt tai nữa chứ, giờ áy náy lắm. Chị, vừa nãy em hiểu lầm anh ấy rồi. Không sao. Anh ấy không trách em đâu. Nhưng em còn tát anh ấy một cái nữa. Sao cơ? Hai chị em ở trong phòng rất lâu mới ra. Dương Thanh đang đứng bên cửa sổ, mắt nhìn xa xăm, không biết anh đang nghĩ gì. Nghe thấy tiếng động, Dương Thanh quay người, nhìn hai chị em rồi nói, anh đưa các em về nhà. Nói rồi, anh cất bước đi trước. Nhìn bóng lưng của anh, Tần Y thấy áy náy ghê gớm. Xe chạy băng băng. Nửa tiếng sau đã dừng trong sân nhà họ Tần. Hay là anh vào thăm Tiêu Tiêu đi, con bé nhắc anh suốt mấy ngày nay, Tần Thanh Tâm hơi ngập ngừng rồi mới bất chợt nói. Tần Y cũng mong chờ nhìn Dương Thanh, vừa nãy cô ta tát anh một cái, còn chưa biết xin lỗi ra sao. Dương Thanh nhìn đồng hồ rồi lắc đầu, muộn quá rồi, để Tiêu Tiêu ngủ, hôm khác anh qua thăm con bé. Ồ, bỗng nhiên Tần Thanh Tâm không biết phải nói gì nữa. Anh về đây, ngủ ngon. Dương Thanh khởi động xe, chậm rãi rời đi. Anh rể, xin lỗi. Mãi đến khi Dương Thanh lái đi xa lắm rồi, Tần Y mới hét lớn, nước mắt giàn giụa. Giây phút ấm áp, Dương Thanh vừa về tới dinh thự Vân Phong đã nhận được điện thoại của Tần Thanh Tâm. Anh còn chưa kịp nói gì, giọng nói giòn giã quen thuộc vang lên ở đầu bên kia điện thoại, bố ơi, con nhớ bố. Nghe thấy tiếng của Tiêu Tiêu, khóe miệng của Dương Thanh bất giác cong lên. Lần nào nhớ đến con gái, anh đều có cảm giác như mình đang nằm mơ. Tiêu Tiêu, sao muộn vậy rồi mà con chưa ngủ, Dương Thanh dịu dàng hỏi. Bố ơi, con nhớ bố ngủ không được luôn á, giọng của Tiêu Tiêu hơi nghẹn ngào. Dương Thanh nhói lòng, đúng là mấy ngày rồi anh không gặp con. Không phải anh không muốn gặp cô bé mà là bố mẹ vợ không cho anh gặp. Gần đây lại có vài chuyện phải giải quyết nữa. Mai bố sẽ tới thăm con nhé, Dương Thanh thoáng im lặng rồi đột nhiên nói. Không chịu.
Tiêu Tiêu nức nở, bây giờ con muốn gặp bố liền cơ. Tiêu Tiêu ngoan, sáng mai bố sẽ tới đưa con đi nhà trẻ, chịu không? Nghe giọng Tiêu Tiêu hơi nghẹn ngào sắp bật khóc, Dương Thanh sốt hết cả ruột. Mai là cuối tuần mà bố, đâu có đi học đâu, Tiêu Tiêu tủi thân nói. Lúc này, tiếng Tần Thanh Tâm đột nhiên vang lên, Dương Thanh, anh đợi chút, chúng ta gọi video, như vậy thì Tiêu Tiêu có thể nhìn thấy được anh. Rất nhanh, Tần Thanh Tâm gọi cuộc gọi video tới. Dương Thanh bấm nhận cuộc gọi xong liền thấy Tiêu Tiêu mặc một bộ đồ ngủ in hoạt hình đang giúp trong lòng Tần Thanh Tâm. Bố ơi, Tiêu Tiêu nhìn thấy Dương Thanh, vui vẻ reo lên. Nghe tiếng gọi từ giọt máu của mình, Dương Thanh cảm thấy tim mình như tan ra, vội đáp, chào buổi tối nhé Tiêu Tiêu. Bố ơi, mai bố về nhà sống cùng con và mẹ, được không ạ? Tiêu Tiêu mong chờ hỏi. Dương Thanh thấy lòng mình đắng chát, anh mong mỏi được sống với Tiêu Tiêu biết nhường nào cơ chứ. Nhưng Châu Ngọc Thúy hận anh, sao có thể cho anh về sống được? Thấy bố mãi không trả lời, Tiêu Tiêu đảo đôi mắt tròn xoe rồi chợt nói, bố, có phải bố lo một mình con chiếm hữu mẹ không? Bố yên tâm đi, lúc bố về nhà, 6 ngày trong tuần nhà mình ngủ chung, còn một ngày Tiêu Tiêu sẽ ngủ một mình, để bố ngủ với mẹ. Tiêu Tiêu nói xong, cả Dương Thanh và Tần Thanh Tâm đều ngơ ra. Một lúc lâu sau, Tần Thanh Tâm mới lớn tiếng hỏi, Tiêu Tiêu, ai dạy con nói vậy? Thấy mẹ tức giận, đôi môi nhỏ của Tiêu Tiêu méo sạch, ấm ức muốn khóc. Dương Thanh vội nhắc cô, Tâm, em đừng dọa con. Bây giờ Tần Thanh Tâm mới nhận ra mình hơi quá khích, bèn dịu dàng trò chuyện với Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu, mẹ xin lỗi nhé, vừa rồi mẹ không nên quát con. Mẹ xin lỗi con gái của mẹ nhé, được không? Vẻ ấm ức trên mặt Tiêu Tiêu lập tức tan biến, kiêu ngạo nói, nếu mẹ đã xin lỗi thì Tiêu Tiêu tha lỗi cho mẹ đấy. Hi hi, nhìn dáng vẻ này của Tiêu Tiêu, Tần Thanh Tâm chợt bật cười. Dương Thanh thì dở khóc dở cười. Lúc này, Tiêu Tiêu lại nói, bố mẹ của bạn Hồng như vậy đấy ạ. Mỗi tuần sẽ có một ngày bạn ấy ngủ một mình. Bây giờ Dương Thanh và Tần Thanh Tâm mới vỡ lẽ vừa nãy mình đã hiểu nhầm ý của Tiêu Tiêu. Bố mau nhìn này, đây là bức tranh gia đình hạnh phúc Tiêu Tiêu vẽ đấy. Đây là bố, đây là mẹ, ở giữa là Tiêu Tiêu này, tuy chỉ được nhìn bố qua màn hình điện thoại nhưng cũng đủ để khiến Tiêu Tiêu vui vẻ không thôi. Cô bé lấy ra một bức tranh màu nước, gương mặt nhỏ hào hứng lắm. Trong bức tranh màu nước là một gia đình ba người nắm tay nhau. Tuy nét vẽ rất non nớt nhưng vẫn có thể nhận ra gương mặt của ba người đều cười tươi tắn. Nhìn bức tranh, lòng Dương Thanh áy náy dữ dội, mắt Tần Thanh Tâm thì đỏ ửng. Tiêu Tiêu không hề để ý thấy hai vợ chồng đột nhiên trầm lắng xuống, vẫn vui vẻ giới thiệu tranh của mình. Bố kể chuyện cho Tiêu Tiêu nghe được không ạ? Tiêu Tiêu bất chợt hỏi Dương Thanh với vẻ mặt mong chờ. Dương Thanh cười hiền hòa, gật đầu, xưa kia có một ngọn núi, trên núi có một ngôi chùa, trong chùa có một hòa thượng. Bố ơi, con đã nghe mẹ kể chuyện này nhiều lần lắm rồi ạ, Tiêu Tiêu cười khúc khích. Ngày xưa, có nàng công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn sống trong một khu rừng sâu. Bố ơi, mẹ cũng đã kể câu chuyện công chúa Bạch Tuyết này rồi ạ. Vậy bố kể cho con nghe câu chuyện chàng trai nghèo, được không? Vâng, con muốn nghe chuyện đó ạ. 5 năm trước, có một chàng trai nghèo, hai bàn tay trắng lấy được một cô vợ xinh đẹp. Họ gọi video đến rất khuya, cuối cùng Tiêu Tiêu cũng đã ngủ say giữa câu chuyện của Dương Thanh, nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Sau nhiều lần ra sống vào chết, cuối cùng chàng trai nghèo cũng đã đứng trên đỉnh biên giới phía Bắc cũng đã trở thành thành trì vô địch, không còn giặc ngoại xâm nào dám lăm le. Nhưng trong lòng chàng trai nghèo vẫn không thể nào quên được cô gái kia, cuối cùng đã quay về. Câu chuyện kết thúc, mặt Tần Thanh Tâm cũng đẫm nước mắt. Lúc này, Dương Thanh mới chợt nhận ra mình đã vô tình kể lại 5 năm chinh chiến trên vó ngựa của mình. Anh chỉ kể một câu chuyện thôi, em đừng khóc, Dương Thanh cười hiền nhìn Tần Thanh Tâm. Nước mắt Tần Thanh Tâm vẫn chảy, những năm qua anh đã sống như vậy sao? Dương Thanh đột nhiên im bặt, nhưng Tần Thanh Tâm đã biết được đáp án. Tuy câu chuyện đã được lược vắn tắt đi rất nhiều nhưng cô vẫn cảm nhận được những ngày tháng chinh chiến xa trường, thập tử nhất sinh của chàng trai nghèo làm rung động lòng người đến nhường nào. Mai anh rảnh không? Tần Thanh Tâm chợt hỏi. Thấy Dương Thanh gật đầu, cô nói, mai là cuối tuần,
chúng ta cùng đưa Tiêu Tiêu đi sở thú chơi được không? Được. Mai gặp, ngủ ngon. Ngủ ngon. Cúp máy, Dương Thanh bước tới bên cửa sổ. Tuy trời đã khuya nhưng anh không hề thấy buồn ngủ, đứng trước cửa sổ gương cực lớn sát sàn, ngắm nhìn cảnh đêm của cả Giang Hải, trong lòng anh ngoài sự áy náy, còn thấy nặng nề quá đỗi. Ở biệt thự nhà họ Tần, Tần Thanh Tâm cũng như vậy. Cô ôm chặt con gái trong lòng, không thể nào chợp mắt nổi, câu chuyện về chàng trai nghèo ban nãy cứ quanh quẩn mãi trong đầu cô. Ngày hôm sau, vô số web, báo đều đăng tải một đoạn clip kèm theo bài viết. Tuy clip đã xử lý làm mờ nhưng vẫn có thể nhìn rõ mặt nhân vật chính. Tin tức này làm chấn động cả Giang Hải. Nhà họ Hùng là gia tộc hàng đầu chỉ sau 4 gia tộc lớn nhất ở Giang Hải, còn Hùng Vĩ lại là cháu đích tôn của chủ gia tộc họ Hùng. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết, chuyện này ảnh hưởng lớn đến nhà họ Hùng như thế nào. Ở trang viên nhà họ Tần, cụ Tần nhìn thấy tin tức này thì tức đến suýt ngất. Lúc này, một người vội vã chạy vào phòng cụ Tần, hoảng loạn báo, ông chủ, không hay rồi, người bên tòa án tới rồi. Họ muốn niêm phong trang viên của chúng ta, còn muốn đuổi hết chúng ta ra ngoài nữa, nói là sẽ bán đấu giá để gán nợ. Cái gì, cụ Tần đứng phát dậy, nhưng vừa đứng dậy đã cảm thấy máu huyết trong người cuồn cuộn, bệnh tim tái phát. Ông chủ, người giúp việc cuống quýt hét lớn, nếu không chữa trị kịp thời thì có lẽ lão ta đã về chầu ông vải rồi. Cụ Tần vừa tỉnh dậy đã tức giận quát, lập tức ban mệnh lệnh của chủ gia tộc, trục xuất Tần Phi khỏi nhà họ Tần, suốt kiếp không được bước chân vào nhà họ Tần nửa bước. Tại nhà họ Hùng, một ông cụ mặc sườn xám nam tóc bạc phơ đọc được tin tức trên báo, tức đến nỗi toàn thân run lẩy bẩy. Sau lưng ông ta là một chàng trai trẻ tầm 30 tuổi, đang nơm nớp lo sợ. Bốp! Ông cụ tóc bạc tát cho chàng trai trẻ đó một bạt tai, giận dữ quát, thứ khốn kiếp. Trông cái chuyện tốt mà anh làm ra này, lần này cả Chiêu Châu đều biết chứ đừng nói chỉ riêng ở cái đất Giang Hải này. Anh bảo tôi phải muối mặt đi đâu hả? Bụp! Hùng Vĩ quỳ thụp xuống, khóc lóc cầu xin, ông nội, cháu bị hại mà. Thằng khốn kia đã bỏ thuốc bọn cháu rồi nhốt bọn cháu vào với nhau mà. Là ai? Ông cụ tóc bạc cả giận hỏi. Đương nhiên ông ta biết chắc chắn Hùng Vĩ sẽ không chủ động làm loại chuyện thế này. Hùng Vĩ nghiến răng đáp, hắn tên Dương Thanh, là thằng ở rể nhà họ Tần đấy ạ. Một thằng ở rể nhà họ Tần nhỏ nhoi mà anh cũng không giải quyết được thì còn làm ăn gì được nữa, đúng là vô dụng. Anh mà không giải quyết ổn thỏa chuyện này thì chuẩn bị cuốn xéo khỏi gia tộc đi, ông cụ tóc bạc lạnh lùng nói. Nghe vậy, Hùng Vĩ sợ bay màu, vội vã đáp, ông nội yên tâm, chắc chắn cháu sẽ đòi lại nỗi nhục này cho bằng được. Cháu phải cho hắn nếm mùi hậu quả của việc đắc tội nhà họ Hùng chúng ta. Đập. Một chiếc Phaeton màu đen chậm rãi dừng lại trước cổng biệt thự nhà họ Tần. Hai cô gái xinh đẹp một lớn một nhỏ đã đứng đợi từ lâu. Bố ơi! Dương Thanh vừa bước xuống xe, Tiêu Tiêu đã vui mừng hét lên, chạy thật nhanh về phía anh. Tiêu Tiêu, chậm thôi con. Dương Thanh sợ con gái ngã nên cũng chạy về phía trước đón cô bé. Được bố ôm vào lòng, Tiêu Tiêu hạnh phúc lắm, cười khúc khích mãi. Cô bé giơ bàn tay béo mầm lên vẫy tay với Tần Thanh Tâm, mẹ ơi nhanh lên. Mau lên mẹ, chúng ta sắp được đi xem Tinh Tinh rồi. Tần Thanh Tâm dở khóc dở cười, mắng yêu, đúng là phũ phàng, có bố thì quên luôn mẹ. Sở thú của thành phố Giang Hải nằm ở ngoại ô, phải đi 40 phút mới tới. Bố nên làm thế này này. Tiêu Tiêu đột nhiên một tay kéo tay Dương Thanh, một tay kéo tay Tần Thanh Tâm, sau đó đặt tay hai người vào với nhau. Khi hai bàn tay chạm nhau, Tần Thanh Tâm bỗng thấy ngượng ngùng, mặt đỏ hây hây. Cơ thể mềm mại không khỏi run lên một cái. Dương Thanh cũng sững người, lúc này anh cứ như một tấm chiếu mới chưa trải sự đời, chưa từng hẹn hò yêu đương. Đây là lần đầu tiên anh nắm tay một cô gái mà không phải là mẹ anh. Dù chiến đấu trên chiến trường anh cũng chưa từng căng thẳng như bây giờ. Anh lén nhìn Tần Thanh Tâm, thấy mặt cô đỏ lên đến tận mang tai nhưng không ngăn cản thì anh mới mạnh dạn nắm tay cô. Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của Dương Thanh, Tần Thanh Tâm cũng cảm thấy ngượng nhưng không rút tay về. Cô thầm nói, anh ấy là chồng hợp pháp của mình mà, nắm tay thôi, có gì đâu. Bố, bế con, Tiêu Tiêu lại kiêu kỳ giang hai tay ra. Dương Thanh bật cười,
một tay nắm tay Tần Thanh Tâm, một tay bế Tiêu Tiêu. Bố, hổ kìa! Vào sở thú, Tiêu Tiêu chỉ vào cửa kính, kích động reo lên. Bố ơi, chỗ này là sư tử này. Con này là hươu cao cổ. Bố ơi, con Tinh Tinh đó. Mau tới xem Tinh Tinh đi bố. Suốt dọc đường, mỗi lần gặp con nào là cô bé lại hào hứng giới thiệu với Dương Thanh. Lúc nhìn thấy Tinh Tinh thì cô bé càng phấn khích hơn. Tần Thanh Tâm cũng để Dương Thanh nắm tay mình suốt cả quãng đường, lòng bàn tay đã rịn mồ hôi. Tôi chụp ảnh cho hai người. Tần Thanh Tâm lặng lẽ rút tay về, lấy máy chụp ảnh ra rồi đi cách xa ra một chút. Tách! Tấm ảnh chụp chung đầu tiên của Dương Thanh và Tiêu Tiêu đã xuất hiện. Tiêu Tiêu ngồi trên cổ Dương Thanh, hai tay còn nắm lấy tay anh, hai bố con cười vui vẻ lắm. Nhìn cảnh tượng hạnh phúc này, Tần Thanh Tâm chợt ngây ngốc. Thời gian tươi đẹp thường qua rất nhanh. Lúc cả nhà ba người rời khỏi sở thú đã là 12 giờ trưa. Họ vào đại một nhà hàng nào đấy ăn trưa, buổi chiều lại tới khu vui chơi. Tiêu Tiêu cười vui vẻ suốt cả ngày. Quan hệ giữa Dương Thanh và Tần Thanh Tâm cũng gần gũi hơn rất nhiều, tất cả đều nhờ vào Tiêu Tiêu. Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, Dương Thanh mới lái xe đưa hai mẹ con về nhà. Chơi suốt cả ngày nên Tiêu Tiêu cũng mệt rồi, giúp trong lòng Tần Thanh Tâm ngủ say. Xe của Dương Thanh vừa xuống khỏi cao tốc, qua một ngã tư thì đột ngột xuất hiện một chiếc Jeep màu đen lao thẳng vào chiếc Phaeton của anh. Ôm chặt Tiêu Tiêu, mắt Dương Thanh ánh lên tia sắc bén, nhắc nhở Tần Thanh Tâm. Két, bây giờ không kịp để tăng tốc để vượt qua nữa, Dương Thanh đạp mạnh phanh xe, bánh xe cả dưới đường phát ra tiếng ma sát cực lớn. Một cú drift xuất sắc, né được cú tông của chiếc Jeep. May là Tần Thanh Tâm có thắt dây an toàn, Tiêu Tiêu được cô ôm chặt, cú drift vừa rồi không làm ảnh hưởng gì tới người ngồi trong xe, thậm chí Tiêu Tiêu vẫn còn đang say rất nồng. Em với Tiêu Tiêu không sao chứ, né được cú tông của chiếc Jeep kia, Dương Thanh mới quay lại hỏi Tần Thanh Tâm. Tần Thanh Tâm vẫn còn sợ hãi, khẽ lắc đầu, không sao. Không sao thì tốt. Dương Thanh nheo đôi mắt lại. Nếu vừa nãy mình không phản ứng nhanh e rằng bây giờ đã gặp chuyện rồi. Nếu chỉ có mình anh trên xe thì cũng thôi đi, nhưng trên xe còn có hai người con gái mà mình yêu nhất trần đời nữa. Con rồng nào cũng có một cái vảy ngược, ai động vào thì chết chắc. Nếu chỉ là sự cố bình thường thì anh sẽ bỏ qua, nhưng lại không phải chỉ đơn giản là sự cố. Vừa nãy, chiếc Jeep kia vẫn luôn theo đuôi xe anh, chờ đợi thời cơ để hành động. Lúc này, một chiếc Ford màu đen rít gào phóng tới, tông ầm vào đuôi chiếc Jeep kia, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường chát chúa, cả hai cùng lao vào dải rừng ven đường. Bấy giờ, một bóng người bước xuống khỏi chiếc Ford, chính là Mã Siêu. Hình như phía sau xảy ra tai nạn rồi, Tần Thanh Tâm kinh ngạc hỏi. Dương Thanh khẽ đáp, chắc vậy. Chúng ta dừng lại xem thử đi, nếu có nguy hiểm thì chúng ta còn giúp được, Tần Thanh Tâm lo lắng nói. Dương Thanh bình thản trả lời, Tiêu Tiêu buồn ngủ rồi, anh đưa hai mẹ con em về nhà cho nhanh thì hơn. Con người anh sao thế? Nhỡ tai nạn vừa rồi khiến người trong xe bị thương mà chết vì chúng ta không cấp cứu kịp thời thì sao? Tần Thanh Tâm thấy không vui. Khó khăn lắm quan hệ giữa bọn họ mới gần gũi hơn được chút, anh không muốn chuyện này phá hoại tình cảm đó. Anh dừng xe nói, em ngồi trên xe với Tiêu Tiêu, anh ra ngoài xem thử. Nói rồi. NHH bước xuống xe, thờ ơ liếc nhìn rồi quay vào trong xe, anh nói, yên tâm đi. Không ai bị sao cả, mấy tài xế đang giảng hòa với nhau. Nghe Dương Thanh nói vậy, Tần Thanh Tâm mới thở phào nhẹ nhõm, không sao thì tốt. Tại hiện trường vụ tai nạn, Mã Siêu giật chiếc cửa xe đã móp mó ra rồi tóm cổ tài xế lôi ra, lạnh lùng hỏi, khai mau, sao lại tông chiếc Phaeton kia? Tài xế cuống quýt đáp, ông anh ơi! Chỉ là sự cố thôi mà, tôi không cố ý đâu, thật đấy. Nếu mày không nói thì đi chết đi, Mã Siêu nói xong, siết chặt tay hơn, sắc mặt tên tài xế xe Jeep kia bỗng chốc trắng bệch, không thể hít thở được. Lúc tên tài xế đó sắp tắt thở, Mã Siêu bất ngờ buông tay ra, cả người gã mềm nhũn ngã xuống đất. Khai, ai sai mày tới, Mã Siêu giẫm lên ngực tên tài xế khiến gã gãy hai cái xương sườn. Á! Là Hùng Vĩ, gã tài xế đau đớn thét lên. Chiếc Phaeton bon bon trên đường, khi đưa hai mẹ con về đến biệt thự nhà họ Tần, trời đã tối rồi.
Tần Thanh Tâm ôm Tiêu Tiêu, vẻ mặt phức tạp nhìn Dương Thanh, hơi đắn đo. Tâm, anh biết tạm thời em chưa có tình cảm với anh, chỉ cần chúng ta không ly hôn thì nhất định có một ngày, anh sẽ khiến em yêu anh, Dương Thanh chân thành nói. Tần Thanh Tâm cảm động lắm, khẽ gật đầu nhìn Dương Thanh lên xe. Dương Thanh, những chuyện nhà họ Tần gặp phải đều do anh làm, đúng không? Tần Thanh Tâm chợt hỏi. Dương Thanh không hề giấu giếm, khẽ gật đầu, tất cả đều do bọn họ gieo gió gặt bão. Anh có thể giữ cho nhà họ Tần một con đường sống không? Cuối cùng, Tần Thanh Tâm vẫn mềm lòng. Trong lòng cô, cho dù cụ Tần đối xử sai trái với mình ra sao thì nhà họ Tần cũng vẫn là gia tộc nuôi cô trưởng thành, cô không muốn gia tộc sụp đổ vì mình. Dương Thanh không hề bất ngờ, gật đầu với Tần Thanh Tâm, được. Dứt lời, anh khởi động xe rời đi. Mãi cho đến khi xe anh khuất khỏi tầm nhìn, cô mới thở dài, cảm ơn anh. Cô quay người bế Tiêu Tiêu vào nhà. Dương Thanh rời khỏi biệt thự nhà họ Tần, gọi điện thoại cho Mã Siêu, là ai? Hùng vĩ của nhà họ Hùng, Mã Siêu lập tức hiểu anh hỏi gì. Được. Dương Thanh tắt máy, quay đầu xe lái về hướng dinh thự số 1. Địa vị của nhà họ Hùng chỉ đứng ngay sau 4 gia tộc lớn do nhà họ Tô dẫn đầu ở Giang Hải, còn Hùng Vĩ là đời thứ 3 của dòng chính nhà họ Hùng. Hiện nay, gã cũng đang nắm giữ thế lực ngầm của một khu, là thế hệ trẻ có triển vọng trong nhà họ Hùng. Dinh thự số 1 là một hộp đêm quy mô lớn, do Hùng Vĩ toàn quyền quản lý. Từ đó có thể thấy được địa vị của Hùng Vĩ trong nhà họ Hùng. Nếu hôm nay không có Tần Thanh Tâm và Tiêu Tiêu trong xe, cho dù xảy ra chuyện như vậy, anh vẫn có thể nhắm mắt làm ngơ. Nhưng nếu lỡ chiếc xe Jeep kia tông vào chiếc Phaeton của anh thì anh không cách nào đảm bảo được tính mạng cho Tần Thanh Tâm và Tiêu Tiêu. Cứ nghĩ đến cảnh đó, Dương Thanh lại thấy ớn lạnh, bây giờ cả người anh đang toát ra sát khí mãnh liệt. Trong căn phòng VIP ở tầng cao nhất của dinh thự số 1, Hùng Vĩ đang ngồi trên chiếc sofa xa hoa, ôm một cô gái xinh đẹp. Anh Hùng, chắc bây giờ thằng Watt kia đã vào bệnh viện rồi nhỉ? Có khi chết rồi nữa ấy chứ, ngồi đối diện gã là một người trẻ bằng tuổi, nét mặt cười cợt. Hùng Vĩ cười ha hả, dám đắc tội với ông đây sẽ khiến hắn phải hối hận vì sống trên cõi đời này. Nếu hắn chết rồi thì thôi, còn nếu chưa chết thì đây mới chỉ là mở màn, tao sẽ khiến hắn sống trong tuyệt vọng. Anh Hùng vô địch, đám đàn em trong phòng nịnh nọt. Ha ha, được, quẩy lên đi anh em, Hùng Vĩ rất vui. Cùng lúc đó, chiếc Phaeton màu đen chậm rãi dừng lại trước cổng dinh thự số 1. Dương Thanh bước xuống xe, Mã Siêu đã đứng đợi anh từ trước. Nhắc thấy Dương Thanh, anh ta vội lên đón, anh Thanh. Sao mấy người lại tới đây nữa thế? Sự xuất hiện của Dương Thanh và Mã Siêu lập tức khiến mọi người hoảng loạn. Bọn họ đều biết rõ những chuyện Dương Thanh và Mã Siêu đã làm ở dinh thự số 1 đêm qua. Họ không những ra tay đánh Hùng Vĩ mà còn tạo ra một tin tức sốt dẻo chấn động cả Giang Hải. Dương Thanh ngẩng đầu nhìn 4 chữ dinh thự số 1 chớp nháy, ra lệnh cho Mã Siêu, đập. Tần Y gọi tới. Nhận được lệnh của Dương Thanh, Mã Siêu búng tay. Một hòn đá bay về phía tấm biển có 4 chữ lớn kia. Rầm, tấm biển 4 chữ, dinh thự số 1, rơi xuống đất và vỡ thành nhiều mảnh. Nhân viên bên trong còn chưa kịp phản ứng đã thấy tấm biển vỡ nát, mặt ai nấy đều tái mét. Các người muốn làm gì? Một gã đàn ông đeo thẻ quản lý trước ngực tức giận quát. Cút ngay, Mã Siêu bước tới, đá gã quản lý bay ra ngoài. Rầm. Một tiếng động lớn vang lên, gã quản lý đập thẳng vào tủ rượu sau quầy lễ tân, rất nhiều chai rượu đắt tiền bị đập vỡ, rượu chảy ra khắp sàn. Đang lúc hộp đêm đông khách nhất, thấy có người tới gây sự, rất nhiều người đều hoảng hốt lo sợ bỏ về, nhưng vẫn có không ít người bạo dạn đứng ở phía xa xem kịch hay. Bọn mày là ai? Dám gây sự ở dinh thự số 1, đúng là chán sống, hơn chục gã đàn ông vạm vỡ từ trên tầng lao xuống. Tên dẫn đầu cầm gậy trong tay chỉ về phía Dương Thanh và tức giận quát lên. Dương Thanh nhìn gã đàn ông kia lại thấy buồn cười. Xem ra, đây là người mới được Hùng Vĩ mới tuyển vào. Tối qua mình mới gây chuyện ở đây, không ngờ đám người này lại không nhận ra mình. Dinh thự số 1 lợi hại lắm mà, Dương Thanh cười lạnh. Đờ mờ, xử nó cho tao, gã cầm đầu hét lên,
dẫn theo hơn chục người đều cầm gậy trong tay lao về phía Dương Thanh và Mã Siêu. Chẳng cần Dương Thanh ra lệnh, Mã Siêu đã chủ động lao tới. Anh ta lao nhanh vào trong đám côn đồ, nắm đấm vung ra, bốp một tiếng, một tên bay ra ngoài. Những cú đánh sau đó đều nhanh gọn dứt khoát như vậy, chỉ một đấm là xong. Chỉ trong vòng mười mấy giây ngắn ngủi, mười mấy gã bảo kê đã nằm bẹp dưới sàn. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn Mã Siêu. Một người đánh ngã hơn chục tên to con vạm vỡ chỉ trong mười mấy giây, đây còn là người sao? Không muốn chết thì cút hết cho tao. Hôm nay tao tới đây chỉ để tìm Hùng Vĩ, Dương Thanh thản nhiên nói rồi xoay người ngồi ở trước quầy ba. Hùng Vĩ đang vui vẻ với một đám người trong phòng bao ở tầng cao nhất của dinh thự số 1, một người thanh niên mặc đồng phục nhân viên đột nhiên lao vào phòng. Anh Hùng, không xong rồi, bọn chúng lại tới gây sự, người thanh niên sợ hãi nói. Đờ mờ. Hùng Vĩ nắm lấy cổ của người thanh niên, tức giận nói, mẹ nó, mày nói rõ ràng xem nào. Chúng là ai? Là hai thằng tối qua đấy, người thanh niên bị dọa tới tái mặt. Cái gì, Hùng Vĩ hất người thanh niên ra, tức giận quát, không phải chúng bị xe đâm rồi à? Gã tốn bao công sức mới tạo ra một vụ tai nạn giao thông bất ngờ, vừa rồi còn đắc ý nói cho người khác biết Dương Thanh không chết cũng phải tàn phế, mới đó đã bị bẽ mặt. Mẹ nó, tao muốn xem thử mày có thật sự là ba đầu sáu tay không, lại còn dám đến gây sự ở địa bàn của tao, Hùng Vĩ tức giận, dẫn người lao xuống tầng. Lúc gã dẫn người đến đại sảnh, cả đại sảnh đã bị đập nát, vẫn còn nghe được tiếng đập phá. Thế nhưng khiến gã càng điên hơn chính là, thấy kẻ đập đồ lại đều là người của mình. Tất cả đều dừng tay cho tao, Hùng Vĩ tức muốn nổ phổi, gào lên. Đập tiếp, thằng nào dám dừng, tao đập thằng đó. Thấy Hùng Vĩ tới, những gã vừa bị Mã Siêu đánh ngã muốn dừng tay, lại nghe được giọng nói như ác ma của Dương Thanh vang lên. Sắc mặt Hùng Vĩ cực khó coi. Không ngờ chẳng ai nghe gã, không những thế lại càng đập ác hơn. Dương Thanh. Hùng Vĩ trừng mắt nhìn Dương Thanh, gầm lên một tiếng, rốt cuộc mày muốn gì? Ông chủ Hùng, chẳng lẽ mày không biết tại sao tao làm vậy à? Dương Thanh cười lạnh. Bảo chúng dừng tay trước, chúng ta lại nói chuyện, Hùng Vĩ cắn răng nói. Mày muốn bàn điều kiện với tao à? Mày xứng sao? Cả người Dương Thanh tỏa ra hơi lạnh. Nếu hôm nay anh có chút lơ là, chiếc Jeep kia đã đâm thẳng vào xe anh rồi. Một khi bị đụng trúng, hậu quả rất khó lường. Trong mấy phút ngắn ngủi, rất nhiều chai rượu đắt tiền đã bị đập vỡ, rất nhiều bàn ghế cao cấp bị quẳng nát. Đây là thiệt hại rất lớn đối với Hùng Vĩ. Thiệt hại thì cũng thôi, nhưng Dương Thanh còn uy hiếp người của mình đập địa bàn của mình ngay trước sự chú ý của mọi người như vậy, đây là đang tát thẳng vào mặt gã. Rốt cuộc mày muốn thế nào chúng mày mới chịu dừng tay? Hùng Vĩ hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh nói. Mày đã muốn lấy mạng của tao, còn hỏi tao muốn thế nào à? Dương Thanh đột nhiên nổi giận, tiện tay nắm lấy một chai rượu trên quầy ba đập tới. Bốp! Chai rượu nện thẳng vào đầu Hùng Vĩ, rượu và máu hòa vào nhau chảy xuống mặt gã. Tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ. Đây chính là ông chủ Hùng Vĩ của dinh thự số 1, còn là người của nhà họ Hùng gia tộc danh giá hàng đầu ở Giang Hải. Lúc này gã không chỉ bị người ta đập địa bàn, mà còn bị đập vỡ đầu nữa. Kéo qua đây, Dương Thanh ra lệnh. Mã Siêu bước nhanh tới, kéo Hùng Vĩ đang nằm trên sàn như một con chó chết tới dưới chân của Dương Thanh. Tao cho mày một cơ hội cuối cùng. Nếu còn có một lần nữa, tao bảo đảm sẽ khiến mày phải tuyệt vọng đấy. Dương Thanh dẫm lên ngực Hùng Vĩ, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Bụp! Vừa dứt lời, Dương Thanh đạp Hùng Vĩ bay ra. Cơ thể gã bay xa hơn 10 mét, và đổ mấy cái bàn rồi ngất đi luôn. Dương Thanh và Mã Siêu xoay người bỏ đi nhưng không ai dám ngăn cản, chỉ đành trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Anh Thanh, tên khốn kia suýt nữa hại chết chị dâu, sao anh không giết hắn đi, Mã Siêu tức giận nói. Dương Thanh khẽ lắc đầu, ở đây là Giang Hải chứ không phải biên giới phía Bắc, làm việc phải có chừng mực. Vâng, anh Thanh. Khi bọn họ rời khỏi dinh thự số 1, Hùng Vĩ bất tỉnh đã được đám đàn em vội vàng đưa vào bệnh viện. Trong phòng VIP của Bệnh viện Nhân dân số 1 Giang Hải, một người đàn ông mặc vest và đi giày da nhìn Hùng Vĩ đang hôn mê, nằm trên giường bệnh, sắc mặt thâm trầm. Điều tra cho tao xem thằng danh kia có lai lịch thế nào.
không ngờ nó dám động tới con trai của Hùng Bác Nhân này, tao muốn nó phải chết. Hùng Bác Nhân tức giận gầm lên. Vâng, xếp Hùng, một người đứng phía sau nhận lệnh rời đi. Lúc này, Dương Thanh đã quay lại dinh thự Vân Phong. Anh vừa tắm xong lại nhận được tin nhắn của Tần Thanh Tâm gửi đến, ngày mai tôi sẽ tới tập đoàn Tam Hòa làm việc với thân phận là nhân viên mới, anh đừng can thiệp vào công việc của tôi. Thấy tin nhắn này, Dương Thanh cay đắng lắc đầu. Ngày ấy ở tầng cao nhất của khách sạn Vườn Sao, Dương Thanh đã nói rõ thân phận của mình, cũng nói muốn giao tập đoàn Tam Hòa cho Tần Thanh Tâm, nhưng bị cô từ chối. Khó khăn lắm anh mới chờ được đến khi Tần Thanh Tâm bằng lòng vào làm ở tập đoàn Tam Hòa, chẳng ngờ cô lại muốn đi lên từ vị trí thấp nhất. Dương Thanh do dự một lát mới nhắn lại, được. Dù sao Tần Thanh Tâm đồng ý trở lại tập đoàn Tam Hòa đã là khởi đầu tốt đẹp rồi. Bên kia, Tần Thanh Tâm xem tin nhắn trả lời của Dương Thanh lại cong môi cười, sau đó lẩm bẩm, tôi sẽ dựa vào sự cố gắng của mình để trở lại ban lãnh đạo cấp cao trong công ty. Rạng sáng hôm sau, cụ Tần còn ở trong bệnh viện cuối cùng đã nghe được một tin tức tốt. Chủ tịch, tốt quá rồi, tập đoàn Tam Hòa đã đứng ra giải quyết khó khăn giúp nhà họ Tần, đồng thời chủ động hợp tác với chúng ta, nhà họ Tần được cứu rồi, một nhân viên lâu năm của tập đoàn Tần thì kích động nói. Cậu nói thật chứ, cụ Tần đang nằm trên giường kích động ngồi dậy. Người kia cũng kích động rưng rưng nước mắt, lấy ra một bản hợp đồng cho cụ Tần, tập đoàn Tam Hòa đã ký tên vào bản hợp đồng này, chỉ chờ chủ tịch ký tên, làm hết thủ tục pháp lý là bản hợp đồng sẽ có hiệu lực. Nhà máy cũng không còn bị niêm phong nữa, các doanh nghiệp trước đó quay lưng với chúng ta đã chủ động tìm tới. Ha ha, tốt, tốt, trời giúp nhà họ Tần rồi, cụ Tần run rẩy vì kích động. Bố, lần này nhà họ Tần có thể vượt qua khó khăn cũng là nhờ thằng Phi đấy, một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng chợt nói. Người phụ nữ này chính là Lâm Tuyết Liên mẹ của Tần Phi. Cụ Tần đang vui vẻ, nghe Lâm Tuyết Liên nói vậy lại xa sầm mặt. Có phải cô cũng muốn bị đuổi ra khỏi gia tộc không, cụ Tần không vui nói. Lâm Tuyết Liên cuống lên nói, bố, con không có ý đó. Bố nghĩ lại xem. Dù Phi Phi làm nhà họ Tần chịu tai tiếng nhưng cũng là một cách quảng bá cho nhà họ Tần, nếu không làm gì có nhiều doanh nghiệp chú ý tới như vậy. Bố, con xin bố hãy cho thằng Phi một cơ hội đi. Chắc chắn nó sẽ không làm bố phải thất vọng đâu. Đúng vậy, chủ tịch, dù chuyện của cậu Phi làm nhà họ Tần mất mặt, nhưng cậu ấy cũng bị hãm hại. Bây giờ ông chỉ có một đứa cháu đích tôn là cậu Phi, nếu cậu Phi bị đuổi ra khỏi gia tộc, vậy tương lai nhà họ Tần phải làm sao? Nhân viên cốt cán của công ty vừa cầm hợp đồng tới cũng nói giúp cho Tần Phi. Mấy ngày qua, cụ Tần đã suy nghĩ rất nhiều. Lúc đó lão ta giận quá mới quyết định đuổi Tần Phi ra khỏi gia tộc. Dù sao lão ta chỉ có một đứa cháu đích tôn là Tần Phi. Nhưng lời đã nói ra không thể rút lại được. Bây giờ có Lâm Tuyết Liên và nhân viên cốt cán trong công ty xin cho, cũng xem như cho mình một đường lui, lão ta lạnh lùng nói. Nếu chuyện lần này xem như chó ngáp phải ruồi tuyên truyền cho công ty, vậy tôi sẽ cho nó một cơ hội. Nếu nó còn dám làm mất mặt nhà họ Tần nữa, cho dù nhà họ Tần không có người nối nghiệp, tôi cũng phải đuổi nó ra khỏi gia tộc. Nghe vậy, Lâm Tuyết Liên mừng rỡ vội nói, bố, bố cứ yên tâm đi. Sau này con nhất định sẽ để ý tới thằng Phi, không cho nó phạm sai lầm nữa. Tần Phi chẳng thấy bất ngờ khi biết cụ Tần tha thứ cho mình. Anh ta biết rất rõ, loại người coi trọng truyền thừa hơn cả tính mạng như cụ Tần tuyệt đối sẽ không để anh ta lang thang ngoài đường. Dương Thanh, mày cứ chờ đấy. Một ngày nào đó, tao sẽ bắt mày phải trả giá đắt, Tần Phi cười dữ tợn. Nguy cơ của nhà họ Tần đột nhiên được giải quyết, mọi người trong nhà họ Tần rất kích động. Chủ tịch, chuyện cậu giao cho tôi đã làm xong rồi. Nguy cơ của nhà họ Tần đã được giải quyết triệt để. Dương Thanh nhanh chóng nhận được điện thoại của Lạc Bân. Tốt! Nếu Tần Thanh Tâm không cầu xin, đêm qua nhà họ Tần đã trở thành quá khứ rồi. Vừa cúp điện thoại, Dương Thanh lại nhận được một cuộc gọi khác. Dương Thanh, trưa nay anh có rảnh không? Dương Thanh bất ngờ khi thấy Tần Y gọi tới. Kẻ tung người hứng. Đây là lần đầu tiên Tần Y gọi điện thoại cho Dương Thanh. Dương Thanh suy nghĩ một lát mới trả lời, rảnh. Trưa nay em mời anh ăn nhé. Hẹn gặp anh ở nhà hàng Bắc Viên Xuân lúc 12 giờ. Không chờ Dương Thanh đồng ý, Tần Y đã cúp máy. Dương Thanh cạn lời,
bây giờ hẹn ăn cơm cũng chẳng hỏi xem người ta có nhận lời hay không à. Anh đương nhiên biết lý do Tần Y mời mình ăn cơm. Ngày đó ở dinh thự số 1, nếu không nhờ có anh thì Tần Y đã chẳng còn trong trắng, thậm chí anh còn bị cô ta tát một cái đấy. Tần Thanh Tâm chắc chắn sẽ giải thích mọi chuyện, nên Tần Y mời anh ăn cơm là để tỏ lòng biết ơn. Chẳng qua cô gái này cũng kiêu ngạo hệt như chị mình, chắc chắn sẽ chẳng nói cảm ơn đâu. Nhà hàng Bắc Viên Xuân là nhà hàng lớn cao cấp hàng đầu ở Giang Hải. Ở đây, bạn muốn ăn gì cũng có, thậm chí còn có cả món bạn chẳng ngờ tới nữa. 12 giờ trưa, Dương Thanh tới nhà hàng Bắc Viên Xuân đúng hẹn. Anh vừa đỗ xe thì Tần Y cũng đến. Sao tự nhiên em lại muốn mời anh ăn cơm thế, Dương Thanh biết rõ còn hỏi. Tần Y tức giận trừng mắt nhìn anh, cô nương đây mời anh ăn cơm là vinh dự của anh. Anh cứ ăn là được rồi, nói nhiều như vậy làm gì. Dương Thanh nghẹn lời nhưng không giận, mà còn có thêm thiện cảm với cô em vợ này. Nếu quan hệ tốt với cô ta, không chừng anh còn có thể sớm được ở cùng với vợ con đấy. Tần Y, hai người vừa vào nhà hàng, chợt nghe có tiếng một người đàn ông gọi từ phía sau. Khi Tần Y nghe được tiếng gọi này, rõ ràng có hơi run rẩy. Một đôi nam nữ trẻ tuổi nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt của Dương Thanh. Người thanh niên rất đẹp trai, gương mặt góc cạnh, đeo kính gọng vàng, mặc bộ vest màu lam nhạt, hai cúc trên cùng của áo sơ mi trắng được cởi ra, nhìn có vẻ phóng khoáng ngông nghênh. Dương Thanh còn chưa kịp phản ứng, một cánh tay mang hơi nóng đã khoác lấy cánh tay anh. Vương Ngạn Quân, đã lâu không gặp, Tần Y như đổi một gương mặt khác, tươi cười có vẻ rất hạnh phúc. Vương Ngạn Quân kín đáo liếc nhìn Dương Thanh, sau đó hơi mỉm cười nhìn Tần Y, anh ta kéo cô gái bên cạnh tới giới thiệu, đây là Dương Liễu, vợ tôi. Đây là, bạn học thời đại học của anh, Tần Y, khi giới thiệu Tần Y, Vương Ngạn Quân rõ ràng do dự, nhưng cuối cùng vẫn chỉ thừa nhận quan hệ là bạn học. Hóa ra cô là Tần Y à? Ngạn Quân vẫn thường xuyên nhắc tới cô, nói là khi học đại học có cô gái vẫn luôn theo đuổi anh ấy, không ngờ lại gặp được cô ở đây. Dương Liễu thoải mái giơ tay về phía Tần Y, vừa cười vừa nói. Tần Y rõ ràng hơi buồn bực nhưng vẫn tươi cười, bắt tay đối phương, chào cô. Hai người cũng tới ăn cơm à? Khéo quá, tôi đã đặt được phòng rồi, chúng ta cùng ăn chứ, Vương Ngạn Quân mời. Ở đây là nhà hàng cao cấp hàng đầu của Giang Hải. Người bình thường muốn đặt phòng ở đây rất khó đấy. Nếu hai người cũng tới ăn, vậy cùng ăn đi, Dương Liễu cũng phụ họa theo. Tần Y nháy mắt ra hiệu với Dương Thanh, rõ ràng muốn anh từ chối. Được. Dương Thanh dường như không hiểu ý của Tần Y, mỉm cười nhận lời. Nghe Dương Thanh nói vậy, Tần Y nhéo mạnh lên cánh tay Dương Thanh một cái. Chẳng mấy chốc bốn người đã được phục vụ dẫn đường đưa vào một phòng bao. Tần Y, chúng ta đã nhiều năm không gặp rồi nhỉ? Vương Ngạn Quân cười ha hả nói, tôi nhớ khi đó cô theo đuổi tôi, đã đưa bữa sáng cho tôi suốt một tháng đấy. Bây giờ nhớ tới, trong lòng tôi vẫn còn có chút xúc động. Cho dù Vương Ngạn Quân đang cười nhưng trong giọng nói rõ ràng có phần đắc ý. Sắc mặt Tần Y hơi khó coi, không nói câu nào. Cũng may bây giờ cô đã tìm được bạn trai, tôi chúc hai người hạnh phúc, Vương Ngạn Quân cười ha hả. Nâng chén rượu lên. Tôi và chồng tôi cùng mời hai người, Dương Liễu cũng nâng chén rượu lên. Vành mắt Tần Y đỏ hoe nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh, vừa cười vừa nói cảm ơn. May là trước đây Ngạn Quân không chấp nhận sự theo đuổi của cô, nếu không tôi đã chẳng tìm được người chồng tốt như vậy, Dương Liễu cố ý nói, còn áp mặt vào vai Vương Ngạn Quân, trông rất tình cảm. Ái chà! Dương Liễu đột nhiên kêu một tiếng, chồng ơi! Cái túi sách LV chính hãng mà anh mua hết 100.000 tệ ở Pháp cho em bị rơi xuống đất bẩn mất rồi, làm sao giờ? Không sao, chỉ có 100.000 tệ thôi, bẩn rồi thì bỏ đi. Lát nữa anh lại liên hệ với bạn anh bên Pháp, bảo cậu ấy gửi cái tốt hơn qua cho, Vương Ngạn Quân cười dịu dàng. Ông xã, anh thật tốt, yêu anh quá cơ, Dương Liễu nói xong lại chủ động hôn Vương Ngạn Quân. Hai người rất ân ái như trốn không người. Tần Y siết chặt nắm tay, mắt đỏ hoe, nước mắt cũng sắp tràn ra. Tần Y, cô đang làm ở đâu thế? Dương Liễu khoe ân ái xong, cười hỏi Tần Y. Tôi mới vào tập đoàn Nhạn Thanh không lâu, Tần Y hờ hững trả lời. Thật khéo. Vương Ngạn Quân vừa cười vừa nói,
lần này tôi tới Giang Hải là để bàn chuyện hợp tác với sếp Lạc của tập đoàn Nhạn Thanh đấy, chúng tôi rất thân nhau. Nếu cô cần, tôi có thể đánh tiếng giúp cô, cũng tiện đề bạt cô lên. Đúng vậy, Ngạn Quân nhà tôi là bạn chí cốt của sếp Lạc. Chỉ cần anh ấy nói một câu là có thể giúp cô rồi. Đương nhiên, anh ấy có thể nói giúp cô nhưng cô cũng phải có năng lực nữa. Nếu không cho dù tập đoàn Nhạn Thanh là công ty của Ngạn Quân, anh ấy cũng không thể tùy tiện đề bạt nhân viên không có năng lực được, cô nói có đúng không? Dương Liễu cũng phụ họa theo. Mặt Tần Y lạnh đi, cô ta cắn môi rồi lắc đầu, tôi sẽ dựa vào năng lực của mình để được đề bạt, không cần các người quan tâm. Vậy thì thật đáng tiếc, nếu sau này cô cần, đừng khách sáo với Ngạn Quân nhà tôi đấy, Dương Liễu tỏ vẻ tiếc nuối nói. Đúng rồi, không biết anh Dương làm ở đâu vậy, Vương Ngạn Quân đột nhiên nhìn Dương Thanh hỏi. Dương Thanh đang thoải mái ăn, nghe Vương Ngạn Quân nói vậy liền lau miệng, bình tĩnh nói, tôi vừa xuất ngũ trở về, tạm thời chưa có việc làm. Nghe Dương Thanh nói vậy, vẻ mặt Tần Y rất khó coi, có hơi tức giận. Hóa ra là một tên lính quèn à, Dương Liễu vừa cười vừa nói. Vương Ngạn Quân hơi ngả người về phía sau, nhìn Dương Thanh nói, anh Dương, anh như vậy là không được rồi. Nếu anh đã giải ngũ thì phải cố gắng làm việc, hòa nhập với cộng đồng này. Sao có thể cứ chơi bời lêu lổng được? Anh không tính ở rể chứ? Sao cậu biết? Dương Thanh giả vờ kinh ngạc. Vương Ngạn Quân và Dương Liễu cũng ngạc nhiên, bị Dương Thanh chẹn họng không biết phải nói gì. Cho dù Dương Thanh làm mình mất mặt, nhưng thấy hai người kinh ngạc như vậy, Tần Y vẫn thầm vui mừng. Đúng lúc này, đột nhiên có người gõ cửa. Mấy vị, thật xin lỗi, nhà hàng Bắc Phiên Xuân đã được bao hết, hóa đơn của các vị hôm nay sẽ miễn phí. Người đàn ông trung niên đeo thẻ quản lý trước ngực đẩy cửa bước vào. Ông biết tôi là ai không hả? Lại còn muốn bao cả nhà hàng cơ à? Vương Ngạn Quân tức giận. Thưa cậu, rất xin lỗi, cho dù cậu có là ai đi nữa thì tôi cũng phải mời cậu ra ngoài. Chủ tịch Tô của chúng tôi muốn mở tiệc đãi khách ở đây, quản lý không hề sợ hãi nhưng thái độ vẫn rất tốt. Chủ tịch Tô, Tô Thành Vũ giàu nhất Giang Hải à? Vương Ngạn Quân hơi kinh ngạc. Không sai, bây giờ các cậu có thể đi rồi chứ, quản lý gật đầu nói. Tô Thành Vũ phô trương thật đấy, ăn một bữa cơm còn muốn bao cả nhà hàng à, Dương Thanh cười lạnh. Nghe Dương Thanh nói vậy, sắc mặt quản lý dần trầm xuống, không vui nói, thưa cậu, sao cậu có thể tùy tiện gọi thẳng tên của chủ tịch Tô chứ? Cho dù Tô Thành Vũ ở trước mặt tôi cũng dám nói vậy, ông có tin không, Dương Thanh nhìn quản lý trêu tức hỏi. Dương Thanh! Anh bị đần à? Anh có biết chủ tịch Tô là ai không? Ông ấy là người giàu nhất Giang Hải đấy. Anh muốn chết cũng đừng kéo chúng tôi theo, Dương Liễu nói rất chua ngoa. Vương Ngạn Quân cũng lạnh lùng nhìn Dương Thanh, tôi khuyên anh tốt nhất nên rời đi. Chúng tôi có nên rời đi hay không? Liên quan gì tới anh? Tần Y tức giận, vừa rồi nhịn lâu như vậy, cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Hừ, không biết tốt xấu, nếu các người muốn đắc tội chủ tịch Tô. Chúng tôi không theo được. Chúng ta đi thôi, Vương Ngạn Quân cười lạnh, xoay người muốn rời đi. Bên kia có chuyện gì vậy? Đúng lúc này, Tô Thành Vũ dẫn người vào nhà hàng, vừa vặn nghe được tiếng tranh cãi từ trong phòng vọng ra. Ông ta vừa hỏi xong, chợt nhìn thấy một bóng người quen mắt. Ông ta vô cùng hoảng sợ, vội chạy tới phòng đó. Chủ tịch Tô, Vương Ngạn Quân vừa ra khỏi phòng định rời đi, chợt biến sắc khi thấy Tô Thành Vũ. Anh ta vội vàng bước tới chào, chào chủ tịch Tô, tôi là. Cút ngay, Tô Thành Vũ đẩy Vương Ngạn Quân ra, vội bước vào phòng. Sếp Lạc, Vương Ngạn Quân vừa bị đẩy ra, lại nhìn thấy một bóng người quen mắt. Anh ta kích động vội bước lên. Lạc Bân nhíu mày nhìn Vương Ngạn Quân, cậu là ai? Tôi là Vương Ngạn Quân ở phòng tiếp thị của tập đoàn Thành Hà. Lần này tôi tới Giang Hải là muốn bàn chuyện hợp tác với công ty ông. Vương Ngạn Quân căng thẳng nói. Chuyện hợp tác thì chờ lát nữa lại nói sau, Lạc Bân lạnh lùng nói một câu rồi vội vàng vào phòng. Cậu Dương, cậu tới đây, sao không nói với tôi một tiếng, để tôi thu xếp người tới tiếp đón cậu, Tô Thành Vũ vừa định gọi cậu chủ nhỏ, nhưng nghĩ đến Dương Thanh không muốn để lộ thân phận, đành vội vàng đổi cách gọi, vẻ mặt tươi cười nịnh nọt. Cậu Dương, Lạc Bân cũng dè dặt gọi một tiếng. Thấy Tô Thành Vũ và Lạc Bân xuất hiện, Tần Y cũng giật mình, vội vàng đứng lên, chủ tịch Tô.
xếp lạc. Nhưng Dương Thanh vẫn ngồi đó, cười lạnh, chủ tịch Tô ghê gớm nhỉ. Chỉ ăn một bữa cơm cũng bao cả nhà hàng. Cái gì? Tô Thành Vũ nghe vậy thì vô cùng hoảng sợ, vội vàng gọi quản lý ngoài cửa vào, tức giận nói, ai bảo ông đuổi hết khách đi. Sao ông lại dám đuổi cả bạn tôi ra? Quản lý vô cùng khiếp sợ, lúc này mới ý thức được người thanh niên đang ngồi đó chắc hẳn có địa vị rất lớn. Chủ tịch, tôi không biết cậu đây là bạn của ông, quản lý sợ sắp khóc rồi. Ông đi tới phòng kế toán nhận lương, sau đó cút đi, Tô Thành Vũ tức giận quát. Vương Ngạn Quân và Dương Liễu mới đi ra khỏi phòng, lúc này ánh mắt vô cùng khiếp sợ, chẳng khác nào nhìn thấy ma. Hoa dại thơm thật. Người Tô Thành Vũ và Lạc Bân phải gọi là cậu Dương sao có thể không có thân phận gì chứ? Chỉ tiếc là, Vương Ngạn Quân nhận ra điều này quá muộn. Anh Dương, lúc nãy do tôi có mắt không tròng, nên đã đắc tội với anh, mong anh Dương lượng thứ, Vương Ngạn Quân vội tiến lên, cung kính nói. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, câu này chính để nói kiểu người như anh ta, nhưng muộn rồi. Dương Thanh liếc nhìn Vương Ngạn Quân bằng ánh mắt khinh thường. Tôi chỉ là một thằng ở rể ăn không ngồi rồi thôi, sao có thể gánh nổi lời xin lỗi của cậu. Lời này của anh chứa đầy sự mỉa mai, khiến Vương Ngạn Quân vừa tức vừa thẹn, nhưng lại không dám thể hiện ra ngoài. Tô Thành Vũ và Lạc Bân hiểu ngay đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ liếc nhìn nhau, rồi Tô Thành Vũ bỗng quát lớn, cậu dám bất kính với cậu Dương sao, đúng là điếc không sợ súng mà, cút ngay cho tôi. Sắc mặt Vương Ngạn Quân lập tức thay đổi. Vội thanh minh, chủ tịch Tô, lúc nãy tôi thật sự không cố ý. Chủ tịch Tô bảo cậu cút, cậu không hiểu tiếng người à, Lạc Bân cũng lạnh lùng nói. Xếp Lạc, lần này tôi đại diện cho tập đoàn Thành Hà, tới Giang Hải để bàn chuyện hợp tác với quý công ty. Vương Ngạn Quân còn chưa kịp nói hết, đã bị Lạc Bân cắt ngang, cậu đừng lãng phí thời gian nữa, cậu tới từ đâu thì cút về nơi đó đi, sau này hễ là hợp tác với tập đoàn Thành Hà. Thì tập đoàn Nhạn Thanh sẽ từ chối. Nhà họ Tô của tôi cũng thế, Tô Thành Vũ cũng lập tức bày tỏ thái độ. Một người là chủ nhà họ Tô một trong bốn gia tộc lớn ở Giang Hải, một người là tổng giám đốc chi nhánh tập đoàn Nhạn Thanh từ Yến Đô tới Giang Hải. Ai cũng là nhân vật tai to mặt lớn có tầm ảnh hưởng quan trọng ở Giang Hải, thế mà bây giờ lại cùng lên tiếng, muốn từ chối mọi sự hợp tác với tập đoàn Thành Hà. Mặt Vương Ngạn Quân xám xịt. Lần này anh ta tới Giang Hải để cạnh giành cơ hội hợp tác với tập đoàn Nhạn Thanh, sau đó mở rộng thị trường ở Giang Hải. Tập đoàn Thành Hà đã chi ra không ít tiền, cuối cùng thời cơ chín muồi này cũng đã tới, nhưng anh ta còn chưa tới công ty đã tình cờ gặp được Lạc Bân, hơn nữa còn đắc tội với ông ta. Nếu để mấy lãnh đạo cấp cao trong tập đoàn Thành Hà biết được chuyện này, cho dù bố vợ anh ta là phó tổng giám đốc công ty, thì bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho anh ta. Dương Liễu cũng bắt đầu lo lắng, vội nói, xếp Lạc, ông không thể thất hứa như thế được, rõ ràng ông đã đồng ý với bố tôi sẽ hợp tác với tập đoàn Thành Hà rồi mà. Sao bây giờ ông lại nuốt lời, ông làm như vậy mà được à? Bố cô là ai? Tôi đồng ý hợp tác với mấy người khi nào? Lạc Bân tức giận hỏi. Không phải ông ta giả vờ không biết, mà ông ta thật sự không biết chuyện này. Bây giờ Vương Ngạn Quân đã đắc tội với Dương Thanh rồi. Cho dù ông ta thật sự đã đồng ý hợp tác với đối phương, thì lúc này ông ta cũng không thể thừa nhận được. Bố tôi là Dương Chí Quân, phó tổng giám đốc tập đoàn Thành Hà, lúc Dương Liễu nhắc đến bố mình, giọng điệu cô ta đầy kiêu ngạo. Chỉ là phó tổng giám đốc một công ty hạng hai thôi sao? Lạc Bân cười khẩy, sắc mặt cũng sầm xuồng, nếu cô không muốn bố mình mất chức phó tổng giám đốc thì mau cút khỏi tầm mắt của tôi ngay. Dương Liễu tức điên người. Đang định nói gì đó, thì bị Vương Ngạn Quân kéo ra khỏi nhà hàng. Tại sao anh lại ngăn cản em? Dương Liễu bị kéo ra khỏi nhà hàng tức giận hỏi. Bà cô của tôi ơi, em có biết Lạc Bân là ai không? Dù ông ta chỉ là tổng giám đốc một chi nhánh, nhưng sau lưng ông ta là tập đoàn Nhạn Thanh đấy. Nếu lúc nãy em làm ầm lên, anh e là chúng ta còn chưa kịp quay về, thì bố vợ đã bị sa thải rồi, Vương Ngạn Quân bất đắc dĩ giải thích. Anh không nói quá chứ, nghe Vương Ngạn Quân nói thế, Dương Liễu không khỏi chột dạ. Em có biết tám nhà quyền thế ở Yến Đô không? Biết chứ, đó là tám gia tộc lớn đứng đầu Chiêu Châu, gia tộc nào cũng nắm giữ nguồn lực vô cùng lớn.
Tập đoàn Nhạn Thanh là sản nghiệp dưới trướng gia tộc Vũ Văn, một trong 8 nhà quyền thế ở Yến Đô đấy. Em nói anh nghe, tập đoàn Thành Hà đấu nổi tập đoàn Nhạn Thanh không? Sau khi Vương Ngạn Quân giải thích xong, cuối cùng Dương Liễu cũng nhận ra rằng, suýt nữa thì mình đã gây ra họa lớn, cho dù là vậy, cô ta vẫn rất lo lắng. Trong phòng bao ở nhà hàng Bắc Viên Xuân, Tô Thành Vũ và Lạc Bân đều nơm nớp lo sợ đứng một bên, Dương Thanh cũng mặc kệ bọn họ, tiếp tục ăn uống. Tần Y thấy hai người đứng như thế thì đứng ngồi không yên. Anh ăn no rồi, còn em, cuối cùng Dương Thanh cũng đặt đũa xuống, nhìn Tần Y hỏi. Tần Y tức giận lườm anh, nhân vật lớn như Tô Thành Vũ và Lạc Bân còn đứng bên cạnh nhìn, thì cô ta lấy đâu ra tâm trạng để ăn tiếp chứ? Em không nói gì là no rồi đúng không, vậy chúng ta đi thôi, Dương Thanh nói xong liền đứng dậy. Tô Thành Vũ và Lạc Bân đang định ra ngoài tiễn thì Dương Thanh liếc nhìn họ, làm họ sợ đến mức dừng lại ngay. Đến khi Tần Y và Dương Thanh ra khỏi nhà hàng rồi, cô ta mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Được rồi, chúng ta cũng ăn xong rồi, bây giờ anh có thể rời đi được rồi chứ, Dương Thanh mặt dày nói. Tần Y nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ mặt phức tạp, cảm thấy rất quen thuộc, nhưng cũng rất xa lạ. Hôm đó trong khách sạn Vườn Sao, Tô Thành Vũ đã nói cho cô ta biết, mấy món quà lớn đó đều là quà cảm ơn của Dương Thanh. Lúc đó, cô ta đã nhận ra rằng chắc chắn Dương Thanh không hề đơn giản. Hơn nữa lần trước cô ta cũng bắt gặp Dương Thanh trong tập đoàn Nhạn Thanh, lúc đó cô ta còn tưởng anh tới để tìm việc. Lại nghĩ đến dáng vẻ cung kính của Tô Thành Vũ và Lạc Bân đối với Dương Thanh lúc nãy, cô ta dám chắc Dương Thanh không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Em đừng nhìn chằm chằm anh như thế, chẳng lẽ em định có ý đồ gì với anh rể của mình sao, Dương Thanh cố ý cười xấu xa nói. Hả? Tần Y sửng sốt, một giây sau cô ta bỗng hiểu ra, vừa thẹn vừa tức quát, khốn khiếp. Anh mau cút đi. Tuân lệnh. Dương Thanh nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của cô ta. Đến khi Dương Thanh rời đi rồi, Tần Y mới nhận ra mình đã bị lừa, rõ ràng Dương Thanh đang cố ý né tránh mình, sợ cô ta sẽ hỏi quá nhiều. Rốt cuộc anh là ai vậy? Tần Y nhìn về phía Dương Thanh rời đi, lẩm bẩm tự hỏi một câu. Gần đây, tối nào Dương Thanh cũng lấy cớ con gái nhớ bố để gọi video nói chuyện với Tần Thanh Tâm. Tần Thanh Tâm cũng không từ chối, nên mối quan hệ giữa hai người cũng phát triển nhanh chóng. Hôm nay, vừa tới giờ tan làm, Dương Thanh đã đứng trước cửa tập đoàn Tam Hòa đợi Tần Thanh Tâm. Chẳng mấy chốc, anh đã nhìn thấy Tần Thanh Tâm đi ra ngoài với vẻ mặt mệt mỏi. Anh đang định đi qua đó, thì thấy một chiếc Maybach mới tinh dừng ngay trước mặt Tần Thanh Tâm, một người đàn ông bước ra khỏi xe. Dương Thanh khẽ híp hai mắt lại, không ngờ lại là thằng ngu này. Khi vừa quay về Giang Hải, anh đã nhìn thấy người này trong biệt thự nhà họ Tần, Châu Ngọc Thúy luôn muốn Tần Thanh Tâm gả cho anh ta, hình như anh ta tên là Vương Kiện thì phải. Vương Kiện ôm một bó hoa hồng đỏ tươi khổng lồ, có lẽ là 999 bông hoa. Vương Kiện, Tần Thanh Tâm rất ngạc nhiên khi nhìn thấy anh ta. Thanh Tâm, anh yêu em tới mức không thể kiềm chế được, tình yêu mà anh dành cho em giống như ngọn lửa đang bùng cháy, không có thứ gì có thể dập tắt được ngọn lửa tình yêu của anh, cũng không thể vùi lấp được tình yêu nồng cháy mà anh dành cho em. Hôm nay, anh lấy hết can đảm nói cho em biết, anh muốn có được em, muốn em trở thành người phụ nữ của anh, muốn chúng ta mãi mãi ở bên nhau. Thanh Tâm, làm bạn gái anh được không? Không biết Vương Kiện kiếm đâu đoạn tỏ tình mùi mẫn này, lúc này trông anh ta rất chân thành, còn quỳ một chân xuống đất, hai tay giơ bó hoa hồng lên. Lúc này đang là giờ tan tầm, nên trước cửa công ty có rất nhiều người định ra về, nhìn thấy màn tỏ tình này, cả đám đều xúm lại reo hò cổ vũ. Tần Thanh Tâm nổi giận nói, Vương Kiện, chẳng phải tôi đã nói rõ với anh rồi sao? Tôi đã kết hôn rồi, cả đời này tôi không thể nào chấp nhận lời tỏ tình của anh được. Cô tức đến run người. Nhưng Vương Kiện vẫn chưa chịu từ bỏ, cắn răng nói, Thanh Tâm, người đó chỉ là một thằng vô dụng, anh ta đã bắt em chờ đợi 5 năm, em có biết khoảng thời gian đó quan trọng như thế nào đối với người con gái đang ở độ tuổi thanh xuân không? Một người đàn ông như vậy, sao có thể có được em? Anh ta không xứng với em. Anh ấy không phải hạng người như anh nói. Anh mau ngậm miệng lại cho tôi, Tần Thanh Tâm giận dữ quát. Dương Thanh vừa mới đi tới đây thì nghe Tần Thanh Tâm nói câu này, tim anh như có dòng nước ấm chảy qua.
Thanh Tâm, em đừng cố chấp nữa, anh ta chỉ là thằng vô dụng, anh ta không thể mang lại hạnh phúc cho em, chỉ cần em đồng ý làm bạn gái anh sẽ biến em trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên đời này, em đồng ý với anh được không? Vương Kiện thâm tình nói. Đúng lúc này, Dương Thanh xuất hiện ngay bên cạnh Vương Kiện, Tần Thanh Tâm thấy anh tới thì vô cùng kinh ngạc. Dương Thanh nở nụ cười dịu dàng với cô, tay anh còn cầm một cây hoa dại vừa hái ở bên đường. Dưới hàng trăm cặp mắt đang đổ dồn về phía này, anh đưa cây hoa dại này tới trước mặt Tần Thanh Tâm, nói, tặng em. Lại là anh, Vương Kiện cũng nhìn thấy Dương Thanh, khi nhìn thấy bông hoa dại trong tay anh lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Ha ha, anh tới đây để làm trò hề à? Chẳng phải đây là hoa dại bên đường sao? Một thằng nghèo kiết xác cầm hoa dại, so sánh với một cậu chủ ôm 999 bông hoa hồng, còn lái Maybach tới đây. Anh ta nghĩ mình có thể đấu lại cậu chủ kia sao? Mấy người vây quanh nhìn thấy bông hoa dại trong tay Dương Thanh thì không ngừng cười ha hả. Nhưng khi bọn họ đang mỉa mai anh, Tần Thanh Tâm lại nhận lấy bông hoa dại, đưa lên mũi ngửi một lát, sau đó nhoẻn miệng cười, thơm quá, tôi rất thích. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Hành động này của Tần Thanh Tâm đã khiến những người vây xem sững sờ. Vương Kiện cũng tức điên, không nói tới chuyện anh ta bị từ chối ngay trước mặt mọi người, mà còn bị một thằng nghèo hèn cầm cây hoa dại cướp đi mất. Nhìn bóng lưng Dương Thanh và Tần Thanh Tâm rời đi, Vương Kiện tức giận ném mạnh bó hoa hồng xuống đất, anh ta đỏ mắt gào lên, Dương Thanh, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Dương Thanh lái xe, còn Tần Thanh Tâm ngồi cạnh ghế lái, tay vẫn cầm bông hoa dại đó, ánh mắt có hơi mệt mỏi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì. Em sao thế? Dương Thanh bỗng lên tiếng hỏi. Lúc này Tần Thanh Tâm mới hoàn hồn, khẽ lắc đầu đáp, không có gì, chúng ta đi đón Tiêu Tiêu thôi. Được, Dương Thanh cũng đang định như vậy. Nhưng trong lòng anh lại hơi lo lắng, rõ ràng Tần Thanh Tâm đang có tâm sự, nhưng cô lại không muốn nói cho anh biết. Chẳng mấy chốc, hai người đã tới trường mầm non Lam Thiên. Lúc Tiêu Tiêu nhìn thấy cả bố và mẹ cùng tới đón mình, cô bé vô cùng háo hức. Dù vẫn đang ở trong nhà trẻ, nhưng cô bé đã vui vẻ reo lên, bố, mẹ, con ở đây. Các cậu nhìn thấy chưa? Đó là bố và mẹ của tớ đó, họ cùng tới đón tớ đấy. Sau khi chào bố mẹ, Tiêu Tiêu lại hào hứng khoe khoang với mấy bạn học bên cạnh. Giờ đang là lúc nhà trẻ tan học đợi phụ huynh tới đón, nên sau khi cô giáo gọi tên các bé, phụ huynh sẽ vào đón con em mình. Dương Thanh đứng xếp hàng trong hàng ngũ các vị phụ huynh, thấy vẻ mặt hớn hở của con gái thì anh càng hổ thẹn hơn. Đợi cô giáo gọi tên Tiêu Tiêu, Dương Thanh còn chưa kịp tới đó, Tiêu Tiêu đã gọi một tiếng bố, rồi chạy như bay về phía anh. Dương Thanh bế Tiêu Tiêu lên xoay một vòng, cười nói Tiêu Tiêu có nhớ bố không? Nhớ ạ, Tiêu Tiêu ôm cổ Dương Thanh, cười khanh khách nói. Hình như cô bé cảm nhận được tâm trạng mẹ mình hơi khác thường. Nên Tiêu Tiêu lập tức bổ sung, con nhớ bố, cũng nhớ mẹ nữa. Không biết Tần Thanh Tâm đang nghĩ gì mà lại thất thần, nên không nghe thấy lời Tiêu Tiêu nói. Tiêu Tiêu nhìn Dương Thanh với vẻ mặt tiêu nghỉu. Tâm, Tiêu Tiêu đang nói nhớ em đấy, Dương Thanh nhắc nhở Tần Thanh Tâm. Lúc này Tần Thanh Tâm mới hoàn hồn, vội vàng vươn tay bế Tiêu Tiêu, cô cố nở nụ cười, mẹ cũng nhớ Tiêu Tiêu lắm. Mẹ ơi! Hôm nay cô giáo còn khen con vẽ tranh cả nhà hạnh phúc rất đẹp đó. Tiêu Tiêu giỏi quá. Bố ơi, bố mau tới đây nắm tay mẹ đi ạ. Cả nhà cười nói vui vẻ, cùng rời khỏi trường mầm non. Nhưng rõ ràng tâm trạng Tần Thanh Tâm hơi khác thường, cô đã thất thần mấy lần rồi. Tiêu Tiêu, buổi tối gọi video cho con nhé. Lúc chia tay, vẻ mặt Tiêu Tiêu đầy lưu luyến. Dương Thanh vội nói buổi tối mình sẽ gọi video cho cô bé mới vui vẻ hơn một chút. Dương Thanh, tối nay tôi có việc, sẽ về nhà hơi trễ, nên không thể gọi video với anh được, Tần Thanh Tâm vội vàng nói. Dương Thanh hơi ngạc nhiên, không biết đã trễ thế này rồi mà Tần Thanh Tâm còn muốn đi đâu nữa. Có cần anh đi cùng em không? Dương Thanh hỏi. Tần Thanh Tâm vội lắc đầu đáp, không cần đâu. Được, nếu em cần gì cứ gọi cho anh. Dương Thanh nói. Sau khi chia tay với Tần Thanh Tâm, trên đường trở về, Dương Thanh gọi cho một người, ông mau điều tra hôm nay ở trong công ty, Tần Thanh Tâm có gặp phải rắc rối gì? Vâng, Chủ tịch. Dương Thanh vừa về đến nhà,
thì Lạc Bân đã gọi tới. Sau khi nghe những chuyện xảy ra ở công ty, Dương Thanh vô cùng tức giận. Từ khi anh trở về Giang Hải, anh đã kiềm chế cảm xúc của mình rất nhiều lần rồi, lần nào anh cũng vì nghĩ đến Tần Thanh Tâm và con gái. Cô gái ngốc này, chẳng lẽ cô ấy không biết, mọi thứ của mình đều thuộc về cô ấy. Tại sao cô ấy vẫn nhẫn nhịn khi bị người khác bắt nạt thế, Dương Thanh tức điên. Nói xong, anh lại xoay người đi ra ngoài. Tập đoàn Tam Hòa vừa được Dương Thanh mua lại, anh đã sa thải người nhà họ Tần rồi, nhưng vì sự phát triển của công ty, anh không thể nào sa thải tất cả nên đã giữ lại rất nhiều nhân viên. Lúc Tần Thanh Tâm còn là chủ tịch, cô quản lý công ty nghiêm túc nên đã đắc tội với không ít người. Bây giờ cô lại kiên trì đi lên từ vị trí nhân viên thấp nhất, có thể tưởng tượng cô đã gặp bao nhiêu khó khăn. Hôm nay, lãnh đạo trực tiếp của Tần Thanh Tâm là giám đốc nhỏ của một bộ phận, đã giao cho cô một nhiệm vụ khó khăn mà cô hoàn toàn không thể hoàn thành được. Nhiệm vụ này yêu cầu Tần Thanh Tâm bàn chuyện hợp tác với Tổng Giám đốc Hùng Bác Nhân của Tập đoàn Đại Nghiệp. Nhưng éo le thay, Tập đoàn Đại Nghiệp lại là sản nghiệp của nhà họ Hùng, mà Hùng Bác Nhân lại là bố của Hùng Vĩ. Nơi mà Tần Thanh Tâm đi bàn chuyện hợp tác có tên là Hộp Đêm Bác Nhân, cũng là sản nghiệp của nhà họ Hùng. Dương Thanh không biết mình có liên quan tới chuyện này không, nhưng anh chắc chắn rằng, anh sẽ không bao giờ hợp tác với nhà họ Hùng. Đến Hộp Đêm Bác Nhân, Tần Thanh Tâm mặc bộ đồ công sở bước xuống xe taxi. Cô giẫm đôi giày cao gót, nhanh chóng đi vào trong. Trước giờ Tần Thanh Tâm chưa từng đi tới Hộp Đêm, nếu không phải đi bàn chuyện hợp tác, cô sẽ không bao giờ một mình đi tới những nơi như thế này vào buổi tối. Chào cô, tôi là Tần Thanh Tâm của Tập đoàn Tam Hòa, sếp Hùng của các cô có mời tôi tới đây để bàn chuyện hợp tác. Sau khi đi vào đại sảnh, Tần Thanh Tâm liền đi tới hỏi một cô lễ tân xinh đẹp đang đứng trước quầy. Sếp Hùng đang ở bên trong đợi cô, để tôi dẫn cô đi lên đó, cô lễ tân khẽ cười đầy chuyên nghiệp. Ban đầu Tần Thanh Tâm còn tưởng rằng trong Hộp Đêm Bác Nhân có văn phòng, ai ngờ cô gái kia lại dẫn cô vào một phòng bao trên tầng cao nhất. Sếp Hùng, cô Tần tới rồi, cô lễ tân gõ cửa nói. Cửa phòng được mở ra, một người đàn ông trung niên đang đứng trước cửa sổ sát đất. Lúc này ông ta mới xoay người lại. Ông ta mặc quần tây kết hợp với áo sơ mi trắng, chiếc bụng bự nhô hẳn lên, ánh mắt hơi âm u. Hùng Bác Nhân mới chỉ nghe tên của Tần Thanh Tâm, đây là lần đầu tiên gặp cô. Ông ta thầm kinh ngạc, không hổ là hoa khôi của Giang Hải, quả nhiên xinh đẹp tuyệt trần. Cô Tần thật sự xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành giống như lời đồn, Hùng Bác Nhân nở nụ cười, chủ động bước lên phía trước, vươn tay ra. Tần Thanh Tâm khẽ cười. Cũng vươn tay ra bắt tay với Hùng Bác Nhân, sếp Hùng quá khen rồi. Hùng Bác Nhân không hề buông tay ra, mà cười híp mắt nhìn chằm chằm Tần Thanh Tâm, tôi chỉ nói sự thật mà thôi, với khuôn mặt xinh đẹp của cô Tần, e là không có người đàn ông nào lại không thích. Câu nói này hơi trắng trợn, làm Tần Thanh Tâm không khỏi nhíu mày, phải dùng sức mới rút tay mình về được. Cô đã cảm nhận được, sợ rằng lần hợp tác này sẽ không được thuận lợi. Nếu không phải vì tập đoàn Tam Hòa, thì chỉ với hành động lúc nãy của Hùng Bác Nhân, cô đã xoay người rời đi rồi. Sếp Hùng, chúng ta vẫn nên đi vào việc chính đi. Tôi cảm thấy hiện nay tập đoàn Tam Hòa đang phát triển mạnh mẽ, hơn nữa tập đoàn Nhạn Thanh và nhà họ Tô cũng chủ động hợp tác với chúng tôi, nên sau này chúng tôi sẽ có tiền đồ rộng mở. Tần Thanh Tâm rất quyết đoán, cô nói lợi ích khi hợp tác với tập đoàn Tam Hòa trước, để nhắc nhở Hùng Bác Nhân rằng, nếu ông ta bỏ lỡ lần hợp tác này, e là sau này hai bên sẽ khó mà hợp tác lần nữa. Nhưng cô lại không biết rằng, Hùng Bác Nhân hoàn toàn không muốn hợp tác với tập đoàn Tam Hòa, ông ta chỉ muốn báo thù mà thôi. Tôi hiểu ý của cô Tần, có thể hợp tác với tập đoàn Tam Hòa là niềm vinh hạnh của công ty chúng tôi, Hùng Bác Nhân cười híp mắt nói. Tần Thanh Tâm không hiểu hàm ý trong câu nói của Hùng Bác Nhân, nên cô không tiếp lời mà đợi ông ta nói tiếp. Hùng Bác Nhân cầm chai rượu vang cao cấp trên bàn trà lên, rót ra hai ly rượu, đưa cho mỗi người một ly. Cô đang định từ chối, lại nghe Hùng Bác Nhân nói, nếu cô Tần đã nói thế rồi, mà tôi vẫn còn từ chối chuyện hợp tác, vậy thì tôi thật sự không biết tốt xấu rồi. Tôi mời cô một ly, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Tần Thanh Tâm hoàn toàn không ngờ chuyện hợp tác lại thuận lợi như vậy. Cô cứ thấy như mình đang nằm mơ. Cô hơi buông lỏng cảnh giác. Nhận lấy ly rượu đế cao,
cười nói, vậy thì cảm ơn sếp Hùng. Tần Thanh Tâm nhấp một ngụm rượu, rồi đặt ly rượu xuống bàn. Sau khi đặt ly rượu xuống, Hùng bác nhân tựa người ra sau, rồi điều chỉnh một tư thế thoải mái hỏi, tôi nghe nói chồng cô Tần tên là Dương Thanh đúng không? Tần Thanh Tâm sửng sốt, không biết tại sao đối phương lại đột ngột nhắc đến Dương Thanh, nhưng cô cũng không che giấu, mà khẽ gật đầu đáp lại, sếp Hùng biết chồng tôi sao? Hùng bác nhân khẽ cười nói, tất nhiên là biết rồi, hơn nữa còn quan hệ, rất tốt. Hôm đó, Tần Y suýt chút nữa bị Hùng Vĩ làm nhục trong căn phòng này. Tần Thanh Tâm không biết tên của Hùng Vĩ, nên tất nhiên cô cũng biết quan hệ bố con giữa hai người. Không biết hai người quen biết như thế nào, nhắc đến Dương Thanh, Tần Thanh Tâm bỗng thấy hứng thú. Hùng bác nhân nở nụ cười kỳ lạ rồi đáp, không biết cô Tần có nghe thấy tin tức xảy ra trong dinh thự số 1 vào mấy hôm trước không? Tần Thanh Tâm hơi nghi ngờ, tất nhiên là cô biết chuyện Tần Phi xảy ra quan hệ với con cháu nhà họ Hùng rồi. Nhà họ Hùng. Hùng bác nhân. Trong đầu Tần Thanh Tâm nhanh chóng nghĩ ra mối quan hệ giữa Hùng bác nhân và nhà họ Hùng, lại nghĩ tới chuyện đã xảy ra trong dinh thự số 1 hôm đó, hình như cô đã đoán ra được một chút rồi. Hôm nay lúc giám đốc giao nhiệm vụ này cho cô chỉ tập trung nghĩ đến chuyện bàn bạc hợp tác giữa tập đoàn Tam Hòa và tập đoàn Đại Nghiệp, chứ không tìm hiểu rõ mối quan hệ phía sau tập đoàn Đại Nghiệp. Bây giờ, cô mới nhận ra được điểm khác thường. Xem ra cô Tần đã biết chuyện này rồi, chính chồng cô đã khiến thằng con trai vô dụng của tôi trở thành trò cười khắp Giang Hải này. Tần Thanh Tâm chưa kịp phản ứng, Hùng bác nhân đã chủ động nói chuyện này ra. Ông ta vẫn nở nụ cười, gần như không hề tức giận, tiếp tục nói, cô Tần, cô nói thử xem, nếu tôi cũng biến cô trở thành tiêu điểm ở Giang Hải, thì có được xem là có qua có lại mới toại lòng nhau không? Sắc mặt Tần Thanh Tâm lập tức thay đổi, cô đứng bật dậy. Đến lúc này, cô mới hiểu Hùng bác nhân hoàn toàn không muốn bàn chuyện hợp tác, mà mục tiêu của ông ta chính là cô. Nhưng cô vừa mới đứng dậy đã cảm thấy đầu óc choáng váng, trời đất quay cuồng. Ông gài bẫy tôi, Tần Thanh Tâm tức giận hỏi. Không đủ tư cách. Cùng lúc đó, Dương Thanh phóng xe cực nhanh, chỉ trong vòng 20 phút ngắn ngủi, anh đã tới hộp đêm bác nhân. Trông thấy hộp đêm huy hoàng lộng lẫy, ánh mắt của anh lạnh hẳn đi, đạp mạnh chân ga. Quỳnh! Một tiếng vang rất lớn, chiếc xe tông thẳng vào sảnh lớn của hộp đêm bác nhân, đâm vào quầy lễ tân mới dừng lại. Vãi trưởng, chuyện quái gì vậy? Mọi người ngơ ngác nhìn chiếc xe màu đen sang trọng bị đâm hỏng mui xe. Rầm! Cửa xe bay ra, Dương Thanh xuống xe. Tất cả mọi người đều trợn trừng hai mắt không dám tin sau một tai nạn xe cộ nghiêm trọng như vậy, mà anh không hề bị thương dù chỉ là vết xước ngoài da. Sếp Hùng, có một chiếc Phaeton lao thẳng sảnh lớn rồi, quản lý của hộp đêm bác nhân hoảng hốt chạy lên tầng cao nhất báo tin. Hùng bác nhân nghe xong nhíu mày, tai nạn xe sao? Ông ta thật sự không thể hiểu nổi, trước cửa chính hộp đêm bác nhân không có đường lớn, sao lại có xe đâm vào được? Sếp Hùng, tôi cảm thấy người đâm không có ý tốt, là một người trẻ tuổi vừa xuống xe đã đòi gặp ông, quản lý nhớ tới cảnh tượng vừa rồi, trái tim như run lên. Một người có thể đánh bay một người khác chỉ bằng một nắm đấm. Anh ta lăn lộn trong thế giới ngầm bao nhiêu năm qua chưa từng gặp ai lợi hại đến thế. Hùng bác nhân vốn còn đang kinh ngạc, nghe quản lý nói vậy thì nhếch môi nở nụ cười, không sao, đừng ngăn cản, cho cậu ta lên đây. Sếp Hùng, chuyện này. Quản lý lo lắng muốn nói tiếp, Hùng bác văn cau mày quát, không nghe thấy tôi nói gì sao. Vâng thưa sếp Hùng. Tôi lập tức đi làm ngay, quản lý giật mình vội vàng quay lưng rời đi. Đến nhanh đấy. Hùng bác nhân nhếch môi nở nụ cười lạnh lùng rồi mở chiếc cặp da màu đen trước mặt ra. Bên trong chứa rất nhiều tờ tiền mệnh giá 100 tệ. Đây là 3 triệu, chỉ cần cậu có thể khiến cậu ta sống không bằng chết, toàn bộ số tiền này đều thuộc về cậu. Hùng bác nhân nở nụ cười độc ác nhìn về một người đàn ông da đen cao to vạm vỡ đang đứng bên cạnh. Lúc quản lý xuống dưới sảnh lớn, hơn 20 bảo vệ đều đã nằm la liệt trên mặt đất. Sau lưng Dương Thanh có một người đàn ông cao to, chính là Mã Siêu lúc nào cũng đi theo anh như hình với bóng. Hiện giờ Mã Siêu đang giẫm lên một người đàn ông máu me be bét, giống như chó chết. Gương mặt của người đó dính đầy máu, không thể nhìn rõ. Nếu không nhân viên của hộp đêm bác nhân chắc chắn sẽ nhận ra gã là ai. Sếp, sếp,
sếp Hùng của chúng tôi ở phòng số 0 trên tầng cao nhất. Ông ấy bảo cậu đi lên đó, quản lý thấy những người nằm trên mặt đất, giọng nói bất giác trở nên run rẩy. Quả nhiên là vậy, Dương Thanh đã hiểu việc Tần Thanh Tâm tới đây là thủ đoạn của Hùng Bắc Nhân, mục tiêu của ông ta chính là anh. Dương Thanh đi tới thang máy, Mã Siêu cũng lôi chân của gã đàn ông kia theo, vết máu kéo dài trên mặt đất cực kỳ ghê rợn. Nhà họ Hùng có thể trở thành gia tộc hàng đầu ở Giang Hải vốn nhờ vào kinh doanh hộp đêm. Có thể nói hơn một nửa chốn ăn chơi ở Giang Hải đều thuộc về nhà họ Hùng. Những chỗ ăn chơi này thường không thể tách khỏi thế giới ngầm, vậy nên có người làm loạn tại địa bàn của nhà họ Hùng là việc vô cùng khó tin. Hai người trẻ tuổi vừa rồi là ai vậy? Ngang ngược thật, dám làm loạn địa bàn của nhà họ Hùng. Chúng chỉ là hai thằng óc chó biết đánh đấm mà thôi, thực sự tưởng rằng nhà họ Hùng là nơi có thể tùy tiện ra vào sao. Nghe nói năm ngoái có một thằng ngu chọc vào nhà họ Hùng, ngày thứ hai xác nó được phát hiện ở sông Lão Long. Nhìn theo bóng lưng của Dương Thanh và Mã Siêu, hầu như không ai cho rằng bọn họ có thể sống sót trở ra. Sếp Hùng của chúng tôi nói hôm nay miễn phí toàn bộ rượu cho khách. Mọi người tiếp tục quẩy lên nào, quản lý cầm micro hét lớn. Ngay sau đó, tiếng nhạc sập sình lại vang lên, mọi người đều hoan hô, sếp Hùng tuyệt nhất. Trong khi tầng 1 dần náo nhiệt hẳn lên, Dương Thanh và Mã Siêu đã lên tới tầng cao nhất. Trong phòng số 0, Hùng Bắc Nhân tươi cười nhìn hai người trẻ tuổi đạp cửa đi vào. Còn gã đàn ông hôn mê bất tỉnh bị ném ra đất, ông ta không thèm nhìn lấy một cái. Cậu chính là Dương Thanh, Hùng Bắc Nhân bắt chéo chân ngồi trên sofa, tay kẹp một điếu xì gà Cuba. Sau lưng ông ta có một gã da đen ở trần, cơ bắp cuồn cuộn. Ngay từ lúc Dương Thanh và Mã Siêu bước vào, ánh mắt của gã da đen đó đã dán chặt lên người bọn họ, ánh mắt tràn ngập sát khí. Mà trên chiếc sofa trong góc có một người đang nằm, chính là Tần Thanh Tâm. Thấy Tần Thanh Tâm chỉ ngất đi, quần áo vẫn còn nguyên vẹn, nỗi lo trong lòng Dương Thanh mới giảm bớt. Xem ra ông đã đợi tôi rất lâu rồi, Dương Thanh lạnh lùng nhìn Hùng Bắc Nhân. Hùng Bắc Nhân ung dung nhả ra một ngụm khói. Híp mắt nhìn chằm chằm anh, đúng là đã đợi một lúc. Nếu không phải muốn để cậu chứng kiến một vài chuyện không thể miêu tả bằng lời, vợ của cậu đã trở thành đồ chơi của người anh em da đen này rồi. Ánh mắt Dương Thanh thoáng lóe lên tia sáng chết chóc. Dám nói Tần Thanh Tâm như vậy, Hùng Bắc Nhân đúng là muốn chết. Anh Dương, để em giết ông ta, Mã Siêu bước tới, toàn thân tỏa ra sát khí. Dương Thanh xua tay, đi tới ngồi đối diện Hùng Bắc Nhân. Nheo mắt nhìn đối phương, xem ra chuyện xảy ra với con trai ông vào mấy ngày trước vẫn chưa khiến ông rút ra được bài học. Ông nói xem, nếu chuyện như vậy xảy ra với người làm bố như ông thì báo chí sẽ viết thế nào? Giật tít là chuyện tình sau núi, bí mật khó nói của hai bố con nhà họ Hùng. Sếp Hùng thấy sao? Dương Thanh cười hỏi. Ha ha, Hùng Bắc Nhân không những không nổi giận mà còn bật cười thành tiếng, thú vị đấy. Nhiều năm rồi tôi chưa từng gặp được một người trẻ tuổi nào ngông cuồng như cậu. Cũng thường thôi, so với con trai ông thì vẫn còn kém xa. Dương Thanh khẽ híp hai mắt lại, con trai ông dám ngang nhiên bắt cóc con gái nhà lành. Tôi vốn vẫn rất tò mò, không biết người bố như nào mới dạy ra được loại rác rưởi như vậy. Bây giờ thì rõ rồi, bởi vì bố nào con nấy. Tôi thật sự không hiểu, cậu chỉ là thằng ở rể của một gia tộc thấp kém. Rốt cuộc cậu lấy gì để tự tin như thế? Đến cả Hùng Bắc Nhân này cũng không thèm để vào mắt, Hùng Bắc Nhân dí nửa điếu xì gà còn lại vào gà tàn rồi nhìn Dương Thanh. Lúc này, nụ cười trên mặt ông ta đã hoàn toàn biến mất. Tôi nói là tôi dựa vào chính tôi, chắc ông cũng không tin phải không? Dương Thanh cười híp mắt hỏi. Hùng Bắc Nhân lắc đầu, cậu không sợ chọc giận tôi sẽ không còn được nhìn thấy mặt trời nữa sao? Ông nghĩ thử xem. Tôi sẽ không chuẩn bị gì khi đã biết thân phận của ông mà vẫn tới gặp ông sao, Dương Thanh chợt lên tiếng. Ý cậu là gì, Hùng Bắc Nhân bỗng có dự cảm chẳng lành. Ông ta nhìn theo ánh mắt của Dương Thanh, trông thấy người đang nằm dưới chân Mã Siêu. Càng nhìn, Hùng Bắc Nhân càng cảm thấy dáng người này, chiều cao này, quần áo này cực kỳ quen thuộc. Đến khi nhìn thấy nốt ruồi trên cổ gã, ông ta trợn trừng mắt, đứng dậy hét lớn, Hùng Vĩ. Dương Thanh thấy ông ta vẫn còn nhận ra được con trai mình, khóe miệng khẽ cong lên, Mã Siêu, tôi giao cho cậu nhiệm vụ đánh thằng chó này để bố hắn cũng không nhận ra nổi.
giờ ông ta lại nhận ra được, coi như cậu thất bại rồi. Mã Siêu cười đáp, lần tới em nhất định sẽ không thất bại. Nghe hai người họ nói chuyện, gương mặt tươi cười của Hùng Bác Nhân trở nên méo mó, ông ta nghiến răng nghiến lợi, tao vốn không định lấy mạng mày, nhưng bây giờ tao sẽ thay đổi quyết định. Có rất nhiều người muốn giết tôi, cũng có người giết được tôi, nhưng ông vẫn chưa đủ tư cách. Dương Thanh đột nhiên đứng dậy, sát khí quanh người tản ra khiến gã da đen kia giật mình vô thức lùi về phía sau. Cộp, 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 anh bước từng bước về phía Tần Thanh Tâm. Giết nó cho tôi cho cậu 5 triệu, Hùng Bác Nhân giận dữ gào lên. Gã da đen vừa nảy ra ý định chùn bước nghe thấy ông ta nâng giá liền kiên định hẳn lên, gã lập tức lao thẳng về phía Dương Thanh. Dường như Dương Thanh không cảm nhận được có người đang xông về phía mình, vẫn cứ ung dung bước đi, trong mắt chỉ có Tần Thanh Tâm. Thấy vậy, Hùng Bác Nhân thản nhiên nói, Sâm Ba là vua quyền anh của Châu Phi. Một cú đấm của cậu ta có thể đánh nát đầu mày. Không thèm tránh né như vậy, đúng là muốn chết. Hùng Bác Nhân nhìn thấy Sâm Ba tung nắm đấm về phía Dương Thanh thì như đã thấy cảnh tượng anh bị đấm chết, điên cuồng cười phá lên. Cút! Nhưng tốc độ của Mã Siêu còn nhanh hơn. Anh ta quát lớn, trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt Sâm Ba. Răng rắc! Anh ta vung một quyền, cánh tay của Sâm Ba bị bẻ cong 90 độ. Trong căn phòng yên tĩnh ở tầng cao nhất này, tiếng xương gãy rời càng thêm giòn giã. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 2.